Ai đó không biết ngũ hành pháp thuật thực chiến của tứ sư đệ là đứng đầu trong môn hạ của sư phụ. Ta còn không biết sao, tự sẽ không làm việc xuẩn ngốc đầu vu khôn sau khi nghe ngôn từ của hán tử, đầu tiên là sắc mặt biến đổi, tiếp theo liền ha hả từ chối. Nhưng hắn đột nhiên quay người lại, ngón tay chỉ hàn lập cười hì hì nói. Ta còn chưa giới thiệu cho tứ sư đệ một chút, vị này chính là người sư phụ muốn thu làm đệ tử chính thức, sắp thành bát sư đệ hàn lập của chúng ta mà vị này là tứ sư huynh tống mông người gọi tứ sư huynh là được mọi người tới gặp mặt nhau đi dù sao sau này chính là đồng môn sư huynh đệ bát sư đệ vị tứ sư đệ vừa nghe lời ấy trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn ra trực tiếp nhìn chằm chằm hàn lập không tha hàn lập thần sắc không thay đổi nhưng trong đầu thở dài một hơi vị này rõ ràng là một tên cuồng chiến đấu bị hắn nhìn chòng chọc như thể hàn lập là trái cây ngon để ăn vì vậy không đợi vị này mở miệng trước hàn lập liền nói chặn trước Tứ sư huynh khỏe, sư đệ vừa mới chúc cơ không lâu, xin sư huynh chiếu cố nhiều một chút." Nói xong Hàn Lập liền thi lễ, nhưng lời này của Hàn Lập lại làm cho vị hán tử lộ ra vẻ thất vọng. Đối với hắn lập tức mất đi hứng thú, nhàn nhạt gật đầu vài cái, cũng không liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái. Tiếp theo sau hắn lạnh lùng, trực tiếp xuyên qua hai người đi thẳng, chỉ để lại Hàn Lập cùng Vu Khôn hai người tại chỗ, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau nửa ngày. "Ha ha, Hàn sư đệ đừng thấy lạ, Tống sư đệ tính tình là như vậy." Mặc dù mặt ngoài lanh lùng nhưng kỳ thật là người rất tốt, vẫn là Vu Khôn khôi phục thái độ bình thường trước, nói mấy câu để xóa tan bầu không khí xấu hổ. Hàn Lập tự nhiên cũng biểu hiện thái độ hiểu biết, hai người lập tức lại nói cười, tiếp tục lộ trình. Động phủ mặc dù không nhỏ nhưng một chỗ lớn như vậy mà trừ vợ chồng Lý Hóa Nguyên, Vu Khôn và vị tống mông kia, không có những người khác. Mặt khác năm người sư huynh đệ của Hàn Lập, một người cũng không thấy. Sau Hàn Lập mới biết được rằng năm người đó cũng như hắn, đều có động phủ ở bên ngoài thỉnh thoảng mới đến bái kiến một chút vợ chồng Lý Hóa Nguyên. Về phần Vu Khôn cùng Tống Mông chỉ vì bọn họ từ nhỏ lớn lên bên cạnh vợ chồng Lý Hóa Nguyên nên có cảm tình rất sâu đậm, tự nhiên ở lại nơi đây, không có tự lập động phủ. Hàn Lập cùng Vu Khôn nói chuyện phiếm, cuối cùng đối với mấy sư huynh đệ khác có sự hiểu rõ nhất định, nhưng bất chi bất giác đã đi xong hết toàn bộ phủ. Nhưng vị đại sư huynh này tựa hồ vẫn cao hứng nói, dứt khoát kéo Hàn Lập đến phòng ngủ của mình, muốn tiếp tục bàn chuyện quan trọng hàn lập mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không để ý liền không quan tâm đi theo dù sao người này là đại sư huynh vẫn phải cấp cho mặt mũi ngay từ đầu hắn còn thật sự lắng nghe hết thảy những gì vị đại sư huynh này nói hy vọng có thể tìm được một chút gì hữu ích nhưng không bao lâu vị vu khôn huyên thuyên không dứt làm hàn lập dần dần được nếm mùi ngôn từ cuồn cuộn không dứt giống như ma âm khoan não làm cho hàn lập liên tiếp nghe mấy canh giờ trở nên đau đầu Lúc này Hàn Lập mới biết được thái độ ngay từ đầu khi vị đại sư huynh này đi ra tiếp đãi hắn, có cái gì nhiệt tình rõ ràng là khó khăn lắm mới nhìn thấy một vị khách nhân, thoải mái khua môi múa mỏ. Sau một lúc lâu Hàn Lập thật không thể chịu được thêm nữa, rút cuộc lấy lý do thân thể mệt mỏi, cuống quyết thoát khỏi phòng của đối phương, đi tìm gian phòng chiêu đãi khách nhân để nghỉ ngơi. Sau khi nghe sau một trận công kích bằng ngôn ngữ của vị vu sư huynh này, hắn thật sự vẫn còn rất đau đầu. Hàn Lập xem như là hoàn toàn nể phục người này. Trên đời còn có nam nhân có thể nói rông dài như thế, thật sự là được mở rộng tầm mắt. chương 239, Quyết Trạch Sau khi đợi ở trong động phủ một ngày, ngày thứ hai Hàn Lập đứng ở trước mặt vợ chồng Lý Hóa Nguyên, nghe vị sư phụ này thản nhiên nói. Hàn Lập, đã nghĩ kỹ muốn vi sư cấp cho vật gì chưa? Bây giờ có thể nói xem, đệ tử muốn một bộ công pháp thích hợp cho mình tu luyện, mong rằng sư phụ có thể thành toàn cho điều này căn bản là không cần suy nghĩ. Hàn Lập sớm đã có đáp án trong lòng, lập tức thốt ra. Lý Hóa Nguyên nghe xong, không lộ vẻ ngoài ý muốn, ngược lại hướng thiếu phụ bên cạnh cười, ý tứ muốn nói, thế nào, ta không nói sai chứ, quả nhiên là muốn công pháp. Sau đó lão mới quay đầu, thong dong nói với Hàn Lập. Ừ, lựa chọn này của ngươi không tệ, đến gần đây để cho vi sư xem xét thuộc tính linh căn của ngươi, sau đó quyết định ban cho ngươi pháp quyết loại gì. Hàn Lập nghe xong, không dám trần chờ, lập tức tiến tới. Tiếp theo bị đối phương bắt lấy cổ tay, một cỗ nhiệt lưu nhanh chóng lưu động tại bên trong kinh mạch trừ kim thuộc tính ra công pháp thuộc tính khác đều có thể tu luyện được dĩ nhiên là linh căn có bốn thuộc tính điều này thật đúng là làm cho ta giật mình ngày đó cũng chỉ là từ mặt ngoài thấy được linh căn của ngươi hỗn tạp cũng không nghĩ tới tình huống đến mức như thế này lý hóa nguyên sau một lát dò xét sắc mặt có chút cổ quái khẽ thở dài nói thiếu phụ ở một bên nghe xong cũng lộ ra vẻ mặt có chút ngoài ý muốn Mặc dù không mở miệng nói chuyện nhưng không tự kìm hãm được đánh giá lại Hàn Lập thêm vài lần. Đệ tử tư chất thấp kém, làm cho sư phụ thất vọng Hàn Lập trên mặt khẽ đỏ lên, có chút xấu hổ nói. Điều này không có gì cả, nếu trời cao có thể cho người chúc cơ thành công, vậy khẳng định sẽ có tạo hóa dành cho chính ngươi, chỉ là nếu như vậy thì việc lựa cho công pháp tu luyện có thể có chút phiền phức. Có ý nghĩa gì, Hàn Lập nghe xong lời này, chừng mắt nhìn, mặc dù không có chủ động hỏi nhưng vẻ mặt nghi hoặc biểu hiện ra không thể nghi ngờ. Trang Thiệt là, nói rõ ràng cho đồ đệ là được. Lão chính là dạng không đầu không đuôi như vậy đó. Kỳ thật ý tứ của sư phụ ngươi là lúc đầu muốn cho ngươi lựa chọn một môn công pháp không tệ, nhưng là hiện tại nhìn qua thuộc tính linh căn của ngươi, lại có chút do dự. Dù sao công pháp càng tốt thì càng khó tu luyện, không bằng cấp cho ngươi một bộ pháp quyết đơn giản để có thể cho ngươi tiến lên cấp bậc nhanh hơn một chút." Thiếu phụ của Trách Lý Hóa Nguyên một câu, tiếp theo lại hướng Hàn Lập Ôn Nhu giải thích. "Không sai, phu nhân nói chính là điều ta muốn nói lý hóa nguyên cuống quyết gật đầu. Nhưng tiếp theo lão lại giảng giải chi tiết, rõ ràng hơn. Phải biết rằng công pháp tu luyện của người tu tiên chúng ta dựa theo uy lực cùng hiệu quả để xem xét, đại thể có thể chia làm ba loại. Một loại công pháp sau khi tu luyện, tốc độ tinh tiến của pháp lực bình thường, thậm chí vẫn hơi thấp, nhưng chúng có thần thông và thủ đoạn khắc địch chế thắng, uy lực cường đại không giống bình thường. Trong thực chiến càng như cá gặp nước, có thể vượt qua tu sĩ tầng cao hơn nhưng pháp lực lại ở tầng thấp. Bởi vậy tu sĩ tự biết cuộc đời này vô vọng có thể kết đan, đều tuyển chọn công pháp này tu luyện. Loại thứ hai vừa vặn trái ngược, hiệu quả tinh tiến pháp lực của loại pháp quyết này cực kỳ kinh người, dễ dàng tu luyện, hơn nữa cơ hội gặp phải bình cảnh cũng nhỏ hơn tu sĩ tu luyện loại pháp quyết đầu tiên. Nhưng có được tất có mất, ưu thế của loại công pháp đầu tiên vừa vặn là thiếu khuyết chí mạng của loại pháp quyết này. Loại công pháp này trên cơ bản không có thủ đoạn tự bảo vệ mạnh mẽ, thần thông lại càng ít đến mức đáng thương. Trên cơ bản tu luyện loại pháp quyết này, trong cuộc sống sau này chỉ có thể trở thành kẻ yếu trong các tu sĩ cung cấp, nhưng đồng dạng người muốn theo đuổi tu tiên lên tầng càng cao, vọng tưởng tiến vào thiên đạo, tu luyện loại pháp quyết này cũng không ít, dù sao nó dễ dàng giúp cho các tu sĩ dễ dàng tiến đến gần kết đan kỳ nhất. Khi Lý Hóa Nguyên nói tới đây liền dừng lại, đột nhiên cười híp mắt hướng về phía Hàn Lập nói. Không biết đồ đệ nhà ngươi sẽ chọn lựa loại pháp quyết nào, hoặc là cho rằng loại pháp quyết nào thích hợp hơn cho mình. Hàn lập vừa nghe lời ấy, sừng sốt một chút, không khỏi trần chờ hỏi: Sư phụ, không phải là có ba loại sao? Tại sao mới nói có hai loại? Lý Hóa Nguyên nghe sau nghi vấn của Hàn lập, sau khi cùng cười với thiếu phụ, mới nói với Hàn lập: Đích sát ngoại trừ hai loại trước ra, còn tồn tại một loại công pháp thứ ba cực kỳ ít, đó chính là pháp môn tu luyện đỉnh cấp mà đông đảo tu sĩ truy đuổi. Tuy nhiên vi sư không khuyên ngươi tu luyện, và bảy vị sư huynh của ngươi cũng không có ai tuyển tu loại công pháp này. Mặc dù nó cơ hồ tập trung điểm mạnh của hai loại công pháp trên, uy lực cường đại, pháp lực tinh tiến kinh người, nhưng tu luyện nó chẳng những có nhiều điều kiện hạn chế, khó khăn trùng trùng, hơn nữa quá trình tu luyện hết sức nguy hiểm, không chú ý sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Sư nương người tu luyện chính là loại công pháp đỉnh cấp này, kết quả cẩn thận như thế mà thiếu chút nữa thì một mảng ô hô ai tai, cho nên không phải tu sĩ có tư chất vượt xa người khác, tu luyện nó cùng với tự sát không kém bao nhiêu. Ta mặc dù trên tay có hai, ba công pháp đỉnh dai, nhưng nếu ngươi tự thấy tu luyện nó có thể thành công, nhân vì công pháp này là bồi thường cho ngươi, vì vậy nếu như ngươi nhất định phải tu luyện công pháp đỉnh cấp, vi sư cũng sẽ đưa cấp cho, nhưng nếu sau này xuất hiện nguy hiểm và khó khăn gì, chỉ có thể giải quyết dựa vào chính bản thân mình. Lý Hóa Nguyên rõ ràng không muốn Hàn Lập tuyển chọn loại công pháp cuối cùng để tu luyện, cho nên trước tiên cảnh cáo Hàn Lập một phen. Hàn Lập cau mày, cúi đầu suy ngẫm, việc này đích xác là sự lựa chọn khó khăn. Nhưng không bao lâu sau Hàn Lập ngẩng đầu lên, trong mắt thần sắc bình tĩnh hiển nhiên đã đưa ra quyết định sư phụ xin thứ cho đồ đệ vô lễ đệ tử trước khi đề xuất yêu cầu có thể hỏi một chút về công pháp sư phụ tu luyện là gì không hàn lập đột nhiên mở miệng hỏi ha ha vi sư tu luyện là công pháp đỉnh cấp chân dương quyết nhưng vi sư thân mình chính là tam dương chi thể gần với thiên linh căn tu luyện công pháp này chính là như cá gặp nước hơn xa công pháp khác nếu không vi sư sao có thể kết thành kim đan đây chứ Lý Hóa Nguyên mặc dù không ngờ tới Hàn Lập sẽ hỏi câu này, nhưng vẫn kiêu ngạo nói. Đệ tử rõ rồi, vậy đệ tử tuyển tu loại pháp quyết thứ hai Hàn Lập thần sắc bình tĩnh nói. Loại thứ hai, Lý Hóa Nguyên thần sắc khẽ động, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, dùng ánh mắt dò xét Hàn Lập vài lần, mà thiếu phụ một bên nghe vậy, cũng toát ra ánh mắt cảm thấy khá hứng thú. Người chọn loại thứ hai, làm cho vi sư nói như thế nào đây chứ? Lòng tu tiên kiên định như thế làm vi sư rất là vui mừng nhưng người phải biết rằng pháp lực tu luyện dễ dàng điều này cũng là đối với người có tư chất tốt mà nói hơn nữa người có tư chất nổi bật như bọn hắn có thể tu luyện đến chúc cơ hậu kỳ đỉnh phong cũng là số ít trong đó mà thôi cho nên vi sư vẫn có khuynh hướng muốn ngươi chọn loại công pháp đầu tiên mặc dù hy vọng kết đan rất xa vời nhưng tối thiểu có thể làm cho ngươi trong tu sĩ chúc cơ kỳ tự hào hãnh diện không bị người khi dễ thật ra bất kể tu luyện loại công pháp nào có thể kết đan có được mấy người nhớ lúc đầu lý hóa nguyên căn bản muốn khuyên bảo hàn lập một chút nhưng nói một hồi lại tựa hồ hồi tưởng chuyện cũ gì đó tâm tình trở nên trầm trọng một chút dần dần ngậm miệng không nói nữa thiếu phụ ở một bên thấy tình cảnh này khẽ thở dài tiếp theo nói với hàn lập hàn lập người đã nghĩ kỹ muốn tuyển tu loại công pháp này sao mặc dù ngươi chọn không vượt quá suy nghĩ của ta cùng sư phụ ngươi nhưng lòng tu tiên của ngươi quả thật kiên định như thế sư phụ của ngươi tự nhiên cũng sẽ không phản đối nếu ngươi không biết tự lượng sức mình muốn chọn công pháp đỉnh cấp vợ chồng ta hai ngươi đồng dạng đáp ứng nhưng sẽ khiến cho chúng ta rất thất vọng dù sao không phải là vấn đề lòng tu tiên có kiên định hay không mà là với quá cao không sai sư nương ngươi đã nói ra tâm tư của vi sư vi sư cũng sẽ không nói cái gì nữa bây giờ chỉ hỏi ngươi một lần thật đã quyết định kỹ chưa lý hóa nguyên khôi phục lại tinh thần vừa lúc nghe được ngôn ngữ của thiếu phụ liền vuốt cầm đồng ý nói đúng vậy đệ tử đã hạ quyết tâm hàn lập lẳng lặng nghe vợ chồng lý hóa nguyên nói xong trầm giọng nói ừm um, nếu ngươi hạ quyết tâm như vậy theo ta đi tàng thư thất phu nhân tạm thời ở chỗ này đợi chốc lát ta cùng hàn lập sẽ trở lại ngay lý hóa nguyên thấy vậy cũng không nói cái gì nữa đứng dậy dẫn hàn lập đi ra ngoài để cho thiếu phụ lưu lại chỗ này chờ tàng thư thất cách đại sảnh không xa cũng không quá lớn chỉ là một cái thạch thất bình thường thậm chí là thấp bé nhưng cả thạch thất được một cái kết giới màu hỏa hồng bảo vệ người bên ngoài căn bản không cách nào tiến vào. Lý Hóa Nguyên đi tới kết giới trước mặt, không thèm để ý, vươn một ngón tay tùy ý hướng kết giới vạch ra, kết giới lập tức mở ra một cái cửa lớn rộng khoảng một trượng, để cho hai người sánh vai nhau bước qua. Sau đó cửa đá được đẩy ra dễ dàng, mang theo Hàn Lập vào thạch thất. Vừa vào bên trong, Hàn Lập đã được đại khai nhãn giới. Bởi vì trong thạch thất, các thức, các dạng ngọc giản, sách, hộp, bộ sách tất cả đều nổi lơ lửng ở trong không trung, tản ra kỳ quang đủ mọi màu sắc, chừng năm, 60 kiện. Cái này chính là công pháp tu luyện mà Lý Hóa Nguyên mấy trăm năm qua dùng các loại thủ đoạn để thu thập được. Nơi này mỗi đồ vật đều giống nhau, đều bị ta hạ cấm chế, nếu như không phải do ta và phu nhân đi lấy, sẽ lập tức kích động trận pháp bên trong thạch thất, sau đó người sẽ bị vây khốn ở đây Lý Hóa Nguyên có chút tự đắc giảng giải với Hàn Lập, nhưng hắn lại nghe ra ý vị của một tia cảnh cáo ở bên trong, liền cuống quyết gật đầu tỏ vẻ đã biết. chương 240, Thư Hiệt, Lý Hóa Nguyên thấy Hàn Lập biết ý như thế, thần sắc lộ ra vẻ hài lòng, sau đó nhẹ nhàng sử ra một chảo, nhất thời một đạo mây đỏ bay ra từ trên tay, sau đó cuộn một cái ngọc giản mang trở về trên tay lão. Lý Hóa Nguyên cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp giao cho Hàn Lập, sau đó dùng thủ pháp như thế liên tiếp qua lấy 7, 8 kiện đồ vật mới dừng tay. Lúc này Hàn Lập đang cầm một đống đồ nhìn không chớp mắt. Mấy loại công pháp này đều là loại giúp pháp lực tinh tiến nhanh chóng, lại vừa dễ dàng tu luyện ngươi chọn lựa ra một loại làm chủ công pháp đi còn lại phải trả về chỗ cũ đợi lựa chọn xong nói một tiếng với ta lý hóa nguyên lạnh nhàn nói với hàn lập sau đó khoanh chân ngồi xuống trên một cái bồ đoàn tại thạch thất hàn lập cảm giác được hai mắt mình có chút hoa lên mặc dù công pháp không nhiều lắm nhưng đích xác đều có đặc sắc riêng ví dụ như trong đó có một quyển quy nguyên công ngoài việc tốc độ tăng tiến pháp lực không chậm còn có một loại tiểu thần thông cực kỳ thực dụng quy nguyên linh giáp khi đối địch ngoài việc phụ trợ thêm một tầng pháp thuật phòng ngự mặt khác có khả năng dùng pháp lực ngưng tụ xuất ra linh giáp, sự bảo vệ hơn một tầng, có thể nói là thủ đoạn tốt nhất để bảo vệ tính mạng, mà linh giáp này theo sự tinh tiến của quy nguyên công, lực phòng ngự cũng dần dần gia tăng. Bên trong một cái ngọc giản khác ghi lại huyễn linh quyết cũng rất tốt, với thần thông ảo ảnh có thể tùy thời tùy chỗ huyễn hóa ra phân thân giống đúc như mình, làm mê hoặc địch nhân. Tầng thứ tu luyện càng cao thì số phân thân càng nhiều, càng có thể mê hoặc tầm mắt của địch nhân. Trừ hai loại công pháp này ra, các pháp quyết khác với tiểu thần thông mặc dù uy lực không lớn nhưng đối với việc đào thoát để bảo vệ tính mạng đều cực kỳ hữu hiệu. Xem ra người sáng lập ra công pháp này đã rất rõ ràng, dành mạch từng câu. Công pháp này không cách nào tranh đấu ngoan cường với đối phương, bảo trụ mạng nhỏ mới là chuyện trọng yếu đầu tiên. Sau khi Hàn Lập xem qua tất cả một lần, một quyển sách màu vàng bên trong một hộp ngọc làm cho hắn ngạc nhiên. Bởi vì kích cỡ, hình dáng quyển sách này rất quen thuộc hàn lập khẳng định hoàn toàn giống như đúc quyển sách màu bạc đang ở trong tay hắn chỗ bất đồng duy nhất chính là quyển sách này phảng phất mỏng mảnh hơn một chút trên mặt cũng không có hoa văn cổ quái ngược lại xuất hiện cổ văn dày đặc tuy nhiên sau khi nhìn kỹ ở trên ghi lại một môn pháp quyết bình thường gọi là ngưng nguyên công pháp quyết thần thông phụ trợ tụ linh thuật cũng cực kỳ bình thường có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện tụ tập linh khí hàn lập đem quyển sách màu vàng này lăn qua lộn lại nhìn vài lần nghi hoặc trong lòng nảy lên nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc trù trừ giải mê mặc dù hắn rất muốn lập tức đem quyển sách màu bạc trong túi chữ vật lấy ra so sánh một phen nhưng hắn bây giờ phải đưa ra quyết định mới được nếu không sẽ làm cho vị sư phó của mình nổi lên lòng nghi ngờ nghĩ tới đây hàn lập cân nhắc về quyển sách màu vàng này nháy mắt trong lòng đã đưa ra sự lựa chọn vì vậy hắn mở miệng nói với lý hóa nguyên đang nhắm mắt dưỡng thần sư phụ ta đã chọn kỹ rồi chính là công pháp này lý hóa nguyên nghe vậy liền mở hai mắt Nhìn thấy quyển sách màu vàng trong tay hắn, nao nao rung động. Tuy nhiên cũng không nói gì thêm, sau khi gật đầu thì dẫn hắn đi ra thạch thất. Khi về tới đại sảnh, thiếu phụ đang chờ thầy trò bọn họ hai người, thấy vậy trước tiên cười cười ôn nhu, sau mới hỏi: "Thế nào, chọn kỹ rồi chứ?" "Đa tạ sư nương quan tâm, đệ tử đã chọn kỹ rồi Hàn Lập cung kính đáp." Ta đây đã an tâm thiếu phụ nghe vậy, càng cười vui mừng. Tựa hồ còn muốn quan tâm việc này hơn Hàn Lập, làm cho hắn nao nao trong lòng tốt lắm, nếu ơn cứu mạng sư nương ngươi đã báo. Bây giờ nên nói chuyện thu ngươi làm đồ đệ, ngươi thật tâm nguyện ý đầu nhập làm môn hạ của ta, chính thức thành đệ tử Lý Hóa Nguyên chứ. Lý Hóa Nguyên đột nhiên thần sắc trang nghiêm nói, Hàn Lập trong lòng dùng mình, nhanh chóng bước lên phía trước quỷ nói. Đệ tử Hàn Lập tuyệt đối thành tâm, không dám có chút giả dối. Hàn Lập ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng lại thì thầm kiểu khác. Ngươi nếu thật lòng đối với ta, ta tự nhiên là thành tâm mười phần, nguyện làm tròn bổn phận thầy trò, nếu như có tâm tư xấu, ta cũng sẽ không khờ khảo mặc cho ngươi thao túng. Lý Hóa Nguyên tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Hàn Lập, nếu không đã sớm một trưởng đem Hàn Lập diệt trừ. Tốt, người tu tiên chúng ta hết thảy đều đơn giản, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đệ tử chính thức của Lý Hóa Nguyên ta, hy vọng sau này ngươi có thể cần cù chuyên tu tiên đạo, không làm giảm danh tiếng Lý Hóa Nguyên ta lão lúc này thần sắc mới hỏa hoãn, cười nói. Kế tiếp Hàn Lập và Lý Hóa Nguyên tự nhiên một phen thầy giỏi, trò ngoan, tiếp theo lại bị Lý Hóa Nguyên dạy bảo, sau đó Hàn Lập cáo từ rời đi. Khi ra động phủ vừa lúc đụng phải vị vu đại sư huynh kia, ma âm không ngớt hướng Hàn Lập, sao mình lại chuốc lấy cực khổ, lúc này miệng luôn chối từ, cuối cùng khi vẻ mặt đối phương tiếc nuối, rút cuộc thoát khỏi dây dưa, ngự khí bay đi. Khi Hàn Lập đứng ở trên tiểu chu, không khỏi nhịn được hồi tưởng hết thảy những gì phát sinh trong hai ngày. Vị sư phó lý hóa nguyên này đem lại ấn tượng cho hắn so với trước kia tốt hơn rất nhiều, thái độ đối với hắn so với chuyến đi cấm địa lần trước hoàn toàn bất đồng. Không biết là bởi vì hắn đối với sư nương gián tiếp có ân cứu mạc, hay là do mình chúc cơ thành công, rút cuộc đã được trọng thị của vị tu sĩ kết đan kỳ này. Mặc kệ như thế nào, Hàn Lập hiểu được chính mình chuyến này không có trắng tay, không chỉ có một chỗ dựa to lớn ở trong tu tiên giới, mà còn được một quyển sách màu vàng, cái này có thể giải quyết được bí ẩn của quyển sách màu bạc kia. Cho dù không có lời giải, Hàn Lập cũng không quan tâm, nhiều lắm chính là tu luyện ngưng nguyên công là được, tuy nói công pháp này không có đại thần thông gì, nhưng Hàn Lập lại có nhiều cách tự bảo vệ khác, cũng không cần lo lắng về việc này. Sau khi về tới động phủ của mình, Hàn Lập lập tức tiến vào phòng ngủ, vội vàng đem hai quyển sách màu vàng, bạc lấy ra, cẩn thận so sánh. Quyển sách màu bạc bộ dạng vẫn còn mới, chưa ai đụng vào, Hàn Lập đồng thời đem quyển sách màu vàng trồng lên, quả nhiên lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau, vừa nhìn đã biết là những vật có quan hệ lớn lao. Hàn Lập cầm hai quyển sách phân ra hai bên trái phải, một tay một quyển phân biệt, cân nhắc một chút, quyển màu bạc nặng hơn một tí. Xem ra cảm giác quyển màu vàng mỏng hơn không phải là sai, mà là do độ dày không giống nhau. Hàn Lập cúi đầu nghĩ ngợi một lát, đột nhiên đem quyển sách màu bạc để trước mắt, cẩn thận xem xét hoa văn cổ quái, lấy tay vuốt ve không ngừng. Lúc này trong mắt hắn lóe ra thần sắc bất định, tựa hồ có nan đề rất lớn làm cho hắn lưỡng lự. Tuy nhiên trên mặt Hàn Lập vẫn lộ ra vẻ quả quyết. Hắn đột nhiên đem bỏ sách ra khỏi tay, sau đó nhẹ nhàng xoa tay, một đoàn liệt hỏa đỏ hồng bao phủ lấy quyển sách màu bạc, chiếu rọi làm mặt Hàn Lập đỏ bừng, nhưng hắn không thèm để ý, ngay cả mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm quyển sách đang ở trong liệt hỏa, lúc này bởi vì nhiệt độ cao nên bề mặt đã bắt đầu chảy ra. Đột nhiên thần sắc Hàn Lập rung động, tiếp theo lộ ra vẻ mặt vui mừng do bề mặt quyển sách sau khi tan chảy, dĩ nhiên bên trong cũng hiện ra quang mang màu vàng, quả nhiên trong đó có bí mật. Thấy cảnh này Hàn Lập cẩn thận điều khiển ngọn lửa, không cho nó phá hủy lớp màu vàng kia. Nhưng Hàn Lập hiển nhiên đã lo lắng quá độ, quyển sách màu vàng mới lộ ra này tựa hồ không sợ ngọn lửa đốt, không có chút biến hóa nào. Đợi khi quyển sách màu vàng mới tinh hoàn toàn hé lộ, hắn mới vung tay lên, ngọn lửa lập tức biến mất, sau đó tim đập thình thịch đọc quyển sách mới có được này. Hắn chỉ nhìn mở đầu, người liền ngây ngẩn cả ra, tiếp theo sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì quyển sách này dĩ nhiên cũng dạy người làm sao điều khiển phi kiếm cùng kiếm tu chi thuật chuyên dùng tu luyện kiếm quang, mặc dù cực kỳ thần diệu nhưng vốn không phải là thứ hàn lập muốn. Xem ra hán tử chân trần của cự kiếm môn ngày đó chính là tu luyện quyển sách trước mắt này, nhưng kỹ xảo này có lẽ đối với tu sĩ luyện khí kỳ đúng là bảo bối nhưng đối với hàn lập hôm nay đã chúc cơ thành công, có thể nói là bình thường, thật sự không cách nào gợi lên sự hứng thú của hắn. Hàn lập vẫn còn không chịu buông bỏ hy vọng, hắn lăn qua lộn lại dò xét một lần, thậm chí dùng liệt hỏa đốt thêm lần nữa nhưng vẫn không có phát hiện gì khác. Bận rộn hơn nửa ngày, Hàn Lập càng nhìn quyển sách màu vàng này thì càng tức giận. Tốn nhiều tâm tư như vậy, lại thu được thứ vô dụng, thật sự là cực kỳ buồn bực. Đặc biệt là hai chữ kiếm quang càng lại kích thích Hàn Lập, bởi vì hắn thân mình tu luyện thanh nguyên kiếm quang, chẳng lẽ còn phải tu luyện thêm một loại kiếm quang khác. Hàn Lập âm trầm nghiêm mặt, đột nhiên túm lấy quyển sách, quang ra giữa không trung, ngay sau đó tay phải nhấc lên, một đạo kiếm quang màu xanh to như cái bát rời tay, trực tiếp đánh tới quyển sách. Hàn Lập chuẩn bị hoàn toàn tiêu hủy đồ vật này, để tránh khỏi việc bực mình. Phanh một tiếng, thanh âm bao liệt như trong tưởng tượng của Hàn Lập không có chuyển đến, thật ra kiếm quang màu xanh giống như đá chìm đáy bể, đã biến mất vô ảnh vô tung trên quyển sách, phảng phất như bị căn nuốt. Đây là, Hàn Lập lấy làm kinh hãi, nhưng sau đó trong tâm rung động, đột nhiên trở nên phấn chấn. chương 241, Tam chuyển trọng nguyên công khoát tay một cái, khiến cho tờ giấy màu vàng đã rơi xuống mặt đất, thêm vào một tờ vẫn lơ lửng trên chỗ cao làm mục tiêu. Sau đó liền bắt đầu dùng một luồng nhỏ thanh nguyên kiếm quang từng chút một đánh lên nó, chờ mắt nhìn mấy tờ giấy giống như cái động không đáy, đem kiếm quang toàn bộ đều thu nạp vào. Trong lúc đó, Hàn Lập cũng từng thử phóng một mũi tên băng qua, xem xem có phải pháp thuật cũng có thể bị nó hấp thu hết hay không. Kết quả một tên đã đem tờ giấy đánh bay ra ngoài, khiến Hàn Lập hoảng sợ, vội vàng đình chỉ loại hành động mạo hiểm này đành dùng kiếm quang thực sự truyền vào bên trong. Thanh nguyên kiếm quang tầng thứ tư của Hàn Lập, theo lý thuyết lẽ tất nhiên là uy lực không nhỏ, nhưng mắt thấy chân nguyên trong cơ thể muốn khô kiệt rồi, mà tờ giấy vẫn không có bất cứ phản ứng gì, điều này làm cho Hàn Lập âm thầm kêu khổ. Hắn thật sự không biết, phải chăng nếu một hơi thỏa mãn tờ giấy này hấp thụ kiếm quang, có phải là trước khi thành công đã tuyệt khí rồi hay không? Hàn Lập đang giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, tờ giấy kia rốt cục đã phát sinh biến hóa, trên mặt giấy kim quang sáng rực, cũng không thu nạp kiếm quang nữa, ngược lại bắn ngược trở ra, làm thủng một lỗ kiếm trên vách tường phòng ngủ thoát ra ngoài. Hàn Lập kiềm chế hưng phấn trong lòng, chăm chú nhìn không chớp mắt vào biến hóa của tờ giấy. Ánh sáng trên tờ giấy bắt đầu dần dần tụ tập lại, hội tụ thành những hàng chữ sáng rực rỡ chỉ bằng con kiến, hiện lên trên tờ giấy, làm cho trên bề mặt tờ giấy này kim quang nhấp nháy, giống như vô vàn tinh tú trên bầu trời. Khiến cho Hàn Lập rất ngạc nhiên, sau đó lách cách một cái, huyền phù thuật đột nhiên mất đi công hiệu tờ giấy cứ như vậy rơi thẳng xuống, Hàn Lập dưới sự cả kinh, lập tức động thân không kịp suy nghĩ. Đưa tay chộp lấy tờ giấy, thế nhưng ngón tay của Hàn Lập vừa mới tiếp xúc với vật ấy, những dòng chữ sáng rực rỡ trên bề mặt giống như đã tìm được cửa xả vậy. Tất cả đều điên cuồng xuyên thấu qua ngón tay đó, hướng toàn thân hắn mãnh liệt truyền sang. Điều này khiến cho Hàn Lập trở nên kinh hãi thất sắc. Hắn vội vàng định quảng tờ giấy ra, thế nhưng bộ dạng vật ấy như vật sống vậy, dính chặt cứng vào trên tay, mà không cách nào quăng đi mảy may. Những chữ sáng truyền vào quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, bao nhiêu chữ sáng đã bỏ đầy toàn thân Hàn Lập. Làm cho Hàn Lập cả người trên dưới, chữ sáng lập lòe, có vẻ quỷ dị vô cùng. Đang lúc Hàn Lập bó tay, lúc đang kinh hồn táng đởm. Đột nhiên, toàn bộ chữ sáng giống như nhận được mệnh lệnh, tất cả đều hướng vị trí đầu hắn xuống xít lại, bao gồm từng chữ từng chữ một đều xông vào, làm cho trong đầu hắn trong phút chốc như bị cưỡng ép nhét vào vô số cái gì đó nhất thời Hàn Lập ôm đầu kêu thảm một tiếng đau đớn. Nếu như thời gian duy trì kiểu tình trạng này, kéo dài một chút nữa, đầu Hàn Lập chứa quá nhiều có thể bị nén mãnh liệt mà chết. Nhưng may mắn chính là loại đau đớn khác thường này thật ngắn ngủi, thời gian chỉ trong chốc lát. Toàn bộ chữ sáng truyền vào đã hoàn tất, Hàn Lập lúc này mới nhũn ra trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích mảy may. Sau khi chừng đủ một khắc, Hàn Lập mới hơi lấy lại tinh thần được một chút, cuối cùng có thể miễn cưỡng đứng lên. Lúc này, cơn đau trong đầu mặc dù đã giảm bớt không ít, nhưng vẫn đang vang lên ông ông. Thần kinh bị kéo căng ra, Hàn Lập vội vàng bò lên trên giường đá, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Để cho đầu mình hoàn toàn thanh thản trở lại, Hàn Lập lần ngồi xuống này, chính là suốt ba ngày ba đêm, chẳng những sự khó chịu trong đầu hoàn toàn biến mất, mà ngay cả những chữ đã xông vào kia, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ. Thanh Nguyên kiếm quyết, mà còn là bộ pháp quyết đầy đủ một mạch từ tầng thứ nhất cho đến tầng thứ 13, không thiếu sót một chút nào, có thể tu luyện một mạch đến hóa thần kỳ trong truyền thuyết, mà lại không hề có vấn đề. Đây là chủ yếu nội dung những dòng chữ mang lại. Hàn Lập lúc mới đầu nhận được tin tức này, có chút hơi sừng sốt, nhưng thần sắc cũng không biểu hiện ra cao hứng quá nhiều gì. Nhưng trừ cái đó ra, cuối cùng vẫn còn kèm theo một công pháp phụ trợ khác tam chuyển trọng nguyên công, điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy hứng thú hơn, liền tùy tiện xem một chút. Khi Hàn Lập vừa nhìn giới thiệu mở đầu, đầu tiên là ngây ra, bởi tưởng rằng mình đã lĩnh hội sai lầm, nhưng ngay sau khi thận trọng đọc mấy lần bộ phận tư liệu mới tin chắc lý giải vừa rồi đích xác không lầm điều này làm cho hàn lập rơi vào trong trạng thái mừng như điên tam chuyển trọng nguyên công này không ngờ lại có sẵn công hiệu đặc biệt động trời là cách phòng ngừa kết đan kỳ bị trở ngại tin tức này thực giống như từ trên trời rơi xuống khiến cho hàn lập lâng lâng như nằm mộng từ khi hắn tiến vào tu tiên giới tới nay cơ hồ toàn bộ tu sĩ nói chuyện đến vấn đề về kết đan đều là than ngắn thở dài lắc đầu không thôi tất cả đều nói có đột phá đến kết đan kỳ cảnh giới hay không trên cơ bản là phải xem tạo hóa của người đó hoàn toàn do ý trời quyết định đương nhiên cái này cũng là ám chỉ tu sĩ có tư chất hơn người đã tu luyện tới đỉnh điểm trúc cơ kỳ có sẵn tư cách kết đan mà nói mặt khác người có thiên linh căn tự nhiên cũng không bị phiền não về phương diện này bởi vậy thật sự mà nói hàn lập đối với niềm tin mình có thể kết đan cơ hồ bằng với số không chỉ là thật không dễ dàng tìm được một con đường đi thông suốt cả đời đã bỏ rơi tiêu cực như vậy, Hàn Lập thật sự không cam lòng. Bởi vậy càng hy vọng mong manh, khát vọng của hắn đối với kết đan lại càng chờ mong hơn hơn nữa, cũng lại càng muốn liều mạng hơn. Nhưng bây giờ, trước mắt bày ra một con đường có thể dẫn thẳng đến kết đan kỳ, có thể vòng qua trở ngại trên đường mòn này khiến cho Hàn Lập mừng như điên sao. Thực ra công pháp này cũng không thể nói là đường tắt gì cả, cơ hồ có thể nói, nó chỉ là một loại phỏng đoán chưa được chứng thực mà thôi. Bởi vì vị cao nhân nọ sáng tạo ra công pháp này và thanh nguyên kiếm quyết, sớm đã qua kết đan kỳ, đối với sáng chế loại công pháp này, chỉ là một loại điên cuồng hình dung về kết đan. Bản thân hắn cũng nói rõ ở cuối công pháp này, cho dù có thể hoàn toàn làm được hết thảy theo yêu cầu của công pháp, xác suất có thể lập tức kết đan, vẫn chỉ có một nửa mà thôi. Có điều, điều này đối với Hàn Lập mà nói vậy là đủ rồi. Chẳng phải nói xác suất có một nửa, ngay cả chỉ có một phần mười, vậy cũng đủ để cho Hàn Lập đâm đầu vào không chút do dự thế nhưng sau lúc hàn lập mừng như điên khi cẩn thận nghiền ngẫm lại công pháp này cho dù hàn lập là người tâm trí kiên cường như vậy cũng không khỏi giống như bị một gậy vào đầu làm cho sắc mặt càng ngày càng tái nhợt người tu luyện công pháp này đương nhiên trước tiên phải tu luyện thanh nguyên kiếm quyết nhân vì thế công pháp vốn lúc đầu chính là vì phụ trợ thanh nguyên kiếm quyết mới sáng lập mặc dù thanh nguyên kiếm quyết khó luyện phi thường nhưng điều này vẫn không phải điểm chính khiến cho hàn lập sắc mặt khó coi chính là Dạng công pháp này không ngờ lại giống như tên nó, yêu cầu người tu luyện lúc ở tầng thứ 6 của Thanh Nguyên kiếm quyết, phải phân biệt đem kiếm quyết tán công một lần, tu luyện trở lại một lần nữa. Theo như lời người sáng lập nói, chỉ có như vậy mới có thể vận dụng Tam chuyển trọng nguyên công, đem pháp lực lần nữa tu luyện ra, tiến hành nén chân nguyên, làm cho pháp lực tinh thuần gấp hơn mấy lần. Như thế liên tiếp sau 3 lần, lại một lần nữa luyện trở lại tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh điểm, liền có thể kết đan tại nơi đan điền một cách dễ dàng bởi vì dựa theo sự suy đoán của vị cao nhân này kim đan vốn lúc đầu chính là do chân nguyên đông đặc lại ngưng tụ mà thành hôm nay trước tiên sau khi làm cho chân nguyên gần như đặc lại lại tiến hành kết đan tự nhiên không phí chút sức lực mới phải thế nhưng loại việc tán công ngớ ngẩn này cho dù hàn lập cảm thấy vị cao nhân này nói rất có lý cũng trở nên do dự đây trái lại không phải hàn lập sợ hãi khổ cực của trùng tu tán công mà là hắn thật sự không tin trong những năm của một đời có thể làm được đến 3 lần trùng tu theo như lời đối phương nói. Thậm chí kể cả hắn tự phụ có sự trợ giúp của chiếc bình nhỏ thần bí, vậy cũng là chuyện cực kỳ mạo hiểm. Dù sao dựa theo sự phỏng đoán của đối phương, thời gian của việc trùng tu này chính là lần sau so với lần trước dài hơn rất nhiều, sau cùng muốn dồn ép chân nguyên ngưng tụ, cũng là lần sau tăng lên so với lần trước. Đương nhiên cái được nếu làm như vậy, cũng là cực lớn. Có thể cho hắn sở hữu chân nguyên cùng pháp lực so với tu sĩ bình thường nhiều gấp mấy lần. Nhưng đồng dạng hắn muốn làm được điều này, không thể nghi ngờ cũng phải tổn hao thời gian nhiều hơn mấy lần so với tu sĩ bình thường mới được. Chính là tuổi thọ gần 200 năm, có làm được hết thảy những điều này không? Hàn Lập hiện nay trong lòng không có nắm chắc, Hàn Lập nhất thời không cách nào quyết định, đưa ánh mắt nhìn phía một tờ giấy vàng khác mang ra từ bên trong động phủ của Lý Hóa Nguyên. Xem ra chỉ có dưới kiểm tra, bên trong rốt cuộc là cái gì, rồi mới quyết định được. Kết quả, đồng dạng rót kiếm quang vào Đồng dạng đau đớn như khoan vào đầu, lần nữa Hàn Lập lại trải qua hết thảy, cũng tiếp nhận được nội dung của một tờ giấy vàng khác. Thanh trúc phong vân kiếm gì đó là điều mà Hàn Lập vừa động não, chữ đã toát ra. Hàn Lập lòng hiếu kỳ nổi lên, sau khi kiên nhẫn sắp xếp kỹ lại chữ quang, mới đọc xem chuyện gì xảy ra. Thì ra trong tờ giấy vàng này, không ngờ toàn là dạy cho tu sĩ kết đan kỳ, làm sao luyện chế một loại phi kiếm pháp bảo kêu là Thanh Tú Phong Vân kiếm. Loại mộc thuộc tính phi kiếm này không ngờ lại cùng Kim nhận pháp khí của Hàn Lập rất giống nhau, là bàn về cách luyện chế ra pháp bảo. Ít nhất cũng phải có 12 thanh phi kiếm thuộc tính mộc mới có thể tạo thành một bộ, kỳ lạ phi thường. Đương nhiên, nếu có thể thu thập đầy đủ nhiều tài liệu, Trần Nguyên cũng đủ dư thừa, chính là luyện chế 36 thanh một bộ, thậm chí 72 thanh một bộ, trên lý luận cũng có thể được. Mặt trước không có nói rõ chi tiết, uy lực của phi kiếm này như thế nào. Nhưng Hàn Lập không cần đoán, cũng có thể tưởng tượng đến sự đáng sợ của pháp bảo ấy. Một giả định nếu bị hơn 10 thanh phi kiếm đồng thời công kích, Hàn Lập nghĩ sáng tỏ cũng hiểu được kinh khủng cực kỳ. Đương nhiên, đồ vật này đối với Hàn Lập hôm nay, một chút tác dụng cũng không có, chỉ có sau khi đến kết đan kỳ mới có thể nhận được sự chú ý của hắn. Thế nhưng, lúc này ngược lại Hàn Lập quyết tâm kiên định tu luyện Thanh Nguyên kiếm quyết. Bởi vì vừa nhìn phi kiếm thuộc tính mục này, liền đã biết sự tình nếu như đồng thời phối hợp cùng Thanh Nguyên kiếm quyết, vậy uy lực tuyệt đối là tăng gấp bội sự việc chờ tới sau khi hắn tu luyện kiếm quyết đến tầng thứ sáu, rồi đến đỉnh điểm trúc cơ kỳ. Đến lúc đó có thể trước tiên thử kết đan, nếu không được, lại tán công cũng chưa muộn. chương 242, Chế Phù, Hàn Lập đem hai tờ giấy vàng cẩn thận cất kỹ một lần nữa, tiếp theo tập trung suy nghĩ kế hoạch sau này. Nếu muốn tu luyện thanh nguyên kiếm quyết này và tam chuyển trọng nguyên công, vậy chất dịch màu lục của bình nhỏ thần bí, khẳng định phải lợi dụng triệt đề. Bởi vậy nguyên liệu luyện đan trên hai phương thuốc cổ kia phải mau chóng tìm đủ. Có thể có trên tay, thì nhanh chóng thúc giục sinh trưởng. Không có thì phải đến địa phương khác, có thể thu thập thì thu thập, có thể mua thì mua, không thể bỏ qua. Lại nói đến, thành phần trong chất dịch màu lục này ngoại trừ linh lực ra, nó còn ngầm chứa đựng thành phần khác, hắn đến nay vẫn còn cảm thấy thần bí khó lường, nhưng chỉ dựa vào linh khí khẳng định sẽ không sinh ra công hiệu thúc giục thực vật sinh trưởng. Sau khi tiến vào Hoàng Phong Cốc, hắn đã từng nghiên cứu lại mấy lần, kết quả vô luận là pha loãng linh dịch đến mức nào, chỉ cần uống nước có chứa chút xíu chất dịch màu lục, toàn bộ động vật thí nghiệm, kết quả tất cả đều là nổ tung người giống như nhau. Xem ra vậy cũng không phải vấn đề chất dịch màu lục loãng đi bao nhiêu, mà là không rõ do thành phần nào của nó quấy phá. Sau khi nhận được mấy kết quả giống nhau, Hàn Lập không thể làm gì khác hơn là đành phải từ bỏ. Nhưng bây giờ chỉ là vì luyện đan mà sử dụng công hiệu của bình nhỏ, tựa hồ về mặt ứng dụng có chút quá hẹp rồi. Hàn Lập cảm thấy loại công hiệu thúc dục cỏ cây sinh trưởng này này, khẳng định còn có thể có chỗ hữu dụng lớn hơn, dường như có chút lãng phí rồi. Bây giờ, Hàn Lập sau khi cân nhắc một hồi, cảm thấy tranh đấu tại trúc cơ kỳ, ngoại trừ pháp khí, công pháp ra, phù lục bậc trung trở lên khẳng định là vật không thể thiếu. Những phù lục bậc trung này, thực đúng là đắt đỏ. Nhẹ nhàng cũng phải hơn 10 khối linh thạch mới có thể mua được một tờ. Khiến cho Hàn Lập nhìn rồi cứ lắc đầu mãi không thôi. Nhưng mà ngũ hành pháp thuật trung cấp trở lên, đích xác là có không ít đạo pháp sắc bén uy lực cũng cực lớn, có thể bảo vệ tính mạng. Chỉ là những pháp thuật này bởi vì đẳng cấp rất cao. Cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ sử dụng tới, cũng cần hao phí không ít pháp lực cùng thời gian. Cứ như vậy, mua thêm mấy tờ giữ lại dùng để đảm bảo tính mạng, lại thành thủ đoạn phòng bị thiết yếu không làm không được. Hàn lập bởi vậy đem chủ ý đặt chế phù lên trên, mà còn là trung cấp phù lục. Bởi vì việc chế phù cần lá bổ trống vô luận là cấp thấp hay là trung cấp, cũng là dùng một chút linh thảo có niên hạn khá lâu năm luyện chế ra, điều này đối với Hàn Lập mà nói vừa lúc phát huy công hiệu của chiếc bình. Thành ra có thể lợi dụng triệt đề, đương nhiên lá bùa cao cấp thì không cách nào dùng biện pháp này rồi, đó là phải có chút gia hồn của yêu thú đặc thù mới có thể chế ra, cũng không phải Hàn Lập bây giờ có khả năng tiếp xúc được. Về phần chu sa để sử dụng chế phù, trái lại không khó gì, đều chỉ cần dùng để một chút máu linh thú luyện chế mà thành, đa số từ linh thú trong chuồng nuôi trên người rút ra một ít là được căn bản không đáng bao tiền phù bút chế phù sử dụng là có chút kén chọn có điều hàn lập nơi này còn có một cây kim trúc bút hẳn là đủ dùng mới phải vừa nghĩ đến kim trúc bút hàn lập tự nhiên liền nghĩ tới tiểu nha đầu ôn hòa thẹn thùng hạm vân chi kia không nhịn được khẽ mỉm cười lúc này chắc vẫn còn đang ở linh thú sơn chứ có điều trong nháy mắt hàn lập liền đem tâm thần thu lại một lần nữa đánh giá khả năng thực hiện được chế phủ và quan hệ lợi hại trong đó. Đã có công cụ và nguyên liệu dồi dào không dứt, vấn đề tiêu hao tài liệu hạn chế lớn nhất đối với chế phủ sư, đối với hắn mà nói căn bản là không thành vấn đề nữa. Bây giờ duy nhất vẫn còn tạo thành hạn chế đối với hắn chính là tu luyện đạo Pháp trung cấp trở lên. Bởi vì chế phủ sư muốn luyện chế ra phù lục nào đó, thì bản thân hắn trước hết có thể thi triển loại pháp thuật này mới được, nếu không, vô luận làm sao cũng không thể trên lá bùa chống biến ra pháp thuật được dù sao phù lục, chỉ là một loại thủ đoạn đem pháp thuật trước đó phòng ấn kỹ mà thôi. Vừa nghĩ đến, phải tu luyện trung cấp pháp thuật, Hàn Lập liền nhức đầu một trận. Cũng không biết, có phải thật sự linh căn quá hỗn tạp và hắn có quan hệ hay không, hắn ở trên tu luyện ngũ hành đạo Pháp, tựa hồ cực kỳ không có thiên phú. Chính là hao tổn tinh lực và thời gian gấp mấy lần tu sĩ bình thường, cũng lắm lúc không đạt được chút nào. Hơn nữa không cách nào lĩnh ngộ được chỗ tinh túy, có điều từ sau khi hắn tiến vào chút cơ kỳ, một chút pháp thuật cấp thấp đó trái lại có thể học thêm một cách dễ dàng hơn nữa đại bộ phận đều đã có thể làm được trình độ phát ra trong nháy mắt nhưng trên pháp thuật trung cấp thì hắn lại trở về điểm khởi đầu khiến cho Hàn Lập chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài mà thôi trung cấp pháp thuật lại khó tu luyện Hàn Lập thú nhận còn có thể nắm giữ được mấy món đem những cái này phong ấn thành phù lục cũng được rồi Hàn Lập cũng không hy vọng quá xa vời có thể đem toàn bộ trung cấp pháp thuật đều luyện chế thành phù lục để tùy ý sử dụng có lượng lớn trung cấp phù lục, chẳng những có thể cho hắn vào lúc đối địch chiếm thượng phong hơn, chính là dũng khí lấy ra danh mục phô trương đem bán, vậy cũng sẽ không làm thức tỉnh chủ ý của bao nhiêu người. Cứ như vậy, Hàn Lập liền có thể từ tình cảnh khốn khó thiếu hụt linh thạch, thoát ra rồi. Hắn hôm nay cũng không dám lại cầm linh thảo đổi lấy linh thạch nữa, có chút quá trướng mắt rồi. Dường như Hàn Lập còn có một tâm tư, chính là nếu sau này thực sự tán công trùng tu mà nói, vậy pháp lực trong lúc trùng tu, không thể nghi ngờ chính là lúc hắn yếu nhất. Nếu có địch nhân hoặc kẻ thù thừa dịp này tìm tới cửa mà nói, vậy hắn không phải trở thành quá nguy hiểm sao? Dù sao tu tiên giới cũng không phải là thế giới hoàn mỹ, chuyện gì cũng có có thể phát sinh được. Nhưng nếu có bó tướng phù lục nơi tay mà nói, thì có thể làm cho thực lực của hắn còn có thể bảo trì ở một mức độ nhất định, cho dù không đánh gục kẻ địch được, mượn phù lục bỏ chạy, vẫn còn có khả năng lớn. Mặc dù vừa tu vừa chế phù, chắc chắn sự tinh tiến pháp lực sẽ chậm chế một chút, nhưng bất kể nhìn thế nào, bỏ ra chút thời gian này, vẫn là lợi lớn hơn hại. Hàn lập ở bên trong phòng ngủ sau khi vòng vo mấy vòng, quyết định tu luyện thanh nguyên kiếm quyết và đồng thời tiến hành luyện tập phù lục. Hàn lập đem tất cả những việc ấy suy xét chu toàn rồi, lập tức bắt đầu hành động. Hắn mấy ngày đầu, trước tiên chạy hai lần đến khu chợ của bản môn và thiên tinh tông, đi siêu tầm nguyên liệu luyện đan và mầm cây con linh thảo luyện chế bùa. Những nguyên liệu luyện đan mà phương thuốc cổ ghi lại, tự nhiên là giá trị không ít, là vật cực kỳ hiếm có. Nhưng may mắn chính là, Hàn Lập đối với niên hạn của những dược thảo này căn bản là không có yêu cầu gì, không ngờ lại may mắn đã thu thập được một loại đan dược nguyên liệu trong luyện khí tán, điều này làm cho Hàn Lập mừng rỡ vượt cả kỳ vọng. Về phần nguyên liệu của lá bùa, bởi vì ngay từ đầu muốn từ phù lục bậc thấp luyện lên, tự nhiên rất dễ dàng đã tới tay, đương nhiên lượng lớn chu sa cũng không thể thiếu. Ba bốn ngày sau, Hàn Lập đem đại trận, cấm chế bên ngoài động phủ mở ra hết, đóng chặt động phủ, sau đó bắt đầu lần đầu tiên bế quan tu luyện sau khi hắn đã trúc cơ. Tu hành không có 5 tháng, thời gian 4 năm, đảo mắt đã qua. Cửa lớn tại động phủ, dưới sự che giấu của trận pháp, từ sau ngày đó đóng chặt, thì vẫn chưa từng mở ra lần nữa. Cho tới một ngày này, từ phía chân trời xa xôi, đột nhiên bay đến một luồng lam quang, sau khi xoay vài vòng ở bên ngoài đại trận, biến thành một nho sinh cười hì hì, trên tay nâng một miếng ván gỗ màu lam hình thù kỳ lạ. Đây là động phủ của tiểu sư đệ rồi tại sao lại chọn ở nơi hẻo lánh chứ hơn nữa linh khí cũng không sung túc chút nào nếu không phải lôi sư bá chỉ điểm một hai tìm thấy còn thực là khó đấy nho sinh thì thào nói thần sắc có chút bất ngờ sau đó nho sinh đánh giá đại trận bên ngoài động phủ vài lần trong thần sắc đột nhiên có chút ý tứ xun xoe muốn thử lôi sư bá nói hộ phủ đại trận này của tiểu sư đệ lợi hại vô cùng ngay cả tu sĩ kết đan kỳ tới cũng không nhất định có thể lẻn vào được vậy là thật hay là giả đây thực sự có thể lợi hại như thế có nên thử một lần hay không, nhưng sau khi suy xét đánh giá qua loa một chút, nho sinh đã cúi đầu ủ rũ lẩm bẩm. Cứ cho là vậy đi, đừng có làm chậm chế việc lớn của sư phụ. Nói xong, liền móc ra một tấm truyền âm phù, hướng bên trong đại trận của Hàn Lập ném vào. Truyền âm phù nhất thời biến thành một luồng lửa sáng, vô thanh vô tức tiến vào đại trận. Sau đấy nho sinh, lập tức cầm ván gỗ trong tay ném lên không trung, người liền ngự khí bay khỏi đó. Lúc này bên trong động phủ, trong bế quan thất của linh nhãn chi tuyền, Hàn Lập đang trong lúc ngồi nhắm mắt. Xem dung mạo hắn không ngờ giống y như 4 năm trước, một điểm biến hóa cũng không có, chỉ là trên người hắn bao phủ một tầng sáng xanh nhàn nhạt, nhạt, lấp lánh không ngừng, như mơ màng như sương khói đẹp dị thường. Thế nhưng lại nhìn về bốn phía, lập tức sẽ khiến cho người ta không thốt nên lời. Bởi vì ngoại trừ xung quanh gần chỗ Hàn Lập ngồi, những chỗ còn lại khác, phù lục các cấp rơi đầy đất, từ hỏa đạn thuật băng tiến thuật sơ cấp bậc thấp, Đến thổ tường thuật hỏa vân thuật sơ cấp bậc cao cái gì cũng có, phảng phất đúng là giống như cái kho lớn phù lục. Mặt khác, còn có một ít hộp chu sa trống giống, cùng rất nhiều lá bùa trắng tinh, cũng nhét lẫn vào trong đó, càng có vẻ bừa bãi vô cùng. Chẳng biết qua bao lâu, Hàn Lập nhíu mày, tựa hồ cảm ứng được gì đó, sau đó mở hai mắt. Sau khi hắn suy tư trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy, đi ra khỏi bế quan thất. Chỉ là trong nháy mắt đứng lên, tất cả phù lục và đồ vật khác trên mặt đất đều bị hắn thu vào trong chữ vật đại không một tiếng động trong phòng nhất thời trở nên sạch như chùi vừa ra khỏi bế quan thất hàn lập đào tay một cái một cây cờ nhở màu vàng xuất hiện ở trong tay tiếp theo ném một cái cờ nhỏ biến thành một luồng sáng vàng hướng ra phía ngoài bay đi thời gian cũng chỉ chốc lát khi hàn lập còn chưa đi tới phòng ngủ luồng sáng vàng do cờ nhỏ biến thành đã bay trở về phía sau nó còn dẫn theo một luồng lửa sáng theo sát hàn lập thấy vậy không hoảng hốt không vội vàng đưa tay vẫy một cái lá cờ nhỏ bay về trên tay hắn. Tay kia thì xòe năm ngón ra, nhất thời một vầng sáng xanh từ trên tay phun ra, đem lửa sáng kia thoáng cái đã cuốn tới trước mắt. chương 243, Dược Hiệu, Hàn Lập búng ngón tay một cái, một điểm sáng màu lục bay vào trong ánh lửa, ánh lửa bùng lên mấy thước, trong đó đột nhiên truyền đến thanh âm của Lý Hóa Nguyên, cực kỳ đơn giản ngắn gọn và rõ ràng. Lập tức tới lục ba động, vi sư có việc tìm ngươi. Truyền xong lời ấy, luồng lửa sáng lập tức khẽ vang lên một tiếng đoàn, biến thành tàn lửa đầy trời, tiêu tan mất tăm. Hàn lập nghe xong thần sắc bình tĩnh, tiến vào phòng ngủ, hàn lập từ dưới giường đá kéo ra một cái dương gỗ, trong dương có đặt mười mấy cái chữ vật đại khác nhau. Hàn lập lấy ra cái ở trên người, lấy đống tướng phù lục đã thu vào lúc trước ra, sau đó dựa theo chủng loại cấp bậc, phân loại kỹ chúng từng cái một, phân biệt bỏ vào trong từng cái. Tiếp theo, sau khi đem cái dương đẩy trở về chỗ cũ, do so dự một chút, Hàn Lập liền ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng ra cửa lớn của động phủ. Đứng trên thần phong chu, Hàn Lập hồi tưởng tới tình hình tu luyện của bản thân và lúc chế phủ trong 4 năm vừa rồi. Thần sắc có chút nặng nề, khi mới vừa phong bế động phủ, Hàn Lập một bên tu luyện, một bên lại khai phá một cái vườn thuốc cực kỳ bí mật bên trong phủ. Mặc dù không lớn, nhưng cũng cũng đủ để hắn dùng vào trồng cho thuốc dục dược thảo sinh trưởng rồi. Mặt được khi làm như vậy, có thể trong lúc đang bế quan, không cần lo lắng dược thảo đang trong quá trình thúc dục sinh trưởng bị người phát hiện, hoàn toàn không cần rời khỏi động phủ, vẫn có thể tự cung cấp đủ cho bản thân. Vì thế hắn còn cố ý trên vách đá trên đỉnh của dược viên mở ra vô số giày đặc những lỗ nhỏ bí mật, vừa vặn để cho mặt trời chiếu vào tới nơi và dùng để cho bình nhỏ thu nạp linh khí. Đương nhiên vị trí của những lỗ nhỏ này chắc chắn được đại trận bao phủ vào bên trong, không cần lo bị người phát hiện. Về phần vườn thuốc lớn bên ngoài kia, thì lại bị Hàn Lập sắp đặt tác dụng chuyên môn dùng để che mắt. Có vườn thuốc nhỏ, Hàn Lập mới yên tâm một bên thúc dục linh dược sinh trưởng, một bên sử dụng tiên thiên chân hỏa luyện chế đan dược, mặc dù nói chân hỏa kém một chút so với địa hỏa, nhưng cuối cùng chiếm ưu thế ở chỗ an toàn chắc chắn, hơn nữa không cần sợ kỳ hạn luyện chế thất bại. Đan dược luyện chế ra từ phương thuốc cổ thực sự không thể coi thường. Sau khi Hàn Lập luyện chế ra rồi uống luyện khí tán, lại một lần nữa nếm mùi cảm giác linh khí nổ tung đó lúc đạt tới trúc cơ. Khiến cho hắn kinh hãi tới mức lập tức ngồi xuống luyện hóa, không dám có chút chậm trễ. Hiệu quả kinh người như thế, tự nhiên làm cho hắn trong một năm đầu pháp lực đột nhiên tăng mạnh, vượt rất xa ngoài dự đoán. Cách dùng thuốc xa xỉ như thế, làm cho hàn lập triệt để tiết kiệm được tối đa thời gian thu nạp linh khí, có thể toàn tâm toàn ý lao vào tu luyện luyện hóa thành pháp lực. Hiệu lực của pháp lực tinh tiến, tự nhiên đề cao vọt lên tăng gấp bội điều này làm cho hàn lập một lần vui vô cùng việc trùng tu thanh nguyên kiếm quyết ba lần đã trở nên rất có thể thực hiện được thanh nguyên kiếm quyết mặc dù đích xác giống như người khác nói như vậy sẽ xuất hiện hiện tượng cổ quái cách mỗi mấy ngày pháp lực lại thấp xuống một phần thế nhưng do cách mỗi sáu bảy ngày hắn lại uống một gói luyện khí tán căn bản có thể không để ý đến chỗ thiếu hụt này rồi trong lúc đấy hàn lập còn tò mò uống chúc cơ đan một lần kết quả là hiệu quả chẳng có thay đổi gì, làm cho Hàn Lập hoàn toàn đoạn tuyệt với loại ý niệm này trong đầu. Nhưng ở trong thời gian 3 năm sau, đã xuất hiện sự tình làm cho Hàn Lập cực kỳ cảm thấy bất ngờ. Bắt đầu từ năm thứ hai, sau khi uống luyện khí tán, cái loại cảm giác linh khí sung túc kia dần dần trở nên ít đi. Thậm chí năm sau không bằng năm trước, khi tới năm thứ tư, không ngờ xuất hiện tình trạng giống như lúc đầu uống hoàng long đan và kim tủy hoàn, vấn đề là không hề có bất cứ tác dụng gì vô luận là uống vào mấy gói đan dược bất cứ linh khí gì cũng không cảm thấy nữa điều này hàn lập đau đầu rồi cũng trở nên cảm thấy buồn bực bởi vì đây cũng không phải pháp lực đề cao nữa linh khí do luyện khí tán cung cấp không theo kịp tiến độ phát sinh của hắn lúc này bằng vào dược tính của luyện khí tán chính là vẫn cho hắn dùng đến trúc cơ hậu kỳ cũng tuyệt đối là sẽ không có vấn đề gì mới đúng đây chính là đan dược căn cứ vào phương thuốc của luyện chế ra ngay cả là đối với tu sĩ kết đan kỳ nói không chừng cũng còn có thể sinh ra không ít tác dụng chứ cái này cùng hoàng long đan và kim tủy hoàn lúc đầu mất đi hiệu lực hoàn toàn không giống đó là dược lực của đan dược không theo kịp tầng bậc tu luyện là chuyện hắn sớm đã có dự liệu trải qua suy nghĩ đủ cách hàn lập còn dùng y thuật của mình trước kia đã học làm ra một kết luận không biết là đúng hay sai có thể duyên cớ là do hắn quá mức thường xuyên uống cái loại luyện khí tán có dược lực quá lớn này kết quả khiến cho thân thể hắn sinh ra tính kháng dược nhất định, cho nên loại đan dược này dần dần mất đi tác dụng đối với hắn. Đưa kết luận này ra, Hàn Lập không cách nào nghiệm chứng nó có chính xác hay không. Dù sao trong tu tiên giới, cách làm xa xỉ giống như hắn cứ cách mỗi mấy ngày lại uống đan dược, vẫn chưa từng có người làm qua. Tự nhiên cũng sẽ không có tiền lệ để có thể tìm tòi và không có kinh nghiệm để tham khảo rồi. Nhưng Hàn Lập vẫn hy vọng rằng, sau khi ngừng uống đan dược này một quãng thời gian, luyện khí tán vẫn có thể có tác dụng một lần nữa nuôi dưỡng ý nghĩ này hàn lập trong một năm cuối cùng ngừng uống đan dược mà đổi lại dùng đường lối thông thường tu luyện thanh nguyên kiếm quyết nhưng thói quen dùng linh dược sau khi tốc độ tu luyện vụt tiến bộ mãnh liệt lại khiến hắn quả thực làm theo phương pháp bình thường e rằng tiến độ chậm thật sự không cách nào chịu được càng huống chi nếu thật phải theo phương pháp này tiến hành tu luyện bằng vào tư chất của hắn đừng nói là phải trùng tu ba lượt ngay cả một lượt trong những năm của cuộc đời hắn cũng tuyệt đối là chuyện hy vọng xa vời nhẫn nhịn được một năm tốc độ tu luyện chậm như rùa bò, kết quả còn làm cho Hàn Lập thất vọng cực độ. Sau khi uống luyện khí tán một lần nữa, cũng chẳng còn chút nào tác dụng nào. Xem ra đan dược này đã hoàn toàn mất đi tác dụng đối với hắn, chỉ có tìm linh dược khác mà thôi. Cho nên dưới loại tình hình ấy, ngay cả là lần này Lý Hóa Nguyên không dùng truyền âm phù gọi hắn về, Hàn Lập cũng định ra khỏi động phủ đi một chuyến rồi. Dù sao trên tay, còn có nguyên liệu của một loại phương thuốc cổ chưa kiếm đủ, chỉ có luyện chế được loại tụ linh đơn này, pháp lực mới có thể lần nữa tiến bộ điên cuồng. Hơn nữa hắn định đi xa tìm thêm một số phương thuốc về, nếu tụ linh đan giống như luyện khí tán sẽ mất đi hiệu lực như vậy mà nói, Hàn Lập cũng chỉ đành cách mỗi vài năm, lại đổi dùng một loại đơn dược mà thôi. Về phần học tập và luyện phù, thì lại thuận lợi cực kỳ. Mỗi ngày hắn đều bớt ra thời gian gần nửa ngày, đầu tiên từ pháp thuật cấp thấp để có thể phát ra ngay bắt đầu luyện tập, không ngừng điên cuồng luyện chế phù lục không quý trọng tài liệu chút nào phương pháp xa xỉ lãng phí như thế làm cho chế phủ sư khác căn bản không cách nào tưởng tượng, khiến cho trình độ chế phủ của Hàn Lập một mạch tăng cao. Bây giờ đã có thể miễn cưỡng chế ra phù lục bậc cao sơ cấp rồi, mặc dù tỷ lệ thành công vẫn còn thấp đến đáng thương. Hắn đã quyết định, lần sau khi bế quan, sẽ bắt đầu học tập và tu luyện pháp thuật trung cấp, cùng thử nghiệm luyện chế một ít trung cấp phù lục, đây mới là mục tiêu chế phù chủ yếu của hắn. Mặt khác, trong lúc đang bế quan, Hàn Lập ngoại trừ luyện khí tán ra, đại khái còn nhân dịp lúc nhàn rỗi đã luyện chế ra bảy tám viên định nhan đơn, chắc là tò mò khác thường nên đã uống một viên. Nếu như quả thật có thể giữ nhan sắc mà nói, Hàn Lập đương nhiên phi thường vui mừng rồi, dù sao ai cũng không hy vọng một ngày mình sẽ tóc bạc ra mồi, cho dù thân thể tu tiên giả giả yếu đi cũng đặc biệt chậm vô cùng. Lúc này, do chuyện đan dược mất đi hiệu lực, khiến cho Hàn Lập đang phi hành rất là buồn bực, nhưng vẫn có chút hiếu kỳ với việc sư phụ lý hóa nguyên của mình đột nhiên muốn gặp mình không nhịn được đoán xem tới cùng là vì chuyện gì, mà sau 4 năm lại chủ động tìm tới mình. Cứ như vậy, Hàn Lập ôm một bụng đầy tâm sự, đi tới lục ba động. Chỉ là truyền âm trở ra, mở ra cấm chế không phải là vị đại sư huynh kia nữa, mà là một vị thanh niên anh Tuấn khoảng chừng 20 tuổi, môi hồng răng trắng. Chưa chờ cho Hàn Lập mở miệng, trái lại thanh niên này trước tiên thản nhiên nói với hắn. Là Hàn sư đệ sao, ta là đệ tử thứ 6 của sư phụ Vũ Huyến, sư phụ khiến ta trực ở đây đợi ngươi đã lâu, theo ta đến đây đi. Vũ Huyễn sau khi nói xong, cũng không thèm nhìn đến Hàn Lập một cái liền xoay người đi luôn, điều này làm cho Hàn Lập khó hiểu khẽ sờ sờ mặt. Mặt mày vênh váo, không nhất thiết phải như vậy làm cho người ta ghét thêm. Hàn Lập có chút bực mình, rồi vẫn bất đắc dĩ theo sát sau hắn. Hai người trong lúc đó, tự nhiên một câu cũng không nói gì, cứ như vậy trực tiếp đi tới đại sảnh dùng để tiếp khách. Bên trong có ba người đang ngồi trên ghế, bên cạnh có hai người đang đứng. Người ngồi chính là vợ chồng Lý Hóa Nguyên và một vị phu nhân y phục màu hồng xa lạ, bộ dạng phu nhân khoảng chừng 30 tuổi hoặc hơn một chút, trông vẫn rất hấp dẫn, nhưng trên mặt lạnh như băng vậy, mơ hồ lộ ra một luồng sát khí mà tu tiên giả rất hiếm mang theo. Vào lúc này Lý Hóa Nguyên bộ dạng như đang cùng phu nhân nói gì đó, xem thần sắc và ngôn ngữ, tựa hồ phi thường tôn kính người này. Mà ở bên cạnh có hai người đang đứng, một người là tứ sư huynh thống mông mà Hàn Lập đã từng gặp qua người còn lại còn lại là vị thiếu nữ 18-19 tuổi, đồng dạng cũng mặc một thân y phục màu hồng, dung mạo coi như xinh đẹp, nhưng giữa mi mắt ngầm mang vẻ phong tình, hơn nữa xem bộ dạng bên ngoài nàng cùng phu nhân mặc y phục màu hồng kia có quan hệ mật thiết. Hàn Lập, qua đây gặp hồng phất sư bá ngươi, Lý Hóa Nguyên vừa thấy Hàn Lập tiến vào, lập tức cao hứng gọi một tiếng. Mà vị vũ huyến kia thì lại không nói một lời đi tới bên cạnh tống mông, đứng khoanh tay. Hồng phất sư bá, Hàn Lập mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lịch sự xã giao là cần thiết, tự nhiên không thể thiếu được. Phu nhân mặc y phục màu hồng sau khi nghe xong lời chào của Hàn Lập, cũng không có lập tức tỏ vẻ gì, ngược lại bắt đầu tỉ mỉ đánh giá trên dưới Hàn Lập. Sau một hồi lâu, trên mặt bà ta mới lộ ra một nét mỉm cười, nói hơi dinh dít. Ừ, rất khá, ha ha, xem ra, không phất sư tỷ rất vừa lòng. Đệ tử này của ta mặc dù tướng mạo bình thường một chút, nhưng chính là chút cơ kỳ tu sĩ chính hiệu, hơn nữa là người ôn hòa cơ chí, rất được lòng ta đó. Lý Hóa Nguyên, thấy bộ dạng của phu nhân mặc y phục màu hồng dường như hài lòng, nhất thời cũng trở nên vui vẻ ra mặt, cũng tâng bốc Hàn Lập thật lớn lên. Làm cho Hàn Lập nghe được đúng là mụ mị cả đầu, không biết lý do tại sao. chương 244, song tu, có nghĩa là gì, hài lòng. Hàn Lập vừa nghe lời này, chẳng biết vì sao trở nên không được tự nhiên. Sau đó lại nghe được Lý Hóa Nguyên tán tụng hắn không ngừng, trong lòng càng có dự cảm không quá tốt lành gì. Ngoài ra hắn đã phát hiện, thiếu nữ kia từ sau khi mình tiến vào phòng, liền lén nhìn trộm mình mấy lần, chỉ là trong thần sắc tràn đầy nét không vui. Hơn nữa, khi vị hồng phất sư bá này nói mình rất tốt, thân hình nàng ta lại càng hơi chấn động, vội vàng cúi đầu thấp xuống. Cùng lúc đó, một luồng ánh mắt tràn ngập địch ý, quét về phía Hàn Lập, làm cho hắn dưới sự cả kinh, không nhịn được nhìn lại một cái, rốt cuộc là thất sư huynh Vũ Huyễn vừa mới dẫn mình vào vũ huyễn vừa thấy hàn lập cảm ứng được sự quan sát của mình trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh hãi lập tức rời ánh mắt ra bộ dạng có vẻ thiếu tự tin hàn lập thấy vậy nghi hoặc càng đầy bụng chỉ là trong thần sắc hắn vẫn có thói quen duy trì bộ dạng không sợ hãi không nôn nóng trong lúc vô ý lại toát ra bộ dạng trầm ổn phu nhân mặc y phục màu hồng thấy được trong lòng không ngừng âm thầm gật đầu là người này đi ta cảm thấy rất thích hợp vậy ta dẫn huyền nhi về trước sau đó đợi tin tốt lành của sư đệ hồng y phu nhân gật đầu đột nhiên nói, sư tỷ yên tâm, ta đã đáp ứng thì sẽ an bài thỏa đáng được. Lý Hóa Nguyên vừa thấy phu nhân này muốn đi, vội vàng luôn miệng đáp ứng gì đó, rồi cùng thiếu phụ đứng dậy đưa tiến. Sau đó trong khi Hàn Lập vẫn đang mờ mịt trong mê mù, vị hồng phất sư bá này đã dẫn theo thiếu nữ kia rời đi. Đến sau khi vợ chồng Lý Hóa Nguyên dẫn đám người Hàn Lập quay lại đại sảnh, lão Xuân Phong đầy mặt, sắc mặt đầy vẻ vui mừng, ngay cả thiếu phụ bên cạnh Thủy Trung không nói, bộ dạng cũng mỉm cười sau khi hai người lại ngồi xuống không ngừng đánh giá hàn lập không thôi nhìn đến nỗi hàn lập trong lòng ngô nghê không biết vợ chồng hai người này tới cùng là dụng ý gì đây hàn lập này trước tiên vi sư cần phải chúc mừng ngươi rồi lý hóa nguyên sau khi nhìn hàn lập một lượt đầy vẻ thích thú đột nhiên toát ra một câu nói không đầu không đuôi như vậy khiến cho hàn lập trong lòng hồi hộp một chút càng thêm bất an đệ tử thật sự không biết có chuyện gì vui mong sư phụ nói rõ Hàn lập gượng nén điểm chẳng lành trong lòng, thanh âm cung kính nói. Hi hi, đây chính là chuyện tốt khác thường, không phất sư bá của ngươi coi trọng ngươi rồi, có ý cho ngươi và vị đồ đề kia của nàng kết thành chuyện mừng, trở thành một đôi bạn song tu. Thiếu phụ không đợi cho Lý Hóa Nguyên trả lời, đã giải đáp câu đố, khiến cho Hàn lập trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Kết bạn song tu, Hàn lập thì thào lẩm bẩm, rơi vào trong trạng thái thất thần, điều này đã làm cho hắn quá bất ngờ. Thế nào vậy? đây chính là chuyện tốt người khác nằm mơ cũng không ngờ đến phải biết rằng nữ đệ tử trên núi vốn đã không nhiều lắm có thể chúc cơ thành công lại càng ít đến đáng thương mà song tu lại là một loại phương pháp tuyệt diệu có thể thúc đẩy cực nhanh nam nữ hai bên tu luyện người khác chính là có treo đèn lồng cũng không tìm được chuyện tốt như vậy lý hóa nguyên tâm tình thoải mái nói đối hắn mà nói nếu có thể lôi kéo quan hệ cùng vị hồng phất sư tỷ pháp lực cao thâm kia mà nói đây chính là mối lợi thật lớn ai mà không biết vị hồng phất tiên cô này chính là kết đan kỳ tu sĩ danh tiếng đứng đầu tu tiên giới tại Việt Quốc. Ở trong Hoàng Phong Cốc, đương nhiên càng hạng pháp lực số một số hai dưới vị lão tổ tông kia. Vừa nghĩ đến chỗ tốt sau khi đồ đề kết thành rể, dạng người bình thường uy nghiêm cứng nhắc như Lý Hóa Nguyên vậy, trên mặt cũng mỉm cười không thôi. Nhưng đệ tử chưa bao giờ nghĩ tới chuyện song tu, thực sự có chút đột một rồi. Còn nữa, cả Hoàng Phong Cốc nhiều năm tu sĩ tướng mạo tư chất vượt xa đệ tử như vậy. Sao lại tìm đệ tử được chứ? Hàn Lập phục hồi lại tinh thần, nghe thấy Lý Hóa Nguyên vừa hỏi như thế, không thể làm gì khác hơn là bướng bỉnh đáp lời. Có điều, như vậy đích xác là làm cho hắn không giải thích được. Ha ha, đây chính là vận may của đồ đệ ngươi đấy. Hồng Phất Sư thúc ngươi lúc trẻ đã từng có một đoạn tình buồn, đối với nam tử có tướng mạo đẹp, phù phiếm chán ghét cực kỳ, bởi vậy lần này khi lựa chọn bản tình cho đồ đệ, những nam tử này đã làm cho nàng thấy không vừa mắt, tự nhiên sẽ không vào mắt thần của nàng rồi. Cứ như vậy, độ tuổi phù hợp cùng đồ đệ vẫn không thể nhiều lên làm cho nàng có ác cảm việc này ở trong mấy trăm đệ tử trúc cơ kỳ của hoàng phong cốc đã không tìm được không phất sư bá ngươi chạy mấy cái động phủ giống với của sư phụ ngươi ngươi chính là người nàng vừa thấy lần đầu đã hết sức vừa lòng lý hóa nguyên hơi có chút đắc y nói về phần tư chất sư bá ngươi càng không có gì có thể bắt bẻ được đồ đệ của sư bá ngươi chính là vị nữ tử mà hôm nay đứng ở bên cạnh bà ta Tư chất của nàng ta mặc dù không phóng đại với người làm gì, nhưng cũng là bình thường phổ thông, cũng không phải đột xuất gì cả. Nghe nói là liên tiếp uống ba viên trúc cơ đan, cũng dưới sự phụ trợ của lượng lớn dược vật chân quý, mới miễn cưỡng trúc cơ thành công. Nếu không phải nàng là một kẻ hậu nhân cực kỳ thân thiết với sư bá ngươi, sợ rằng tuyệt đối không chịu hao phí tâm tư lớn như vậy ở trên người cô gái này, nhưng cũng có thể thấy mức độ được yêu quý của cô gái này. Lý Hóa Nguyên lại giải thích cho Hàn Lập, tiếp theo sau một lượt, lại thở dài một tiếng nói thực ra ngay từ đầu ta cũng không định đề cử ngươi mà là gọi thất sư huynh ngươi lại đây dù sao bất kể là dung mạo hay tư chất vũ huyễn sư huynh ngươi đều hơn ngươi không ít mặc dù ta cũng biết hồng phất sư bá người đối với nam tử có dung mạo anh tuấn có chút thành kiến nhưng trong lòng vẫn muốn ấp ủ vận may thử một lần kết quả chắc là ngươi cũng biết rồi vũ sư huynh ngươi cũng không thể qua được cửa này của sư bá ngươi mặc dù ta thấy cô nàng đồng ra kia trái lại có ý nghĩ hưng thuận lý hóa nguyên nói xong những lời này liếc vũ huyễn một cái khiến cho hắn sắc mặt đỏ bừng, có chút trở nên không biết phải làm sao. Hàn lập lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra vị sư huynh này của mình bởi vì bị loại bỏ, cho nên mới đối với mình là người tuyển sau lạnh nhạt và thù địch như thế, xem ra hắn ngược lại thực ra và cô gái kia đã thấy ưng thuận rồi. Có điều, một câu cô nàng đồng ra của Lý Hóa Nguyên, lại làm cho Hàn Lập ngẫu nhiên nhớ ra việc đánh chết lục sư huynh lúc trước. Vị lục sư huynh kia khi đêm tối thú tính đại phát, tựa hồ cũng đã nhắc tới danh hiệu của cô nàng Đồng Gia và Hồng Phất Sư Tổ chẳng lẽ thân thiết cùng vị sói lang độc ác này chính là cô gái nọ sao? Vừa nghĩ đến chuyện ấy, Hàn Lập nhất thời cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, đối với vị đồ đệ này của Hồng Phất sư bá, lúc này ấn tượng tụt xuống, không còn hảo cảm gì nữa. Lúc đầu sau khi nghe được một phen phân tích của Lý Hóa Nguyên, tâm tư có chút dục dịch cũng bị tiêu diệt không còn một mảnh. Thực ra Hàn Lập đối với song tu cũng không phải thực sự phản đối, càng huống chi đối phương còn là đồ đệ của một vị tu sĩ kết đan kỳ khác kết thành bạn tình mà nói tự nhiên có chỗ tốt bất tận. Hắn băn khoăn không lập tức đáp ứng, chính là vì bí mật trên người rất nhiều, thực sự không cho phép bên cạnh nhiều thêm một người thiếp. Hiện bây giờ, Hàn Lập sẽ càng không đồng ý kiểu việc hoang đường này rồi, hắn đối với nhặt nhạnh nữ nhân của người khác cũng không có hứng thú gì. Hơn nữa xem bộ dạng của nữ tử họ đồng kia, hẳn là chỉ có cảm tình với thanh niên đẹp trai anh Tuấn Tiêu Sái, ngay từ đầu đã không có nhìn tới mình. Nghĩ tới đây, Hàn Lập trù trừ một chút, mở miệng có chút không tự nhiên nói đệ tử còn cảm thấy có chút không ổn một mặt là việc có chút quá đột ngột đệ tử chưa chuẩn bị tư tưởng gì về mặt khác đệ tử thấy đồ đệ đó của hồng phất sư bá bộ dạng tựa hồ cũng không hài lòng đối với đệ tử mặc dù nói đối phương có thể do sư bá ép mạnh xuống cùng đệ tử làm thành chuyện tốt nhưng dù sao ép mạnh quá thì dưa cũng không ngọt xin sư phụ tìm sư huynh đệ khác thử thêm một lần chọn người thích hợp hơn đi một loạt lời nói như vậy sau khi từ trong miệng hàn lập thốt ra ý tứ chối từ bên trong lộ ra không thể nghi ngờ rồi khiến cho vợ chồng lý hóa nguyên có chút bất ngờ thiếu phụ thì vẫn vậy tựa hồ nghĩ tới gì đó không nói câu gì mà vị sư phụ này của hắn nhíu mày một cái trở nên có chút bực bội ngươi cũng nghe rồi đó vi sư dù sao cũng đã vỗ ngực đáp ứng hồng phất sư bá ngươi việc này rồi như thế nào có thể đổi ý kể cả là có người thích hợp để chọn hơn vi sư cũng sẽ không xuất ngôn phản ngữ về phần ngươi lo lắng chuyện nhà đầu bị giáo huấn không vui, đó càng là quá quan trọng hóa. Người tu tiên chúng ta, có bao nhiêu đôi bạn song tu, ngay từ đầu đã tình đầu ý hợp được. Chả phải đều là sau khi ăn ở lâu dài, tự nhiên là chồng gọi vợ thưa đó sao. Lý hóa nguyên khẩu khí có chút nghiêm khắc, mơ hồ mang theo một mùi vị trách mắng ở bên trong. Hàn lập nghe xong, âm thầm kêu khổ không ngừng, nhưng muốn để cho hắn lập tức tìm ra một cái cớ cực tuyệt, tựa hồ thật đúng là không dễ dàng. Chính vào lúc này, thiếu phụ lại đột nhiên nói ra một câu nói, khiến cho Lý Hóa Nguyên lấy làm kinh hãi, cuối cùng đã giải vây cho Hàn Lập. Hàn Lập, thời gian ngươi và đồng nha đầu nhập cốc khác biệt không nhiều, thời gian trúc cơ cũng không cách quá lâu, có phải trong khoảng thời gian đó nghe được lời đồn nhảm gì hay không? Có lời đồn nhảm gì? Câu này của thiếu phụ, làm cho Lý Hóa Nguyên lấy làm kinh hãi, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Sau đó, lại nhìn bộ dạng cam chịu không nói lời nào của Hàn Lập lần nữa, trong lòng cảm thấy bất ngờ. Điều này cũng là thiếp và mấy người bạn thân khi tán gẫu, nghe được một ít những lời không hay. Có lẽ là không phải thật đâu." Thiếu phụ khẽ cắn môi đỏ một chút, bộ dạng có chút hơi khó nói. "Hai người ngươi ra ngoài trước một chút, nơi này chỉ lưu lại một mình Hàn Lập là đủ rồi." Lý Hóa Nguyên nhìn thấy phu nhân mình như vậy, trầm ngâm một chút, đột nhiên vung tay lên, khiến Tống Mông và Vũ Huyễn hai người đứng bên ra khỏi phòng khách trước, bên trong phòng chỉ lưu lại một đệ tử là Hàn Lập. Bộ dạng của Tống Mông thì như thường, nghe vậy sau khi thi lễ, liền cáo lui. Vũ huyến kia mặc dù không dám cãi lệnh sư phụ, cũng theo sau hắn rời đi, nhưng trên mặt còn có chút bộ dạng không cam tâm, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập càng có chút khác thường, điều này làm cho Hàn Lập sau khi phát giác ra, dường như trở nên suy tư gì đó. mươi 245, Viễn Hành dự ý ngoại. Hiện tại ở đây không có người ngoài gì nữa rồi, phu nhân hãy nói sự thật đi. Ta hơi đắn đo, thật sự có điểm gì mà phải lo lắng không chu toàn vậy. Lý Hóa Nguyên thần tình nghiêm nghị nói, thiếu phụ nghe vậy, nhìn Hàn Lập một cái, trông thấy bộ dạng gái gái đầu vẻ mặt cười khổ, cuối cùng mở miệng nói. Khoảng hai năm trước ta trong lúc vô ý nghe được một ít chuyện có liên quan chẳng biết thật hay giả. Nghe người ta nói, vị nữ đệ tử này của Hồng Phất Sư Tỷ, trong chuyện nam nữ tựa hồ không sao kiểm điểm được, lúc ở luyện khí kỳ đã dính líu cùng mấy vị nam đệ tử không rõ ràng, thậm chí còn có người vì sự lén lút của nàng đã tiến hành quyết đấu, thiếu chút nữa gây ra chuyện ngu xuẩn đồng môn tự tàn sát kết quả bị hồng phất sư tỷ sau khi biết chuyện này đã nổi trận lôi đình đem giam cầm ở bên trong động phủ trông coi nghiêm ngặt còn đợi cho tới sau khi nàng trúc cơ mới thả ra nhưng không bao lâu lại có đồn đại nói nàng lại cùng tiểu tử của phong gia có quan hệ rất có ý tứ muốn cùng hắn song tu nhưng hồng phất sư tỷ luôn luôn hận nhất là người của phong gia đương nhiên sẽ không đồng ý chuyện này lần nữa nhốt nàng lại hai năm sau này đã không còn tin tức gì truyền ra nữa những việc này bởi vì không có bằng chứng xác thực, ta cũng luôn luôn đối với việc này không có hứng thú, cho nên vừa rồi khi Hồng Phất Sư tỷ dắt đệ tử tới cửa, ta cũng không ngờ tới việc này. Hiện tại thấy bộ dạng Hàn Lập ý tứ rất buồn bã, cảm thấy có chút kỳ quái, mới đột nhiên nghĩ tới. Thiếu phụ có chút ấy náy nói một câu, khiến cho Hàn Lập và Lý Hóa Nguyên nghe được có chút trợn tròn mắt. Chỉ có điều Lý Hóa Nguyên căn bản không nghĩ tới, thanh danh của thiếu nữ họ đồng kia không ngờ lại bừa bãi như thế, Thế mà mình lại tùy tiện đáp ứng yêu cầu của Hồng Phất Sư Tỷ, vậy nên như thế nào cho phải? Còn Hàn Lập thì lại không ngờ tới, thiếu nữ này không chỉ có dây dưa không rõ cùng lục sư huynh. Lại còn có quan hệ lang nhang nhiều như vậy chẳng biết thật giả, vậy thật đúng là làm cho hắn lần nữa hết chỗ nói rồi. Phu nhân, lời của nàng là thật chăng? Đồ đệ này của Hồng Phất Sư Tỷ, không ngờ danh tiếng lại không chịu nổi như thế. Lý Hóa Nguyên cũng ngồi không yên nữa, kìm lòng không được đứng lên, hỏi vẫn còn có chút khó có thể tin theo sau liền nôn nóng đi đi lại lại bên trong sảnh không ngừng. Vậy vấn đề rõ ràng là cũng không phải chỉ có Hàn Lập có nguyện ý song tu hay không rồi. Nếu thực sự để cho đồ đệ của mình thu nhận một nữ tử như vậy, vậy danh tiếng kia của Lý Hóa Nguyên hắn cũng tuyệt đối sẽ trở nên không hay ho rồi. Ta không biết, bởi vì những việc này đều là người khác thuận miệng nói ra, sợ rằng ngay cả bản thân người kể cũng không biết thật giả nữa. Thiếu phụ thở dài, bất đắc dĩ nói. Hàn Lập nghe thấy lời ấy, tâm lý, trong lòng thất vọng vô cùng, ngầm la lớn, cái gì mà không biết thật giả, ít nhất nhà đầu kia chắc chắn đã từng có quan hệ ám muội với lục sư huynh đó, nếu không lục sư huynh đó như thế nào lại dễ dàng làm ra việc sát hại bạn gái cũng được. Đương nhiên Hàn Lập sẽ không đem những lời này nói ra khỏi miệng được, chỉ là đứng yên bất động thần sắc xấu hổ, bộ dạng làm ra vẻ như sư nương người biết chuyện này là tốt rồi. Khiến cho Lý Hóa Nguyên thấy vậy lập tức cảm thấy trở nên đau đầu. Bây giờ nếu đã xảy ra loại chuyện này, Lý Hóa Nguyên tự nhiên không tiện lại ép Hàn Lập đáp ứng chuyện này nữa. Hơn nữa hắn cũng có ý muốn rút lời, có điều vị hồng phất sư tỷ này của hắn cũng không phải là một người có thể tùy ý hủy lời hứa. Và lại lý do để rút lại lời hứa lại không tiện nói rõ trước mặt, điều này khiến cho hắn phiền não vô cùng. Lý Hóa Nguyên sau khi đi qua đi lại bên trong sảnh mấy lần, trong lúc nhất thời vẫn là vô kế khả thi. Sau khi ánh mắt chéo sang bên, phát hiện Hàn Lập vẫn đứng ở một bên dương mắt trông mong, đang đợi câu trả lời của người làm sư phụ như hắn này, không nhịn được trong lòng càng thêm buồn bực. Liên ảo não nói, người đi về trước đi, đợi ta và sư nương ngươi thương lượng kỹ rồi sẽ thông báo ngươi một tiếng làm sao xử lý chuyện này. Hàn Lập cũng cực kỳ lo lắng để phòng đợi ở một bên, sợ đối phương bất kể 3721, vẫn ép buộc mình đáp ứng việc song tu, nhưng bây giờ sau khi vừa nghe Lý Hóa Nguyên phân phó như thế, lập tức trong lòng nhẹ bóng, biết chuyện này 89 phần 10 là đi đứt rồi. Liền lên tiếng cực kỳ cao hứng, lập tức chạy ra ngoài. Sau đó, Hàn Lập ở trong ánh mắt lấy làm ngạc nhiên của Tống Mông và Vũ Huyễn đang trông chờ bên ngoài đại sảnh, vội vội vàng vàng bay khỏi động phủ. Hàn Lập một hơi ngự khí bay trở về chỗ ở, sau ba ngày thấp thỏm không yên. Cuối cùng nhận được truyền âm phù của Lý Hóa Nguyên, kết quả là sau khi nghe xong kết quả thỏa thuận của vị sư phụ này và Hồng Phất Sư Bá, Hàn Lập không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Nửa tháng sau, tại thác nước trước cửa lục ba động, vợ chồng Lý Hóa Nguyên và Hồng Phất Tiên Cô, đều ở đó, vì hai người tiến chân. Hai người sắp đi xa đó, thân sắc lại có chút gượng gạo, chỉ là ngoan ngoãn đáp ứng không ngừng, vẻ hưng phấn nên có của người được đi xa một chút cũng không. Một nam một nữ này, chính là Hàn Lập cùng vị đồ đệ kia của Hồng Phất Tiên Cô Đồng Nguyên Nhi. Hàn Lập, dọc theo đường đi hai người các người cần phải giúp đỡ lẫn nhau, trên đường cẩn thận một chút. Ta nghe nói, tu tiên giới gần đây nhất tựa hồ không quá yên ổn nữa. Thường xuyên có tu tiên giả hết người này đến người kia mất tích, lúc mới đầu thì còn là tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng gần nhất thì ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có người gặp chuyện không may. Lý Hóa Nguyên trước lúc hai người rời đi, mặc dù chỉ dặn dò Hàn Lập đơn giản vài câu, nhưng vẫn làm cho Hàn Lập trong lòng có chút cảm động. Nhưng những lời tiến đưa của vị hồng phất sư bá kia với thiếu nữ lại được mở rộng tầm mắt. Dọc đường đi, ngươi luôn phải nghe lời của Hàn sư huynh ngươi, phải tuân thủ quy định, nếu tái phạm chuyện gì thì đừng trách ta không nói tình thầy trò nữa vị hồng phất sư bá này lời nói không chút khách khí, nói thẳng khiến thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, cuống quyết gật đầu không nói một lời, bộ dạng rất đáng thương. Cứ như vậy, Hàn Lập và Đồng Nguyên Nhi ngự khí bay lên, hướng về phương Nam bay đi, biến mất ở phía chân trời. Lý Hóa Nguyên nhìn chấm sáng của hai người dần dần biến mất, đột nhiên có chút lo lắng, hướng về hồng phất tiên cô nói. Sư tỷ thật sự yên tâm, để cho hai người bọn chúng đại biểu cho ngươi và ta, đi tham gia đoạt bảo đại hội của Yến gia phải biết rằng hai đứa chúng nó đều mới chúc cơ không lâu, căn bản là không hy vọng chút nào. Thế nào, lý sư đệ cảm thấy không phái ra đệ tử đắc lực đi, thì sợ giảm sút danh tiếng của ngươi, hay là có chút tiếc hận phù bảo càn khôn tháp của Yến ra đưa ra hả? Hồng Phất Thiên cô liếc mắt nhìn Lý Hóa Nguyên một cái, hỏi thẳng khiến hắn cười khổ không thôi. Phu quân đương nhiên không phải ý tứ này, chỉ là cảm thấy Hồng Phất sư tỷ sao không phái ra môn hạ đệ tử cực mạnh chứ. Hàn lập cùng đồng cô nương, thì đấu cùng những chúc cơ kỳ cao thủ chân chính khẳng định không chịu nổi một kích. chẳng lẽ sư tỷ vẫn muốn nhân cơ hội này tác hợp chúng thành một đôi phải không? thiếu phụ sau khi cười dịu dàng, thay lý hóa nguyên ôn nhu giải thích. lý sư đệ vị phu nhân này của ngươi thật đúng là người vợ vừa hiền hậu vừa tài giỏi đó. kỳ thật ta cũng không phải không có ý tứ như vậy bên trong. nếu nó và vị học trò đệ tử này của ngươi thực sự có thể dọc theo đường đi có cảm tình mà thành được chuyện tốt, đương nhiên là tốt nhất rồi nhưng điều này cũng không phải chủ ý của ta ý nghĩ của ta chủ yếu chính là muốn thông qua chuyến đi đến yến ra muốn cho nha đầu kia trải qua nhiều thất bại hơn tiêu diệt ngạo khí của nàng bởi vì ta nghe nói vị tiểu cô nương có thiên linh căn của yến ra kia lần này cũng sẽ về nhà tham gia đoạt bảo đại hội này như vậy thì có thể để cho nó hiểu rõ tranh lệch với thiên tài chân chính đừng tưởng rằng trong nữ tu sĩ sau khi chúc cơ mà mình đã rất đặc biệt cả ngày chẳng biết trời cao đất rộng trước kia bởi vì nó là hậu nhân duy nhất của anh ta đã quá cưng chiều nó rồi để cho nó dám làm ra một số chuyện có hại cho đạo đức dây dưa với một số nam đệ tử còn ra thể thống gì đem danh tiếng của một cô gái ra giáo đều hoàn toàn phá hỏng sạch cả nếu không phải mấy lần kiểm tra thân thể của nó đích xác vẫn giữ thân như ngọc mà nói ta đã sớm một trưởng giết chết nó rồi để tránh cho mọi người đều cho rằng đồng ra chúng ta sinh ra một nữ tử không biết liêm sỉ lời của hồng y phu nhân lạnh lùng nhưng tới cuối tựa hồ trong lời nói có điều ám chỉ làm cho vợ chồng lý hóa nguyên nghe ra ý tứ trong đó hai mặt nhìn nhau đều lộ vẻ xấu hổ ngày đó vợ chồng lý hóa nguyên miễn cưỡng tới cùng vị hồng phất sư tỷ này lên tiếng việc môn hạ đệ tử đổi ý kết quả vượt xa ngoài dự liệu của hắn vị sư tỷ này bình thường tính tình cũng không tốt lắm không ngờ khẽ thở dài một hơi liền đáp ứng điều này làm cho hai người mừng rỡ ngoài trông mong nhưng hồng phất vẫn đưa ra một điều kiện hy vọng Hàn Lập có thể cùng Đồng Huyên Nhi ra ngoài du lịch một chuyến, đi tham quan đoạt bảo đại hội gần đây nhất do Yến gia tổ chức. Đoạt bảo đại hội này là Việt quốc tu tiên giới đệ nhất gia tộc Yến gia, mời đệ tử của kết đan kỳ cao thủ mấy nước phụ cận, tập trung một chỗ, tiến hành một lần đại hội. Chính là để cùng đông đảo tu sĩ kết đan kỳ, tạo dựng quan hệ tốt, để có lợi cho sự phát triển của Yến gia sau này. Bởi vậy lần này có thể lại lấy ra phù bảo càn khôn tháp trong truyền thuyết để làm phần thưởng cho người đứng đầu Đương nhiên những kỳ chân dị bảo, pháp khí linh đan khác cũng có không ít. Bởi vậy, không ít kết đan kỳ tu sĩ nhận được lời mời, còn thật sự phái ra đệ tử cực mạnh tới tham gia đại hội lần này. Dù sao phù bảo càn khôn tháp đó, chính là kết đan kỳ tu sĩ cũng thèm khát không thôi. Đương nhiên do liên quan đến đường đi, tỷ lệ kết đan kỳ tu sĩ bên ngoài Việt Quốc ở sẽ phái người tham gia, khẳng định sẽ không quá lớn, do vậy sẽ lấy tu sĩ bản quốc là chính. Lý Hóa Nguyên lúc ấy sau khi nghe xong điều kiện của đối phương, mặc dù cảm thấy đại hội lần này để cho hàn lập công lực quá yếu tham gia thật sự có chút quá lãng phí rồi nhưng nghĩ lại vị nhị đệ tử môn hạ mạnh nhất của mình kia lại đang có việc ra ngoài căn bản không về kịp đại hội lần này nếu phái đệ tử khác đi trước khẳng định là không có hy vọng đứng đầu nếu là đứng vị trí khác đạt được một vài loại pháp khí gì đó hắn cũng căn bản không xem vào mắt liền tạm thời đồng ý vợ chồng lý hóa nguyên vốn tưởng rằng chuyện này coi như xong rồi lúc ấy đã định cáo từ rời đi. Nhưng ai ngờ Hồng Phất Tiên cô đột nhiên muốn giữ thiếu phụ lại một lát, nói có một số việc muốn một mình và nàng nói một chút. Theo đó luồng sáng đem Lý Hóa Nguyên đầy một bụng nghi vấn chạy ra. Kết quả sau cả nửa ngày, sau khi thiếu phụ từ động phủ của Hồng Phất quay lại, đã nói cho Lý Hóa Nguyên một sự tình chết điếng người. chương 246, Đồng Nguyên Nhi, vị Hồng Phất sư tỷ không ngờ dẫn theo thiếu phụ, ở phía sau phòng kiểm nghiệm tại chỗ cánh tay ngọc ngà của kẻ đang thẹn đỏ mặt. Kết quả thủ cung xa đại biểu cho sự trinh bạch, bất ngờ vẫn tồn tại hoàn hảo không tổn hao gì. Điều này khiến cho sư nương của Hàn lập kinh hãi, bởi vì xét về hình dáng gợi tình, bộ dạng đồng nguyên nhi này thế nào cũng không thấy giống người thường. Ngày đó vợ chồng bọn họ sở dĩ làm ra vẻ không biết trực tiếp đáp ứng chuyện song tu, ý tứ cũng có chút làm ra vẻ úp mở ở bên trong. Nhưng vạn lần không ngờ tới, thanh danh không chịu nổi của cô gái này thật sự người ta đã sớm biết rồi, lúc này mới vì danh tiếng của hai vợ chồng mà đổi ý việc này trong sự kinh ngạc của thiếu phụ, Hồng Phất mới nói cho nàng. Người đồ đệ này của nàng bởi vì theo đuổi công hiệu chú nhan, lựa chọn tu luyện chính là một quyển công pháp đỉnh cấp hóa xuân quyết trên tay nàng, vẻ gợi tình trên dung mạo chính là mang vẻ bề ngoài của tu luyện pháp này mà thôi. Bởi vậy, một số tu sĩ tinh thông thuật giám định tố nữ, sau khi gặp Đồng Nguyên Nhi vài lần, tự nhiên tưởng rằng nàng nguyên âm sớm đã mất, liền dần dần truyền ra đồn đại bất lợi rất nhiều cho đồ đệ nàng. Đương nhiên, vị đồ đệ này của nàng cũng đích xác có chút không quá tự trọng, lại có chút quan hệ dây dưa với một số nam đệ tử. Có điều bởi vì công dụng mê hoặc của hóa xuân quyết, hơn nữa thân phận đặc thù của nàng, không nam tu sĩ nào vây quanh nàng mà không mê muội điều này trái lại là việc hiếm thấy. Nhưng theo việc nam tu sĩ vây quanh bên nàng dần dần nhiều lên, Đồng Huyên Nhi lại dần dần nuôi dưỡng thành tâm lý thanh niên nam tử vừa gặp tương đối phù hợp với nàng, trong đầu sẽ lập tức dâng lên ý niệm kỳ quái muốn cho đối phương quỳ dưới chân mình, thậm chí còn thỉnh thoảng đôi khi làm cho những nam tử này chia rẽ khiến cho bọn họ vì mình tranh giành ghen tuông làm niềm vui nhưng may mắn điều kiện đầu tiên mà hồng phất lúc ban đầu đồng ý cho cô gái này tu luyện hóa xuân quyết chính là không cho phép nàng đã đánh mất trinh tiết nếu là phát hiện thủ cung xa của nàng biến mất hồng phất làm sư phụ nàng sẽ lập tức phế đi pháp lực nàng để cho nàng một lần nữa luân lạc làm người thường để tránh cho đồng nguyên nhi vì tu luyện hóa xuân quyết mà có những thủ đoạn mê hoặc sẽ phá hủy truyền thống của đồng gia bởi vậy dưới điều kiện kìm chế muốn chết này đồng nguyên nhi mặc dù thường xuyên cùng một số nam tử đầu mày cuối mắt nhưng cuối cùng vẫn không dám làm ra việc vượt quá giới hạn nhưng những việc hay ho nàng làm cũng dần dần truyền vào trong tai hồng phất để cho vị nữ tu sĩ kết đan kỳ này kinh sợ cực kỳ nàng kiên quyết xử phạt đồng nguyên nhi một trận cũng lập tức giam cầm nàng ta một thời gian nhưng lúc này đã muộn rồi danh tiếng không trong sạch của đồng nguyên nhi đã truyền khắp cả hoàng phong cốc mà loại chuyện này một khi đã truyền rộng ra căn bản là không cách nào giải thích được rõ ràng, ngay cả vị kết đan kỳ tu sĩ hồng phất này cũng bó tay không có cách. Lúc này, cho dù những tu sĩ này chú trọng danh dự, dù thực sự biết đồng huyên nhi đích xác vẫn còn giữ thân như ngọc, cũng sẽ không mạo hiểm lời khen tiếng chê để kết thành bạn tình song tu với nàng nữa. Nhưng đồng huyên nhi bởi vì nguyên nhân của hóa xuân quyết công pháp, lại thêm đã đến giai đoạn phải cùng người song tu. Nếu không pháp lực sẽ đình trệ, còn có thể xuất hiện hiện tượng thụt lùi, mà những tu sĩ vẫn đeo đuổi đồng huyên nhi không buông. Không phất lại không chọn được người nào vừa ý, càng không yên tâm về nhân phẩm và ý đồ của bọn họ, vậy mới có chuyến đi tới động phủ của Lý Hóa Nguyên, và đã vừa mắt cử chỉ của Hàn Lập. Vì vậy, thiếu phụ nghe hết thảy những cái này, mang theo thần sắc phi thường xấu hổ. Về đến bên cạnh Lý Hóa Nguyên, cũng đem việc này nói lại một lượt, hai người không nói được gì. Tuy nói vợ chồng hắn hai người đích xác là đã hiểu lầm sự trong sạch của Đồng Huyên Nhi, nhưng như vậy giống như lời của Hồng Phất nói, cho dù nàng thật sự thủ thân như Ngọc, nhưng danh tiếng bị hủy như thế, Lý Hóa Nguyên cũng không muốn để cho đồ đệ mình và nàng kết thành bạn tình song tu, điều này thật sự đối với danh tiếng của hắn thương tổn rất lớn. Bởi vậy cũng chỉ biết hổ thẹn với vị Hồng Phất sư tỷ này mà thôi. Nhưng vì để chuộc lỗi ý nghĩ đáng hổ thẹn với Hồng Phất, Lý Hóa Nguyên tự nhiên sẽ không thiết lập chướng ngại gì nữa trong việc Hàn Lập đi tham dự đoạt bảo đại hội, còn tận lực xúc tiến việc này vậy mới có chuyến đi xa lần này của hàn lập và đồng nguyên nhi theo suy nghĩ của lý hóa nguyên với ấn tượng rất xấu của hàn lập về đồng nguyên nhi này dù cho hai người thật sự đi một chuyến này cũng sẽ không bị sinh ra dây dưa gì mới đúng ngược lại vị thất đệ tử vũ huyến kia của hắn từ ngày ấy sau khi gặp mặt đồng nguyên nhi một lần không ngờ lại trở nên nhung nhớ không quên nữ tử này bất ngờ vào mấy ngày trước đây nổi lên dũng khí muốn lý hóa nguyên hướng hồng phất đề cập một lần nữa xem xem có thể tác thành chuyện tốt của hắn cùng đồng nguyên nhi hay không Lý Hóa Nguyên chính diện với Hồng Phất có thiếu sót, tự nhiên sẽ không đáp ứng loại chuyện hoang đường này, sau khi nghiêm khắc giáo huấn vị đệ tử này một trận, đem hắn phái ra bên trong môn phái làm việc, để tránh hắn sẽ lại ẩm ý loạn trong núi. Mặc dù dưới một phen quát mắng hà khắc của hắn, Vũ Huyến Tựa Hồ đã thành thật rất nhiều, cũng nghe mệnh lệnh đi ra ngoài làm việc, nhưng là Lý Hóa Nguyên vẫn rõ ràng cảm thấy bộ dạng của vị đệ tử này vẫn còn kiên trì xấu xa, điều này làm sao không khiến cho hắn có chút trở nên đau đầu. Sau khi tiến hai người, Hồng Phất Tiên Cô sau khi lại cùng vợ chồng bọn họ nhàn rỗi hàn huyên vài câu, liền cáo từ trở về. Lý Hóa Nguyên và Thiếu Phụ cũng vào bên trong lục ba động, bắt đầu tu luyện thường ngày, việc của Hàn Lập và Đồng Nguyên Nhi cuối cùng cũng tạm thời buông xuống. Yến gia thân là đệ nhất gia tộc của Việt Quốc, nhưng căn cơ của họ tại 13 quận trong Việt Quốc cũng không phải là quận nổi bật, chẳng những diện tích quận bình thường, ngay cả dân cư cũng là bộ dạng trung bình, nằm ở vùng đất bình thường. Ngoài Yến Lương Sơn phong cảnh không tệ ra, không hề có bất cứ đặc sắc cùng đặc sản gì có thể để cho dân bản xứ nói ra khỏi miệng. Mà Yến Linh bảo vùng đất trọng yếu của gia tộc Yến Gia thì nằm ở bên trong Yến Lương Sơn này. Giờ phút này, Hàn Lập trong tay cầm một tờ giấy nhỏ, chính là thư mời của đoạt bảo đại hội. Trên đó viết địa điểm cử hành đại hội, chính là Yến Linh bảo. Đem thư mời xem lại một lần, sau khi lần nữa xác định không có lầm lẫn, Hàn Lập mới chậm rãi đem cất kỹ. Nhưng bên tai lại truyền đến những lời châm biếm của một vị nữ tử thật sự là tên đầu gỗ, một mẩu thư mời mà sau khi nhìn trước ngó sau năm sáu lần, không ngờ vẫn còn lo lắng, người thật sự là tật xấu không nhỏ. Thanh âm của nữ tử này, rất mềm mại nhưng trầm trầm tràn ngập sức quyến rũ, đặc biệt có thể gợi lên một loại tưởng tượng viển vông nào đó của nam nhân, càng sẽ làm cho thanh niên nam tử nghĩ ngợi kỳ quái. Nhưng hàn lập thần sắc không hề lay động, bộ dạng giống như chưa từng nghe thấy. Ngược lại giơ tay lên, từ trong tay bắn ra ba quả hỏa cầu to bằng miệng chén bay thẳng lên trời, Nổ tung ở trên cao trong không trung. Sau đó mới thản nhiên nói, "Sau một lát nữa, người của Yến gia vẫn không tới đón theo lời nhắn của chúng ta, chúng ta trước hết rời khỏi nơi đây, đợi tới ngày mai trở lại." Sư muội nếu là thân thể không mệt mỏi, còn có khí lực nói om sòm, có thể bay lên chỗ cao quan sát một chút, xem xem bốn phía còn có người khác tồn tại hay không, để phòng ngừa vạn nhất. Lá gan của Hàn sư huynh thật đúng là rất nhỏ nhì. Ở cửa lớn của Yến gia rồi, người cho rằng còn có thể có nguy hiểm gì chứ? ta thấy người thuần túy là không có việc gì thì kiếm việc, che mắt người khác mà thôi. Đồng huyên nhi biểu đôi môi đỏ mọng một cái, lười biếng vênh vào nói. Cả người đang uể oải dựa vào dưới thân một cây cổ tùng, bộ dạng không hút mảy may nào muốn nghe theo. Lúc này hàn lập cùng thiếu nữ, đang ở trên một ngọn núi không lớn lắm, bộ dạng đang chờ chuyện gì đó phát sinh. Nơi này chính là địa phương tiếp đón khách theo như lời thư mời mới phải, nhưng hai người hắn tới đã một khoảng thời gian rồi, nhưng vẫn không thấy có người của Yến ra xuất hiện làm cho Hàn Lập không khỏi giấy lên tâm lý cảnh giác, e ngại sẽ có gì đó ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng vị đồng đại tiểu thư này lại đối với sự cẩn thận của Hàn Lập rất lấy làm khinh thường, cho rằng biểu hiện của Hàn Lập chỉ bất quá là nhát gan như thế mà thôi. Hiện tại hai người rời khỏi lục ba động, đã trải qua thời gian 7-8 ngày. Nhưng dọc theo đường đi, hai người có lẽ không phải là một đôi trời sinh, cả hai nhìn đối phương đều cực kỳ không vừa mắt, loại cảm giác mơ hồ giữa nam nữ đáng lẽ phải có, giữa hắn và nàng ta thì lại cũng không có sinh ra một chút nào. Xây dựng lên một chút hiệu quả cũng không được, trái lại tính tình điêu ngoa của nàng ta, không lâu sau do thất bại trong việc khống chế Hàn Lập mà bộc phát ra tính khí bắt đầu ngông cuồng vô lý. Nhưng Hàn Lập lại không chịu lép vế thiếu nữ này một chút nào, căn bản không để ý tới sự xúc phạm vô lý của đối phương, chỉ là một câu ta sẽ đem biểu hiện của sư muội kể lại tường tận cho Hồng Phất Sư Thúc, lập tức khiến cho Đồng Nguyên Nhi trùng xuống trở lại. Thiếu nữ mặc dù đã quen được sủng ái rồi, nhưng cũng biết lần này hồng phất thực sự bởi vì chuyện dư luận của mình mà cực giận dữ. Đã cảnh cáo trước khi chia tay, nói rất là nghiêm khắc với nàng. Nếu nam tử đáng ghét trước mắt, của thực kể chuyện xấu trước mặt sư phụ. Sợ rằng một phen trách nhiệm nặng nề chắc chắn là không thiếu được rồi, thậm chí bị giam lại lần nữa, cũng không phải chuyện không có khả năng. Vừa nghĩ tới cuộc sống bị giam cầm, Đồng Huyên Nhi đã không nhịn được dùng mình một cái, bộ dạng ngoài miệng mặc dù còn không chịu yếu thế, nhưng trên hành động lại không dám tùy ý làm loạn nữa. mà Hàn lập thấy vậy trái lại cũng không quá vì thế mà làm khó nàng, thậm chí để cho cô gái chiếm chút tiện nghi bằng miệng lưới cũng không thèm để ý. nhưng chỉ cần Đồng Huyên Nhi nói hơi có chút quá đáng, hắn sẽ khiêng Hồng Phất sư bá tới không hề khách khí, lập tức đàn áp Đồng Huyên Nhi xít sao, làm cho nàng căn bản không có đất mà lùi. dù sao trước khi đi, Hồng Phất chính là đã lệnh cho Đồng Huyên Nhi phải nghe lời Hàn lập trước mặt hai người, cứ như vậy dọc theo đường đi một vị mồm mép cạnh khóe châm biếm đối phương không ngừng, một vị khác thì lại lặng thinh cắm đầu chạy trên đường giống như không nghe thấy một câu, nhưng chỉ cần khi người đó hơi mở miệng nói ra có mang theo từ hồng phất, thì bên vốn lẻo mép liền lập tức thần sắc đại biến, không dám quá làm cằn nữa. Vì vậy, hai người liên tiếp va chạm nhau chăn chát ban ngày thì đi, ban đêm thì nghỉ, cuối cùng sau mấy ngày đã tới nhạn linh sơn này và tìm được vị trí ngọn núi này. Thế nhưng bất ngờ chính là, lẽ ra đã phải có người của Yến ra hiện thân từ sớm nhưng không có xuất hiện. Làm cho Hàn Lập hai người chờ đợi thời gian hơn nửa ngày, cũng trở nên có chút không kiên nhẫn nổi nữa. chương 247, Yến Thị Huynh Nguội, có lẽ sự không kiên nhẫn của hai người đã bắt đầu có tác dụng, trên bầu trời phía tây ngọn núi đột nhiên có một chấm đen, tiếp theo hai con quái ưng hai đầu rất lớn dần dần bay tới. Chính là song thủ vụ Hàn Lập trong Thái Nam Hội đã từng gặp qua, trên quái ưng còn có hai người một nam một nữ, Vừa thấy đã có người ngoài xuất hiện, Đồng Huyên Nhi vốn đang ăn không ngồi rồi lập tức tinh thần phấn chấn, đứng thẳng người lên, tò mò nhìn chằm chằm xong thủ vụ càng lúc càng lớn. "Thật sự xin lỗi, đã để cho hai vị đợi lâu, tại Hạ Yến Vũ, vị này là gia muội Yến Linh, đặc biệt đến đón hai vị tới Yến Linh bảo." Song thủ vụ vừa bay tới trên đỉnh núi, hai người nam nữ lập tức từ bên trên nhảy xuống. Thanh niên nam tử đó mới vừa đứng vững, đã nói đầy vẻ áy náy. "Không sao đâu." hai người chúng ta cũng là vừa đến không lâu. Hàn Lập chưa kịp mở miệng, Đồng Nguyên Nhi một bên thấy Yến Vũ này đúng là một nam tử cực kỳ anh Tuấn, lập tức hai mắt sáng người nhẹ giọng nói, thanh âm huyền chuyển cực kỳ dễ nghe, khiến cho Hàn Lập nghe xong cũng vì thế mà liếc mắt một cái. Nếu không phải sớm ở trong mấy ngày nay, đã chứng kiến qua bộ dạng điêu ngoa của cô nàng này, Hàn Lập nghe xong thanh âm của Đồng Nguyên Nhi lúc này, sợ rằng thật sự đã cho rằng cô gái này đúng là một tiểu thư con nhà quyền quý mất vị yến vũ này tất nhiên sẽ không biết tất cả những việc đó. Hắn vừa thấy Đồng Huyên Nhi trước mắt đúng là thiếu nữ xinh đẹp như hoa, lại nghe được lời nói dịu dàng của đối phương với mình, nhất thời chính là trong lòng rung động, cảm giác khác lạ nổi lên, liền ưỡn thẳng người, nói sang sảng. Kỳ thật, nơi này vốn có đệ tử Yến ra đợi đón khách quý. Nhưng là vốn dĩ đệ tử hầu khách trước đó xảy ra chút bất ngờ, cho nên nơi này nhất thời không có người tiếp đón, thiếu chút nữa đã làm nhị vị chậm trễ Yến Vũ vì thế thay mặt cho Yến ra tạ lỗi với hai vị, hy vọng hai vị không lấy làm phiền lòng. Đồng Nguyên Nhi nghe xong, hé miệng cười, trong mắt phong tình chấp động, đúng lúc đang định há miệng nói gì đó nữa, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm thản nhiên của Hàn Lập. Bộ dạng sư muội như thế, vẫn không sợ hồng phất sư bá trách tội không sao. Vừa nghe nói thế, Đồng Nguyên Nhi sắc mặt đại biến, môi hé ra mấy lần, nhưng không có lời nào ra khỏi miệng. Tình cảnh của quái này làm cho Yến Vũ Huynh nguội trái lại có chút khó hiểu rồi. Yến Linh là một thiếu nữ 15-6 tuổi, từ trên tướng mạo biểu lộ vẻ hoạt bát dễ thương, một đôi mắt đen lay láy, không ngừng luân chuyển đảo qua đảo lại trên người Hàn Lập và Đồng Nguyên Nhi, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ cơ trí. Theo như Đồng Sư muội đã nói, chậm trễ một chút, cũng không có gì. Tại Hạ tin rằng, Yến ra chắc chắn sẽ không cố ý lạnh nhạt với những người nhận được lời mời như chúng ta. Chỉ là Hàn Mỗ còn có chút kỳ quái, vốn dĩ đệ tử đợi khách trước đây có thể đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn chẳng lẽ còn phát sinh xung đột với vị khách nhân nào đó phải không hàn lập ngăn cấm đồng nguyên nhi vận dụng hóa xuân quyết mê hoặc lung tung ho nhẹ hai tiếng liền nói mấy câu khách khí tựa như nói đùa vậy ngoài ý muốn hỏi thăm luôn một lần cái này yến vũ vừa nghe lời ấy của hàn lập trên mặt lộ ra vẻ khó xử tựa hồ có e ngại gì đó mà không tiện mở miệng nói rõ hàn lập nếu vị vũ sư huynh này đã có chỗ có không tiện cũng không nên tùy tiện quấy nhiễu người ta. Cũng nên tới Yến Linh Bảo sớm một chút xem xem đi. Chắc là có không ít người cũng đã đến rồi sao? Đúng vậy, còn phải đi Yến Linh Bảo nữa. Những vị khách khác đích xác đã đến rất đông rồi, đang chuyên tâm bàn luận về tu luyện, làm các loại giao lưu đấy. Hai vị đi thôi, đúng lúc có thể tham gia vào trong đó. Đồng Huyên Nhi vừa thấy Yến Vũ có chút ngần ngừ, đột nhiên vì hắn nói đỡ mấy lời. Khiến cho vị Yến gia đệ tử này thở vào một hơi, đồng ý luôn miệng, hảo cảm trong lòng đối với Đồng Huyên Nhi lại càng tăng gấp mấy lần. Mà Yến Linh một bên lại mơ hồ ý thức được ý đồ xấu xa của Đồng Huyên Nhi, biểu đôi môi nhỏ nhắn có chút không thích thú. Lần này, Hàn Lập lại không làm gì với Đồng Huyên Nhi, chỉ là khẽ cười. Liên vuốt cầm đồng ý nói, vậy xin mời Yến huynh đệ và Yến cô nương dẫn đường đi. Ta và Đồng sư muội đi theo sau hai vị là được rồi. Yến Vũ vừa nghe Hàn Lập cũng không hỏi tới vấn đề này, vẻ mặt vui mừng nhưng lập tức tựa như nhớ ra gì đó lại nói có chút áy náy lại dẫn đường trước hai vị nữa tại hạ vẫn có thói quen muốn đi thành hàng xin hai vị không cần để ý yến vũ mặc dù khách khí nói nhưng hàn lập cũng cảm thấy rất rõ loại khẩu khí này của đối phương trái lại hơn phân nửa hướng đồng nguyên nhi phát ra xem ra vị yến gia đệ tử này đã nhanh chóng rơi vào trong tấm lưới mềm mại của đồng nguyên nhi rồi hàn lập âm thầm cười lạnh vài tiếng cũng không thích thú hỏi thăm vào chuyện hoang đường của đồng nguyên nhi chỉ làm ra vẻ không biết từ trên người móc ra thiếp mời của Lý Hóa Nguyên, nhanh nhẹn giao cho Yến Vũ. Mà đồng huyên nhi kia, cũng lấy ra của hồng phất tiên cô, đồng dạng tay ngọc thon thả đưa lên, mùi hương và cơ thể trắng sáng bóng như ngọc mê người đó, làm Yến Vũ nhất thời thất thần hoa cả mắt, bất ngờ cũng quên cả đưa tay tiếp đón. muội muội hắn một bên cũng không nhàn dỗi đứng xem nữa, có chút bực bội chặn ngang thay Yến Vũ nhận lấy. Lúc ấy mới làm cho vị huynh trưởng này của nàng tỉnh táo trở lại, dưới mấy tiếng cười nhẹ của Đồng Huyên Nhi, sắc mặt đỏ bừng. Thì ra là Hàn Sư Đệ và Đồng Sư muội thiếp mời không có vấn đề, vậy chúng ta đi thôi. Yến Vũ sau khi xem qua thiếp mời đem trả lại cho hai người Hàn Lập, có chút tâm thần không yên, trong quá trình đó vẫn thỉnh thoảng nhìn trộm Đồng Huyên Nhi hai cái. Nhưng cô gái gian xảo đó lúc này, lại trái ngược lộ ra vẻ đoan trang nghiêm chỉnh điều đó càng khiến cho vị tinh anh của Yến ra này suy nghĩ vẩn vơ. Bốn người trước sau bay khỏi nơi đó, chạy thẳng theo phương hướng của Yến Gia huynh muội mà đi. Sau khi đã bay được mấy chục dặm đường, mấy người liền đi tới một chỗ giữa hai ngọn núi nhỏ thì ngừng lại. Lúc này, Yến Vũ từ trên người moi ra một khối gì đó giống như lệnh bài, sau đó hai tay nắm chặt, rồi đem linh lực trên người điên cuồng chút vào bên trong, nhất thời trên lệnh bài chiếu ra một chùm sáng vàng minh mông, bắn thẳng về khoảng không phía trước. Vốn lúc đầu khoảng không trống rỗng bị ánh sáng vàng lướt qua, nhất thời hiện ra hào quang ngũ sắc tiếp theo chờ cho ánh sáng ngũ sắc tan hết trước mắt đám người hàn lập sáng ngời một tòa cổ bảo cực kỳ hùng vĩ xuất hiện ở giữa lưng chừng núi vốn lúc đầu trống không nhìn thấy tường thành cao đến ba bốn mươi trượng còn có công trình cổ kính cao lớn bên trong tường nhìn vào đếm không xuể hàn lập và đồng huyên nhi đều cảm thấy mới lạ vô cùng nhiều tới mức cảm giác không xem hết được đây chính là yến linh bảo một trong những trọng địa của yến ra chúng ta hoan nghênh sự có mặt của hàn sư huynh và đồng sư muội yến vũ thần sắc đột nhiên trang trọng nghiêm nghị nói. Hàn Lập cười cười, đúng lúc đang định nói gì đó, Đồng Huyên Nhi một bên lại đột nhiên ồ lên một tiếng, ánh mắt hướng vào nơi nào đó bên trong cự bảo nhìn vào, tràn ngập vẻ kinh ngạc. Thấy thần sắc của cô gái nọ như thế, Hàn Lập tự nhiên cũng theo ánh mắt nàng ta nhìn lại. Chỉ thấy trên một cái đài giống như võ trường ở một góc của tòa thành, hai nam tử trang phục khác nhau đang lơ lửng làm thành cục diện rằng co. Một vị mặc trang phục màu nâu của Yến gia là một đại hán tướng mạo nhanh nhẹn dũng mãnh, một vị khác thì rear mép xoăn tít, mắt xám tóc vàng, da tay xanh đen, thân mặc trường bào màu xanh lục, quỷ dị phi thường. Bốn phía quanh bọn họ thì lại có một màn hào quang lớn màu trắng, thấp thoáng như có như không. Bên ngoài màn hào quang, lại đứng rất nhiều người một đống phía đông một đám tây, đập vào mắt nhiều nhất lại là hai tốp người phục sức toàn bộ thống nhất. Một tốp người hàng ngũ chỉnh tề, không một tiếng động, bộ dạng như đã được huấn luyện, chính là người của Yến Gia tốp người khác thì toàn bộ giống quái nhân dâu xoăn trên không trung kia mặc lục bào phần lớn người cũng tóc vàng mắt xám nhưng trong đó cũng lẫn một ít người khuôn mặt bình thường hàn lập sau khi nhìn rõ trên mặt đồng dạng có chút kinh ngạc không nhịn được nhìn về phía yến thị huynh muội bên cạnh xem họ có giải thích gì không nhưng chưa đợi cho hàn lập mở miệng hỏi yến vũ vừa thấy tình cảnh này sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên yến linh bên cạnh hắn thì nắm chặt tay lại hết sức phẫn nộ nói Bọn họ không ngờ lại đã bắt đầu khiêu chiến, hơn nữa xuống tay ác độc như vậy, thật sự là vô lý. Hàn Lập nghe xong nói thế giật mình, liền thử hỏi một câu thăm dò. Những người này, chẳng lẽ không phải là khách của Yến ra sao? Đương nhiên, không phải rồi. Bọn người đó là tự mình tìm tới cửa. Vừa tới đã đánh bị thương hai huynh đệ tiểu thập lục và tiểu thập ngũ tiếp đãi khách nhân, mà còn đòi tham gia đoạt bảo đại hội mới xong, cũng không biết mấy vị trưởng lão nghĩ như thế nào, bỗng dưng còn quả thực đáp ứng thật sự là làm cho người khác sinh ra bực mình. Lần này Yến Linh không để ý đến ánh mắt ngăn cản của Yến Vũ, rồi la ó giống như đảo hạt đậu vậy, phát ra một trận tính tình nữ tiểu hài tử, làm cho Hàn Lập nghe xong bấm bụng mà cười một trận. Còn Yến Vũ thì mặt lộ vẻ xấu hổ, không biết nên nói thế là tốt hay không nữa. Xem ra cái này chính là nguyên do chúng ta trên núi phải đợi lâu rồi. Không biết Phu sư huynh có thể cho Huyên Nhi biết tường tận bên trong hay không? Lần này không cần Hàn Lập hỏi. Đồng Huyên Nhi lòng hiếu kỳ đồng dạng bị dẫn dụ, đối với Yến Vũ bắt đầu chút vào mê hồn thang, làm cho hắn hơi do dự một chút, liền sảng khoái đáp ứng. Những người này là sáng nay đến Yến Linh bảo chúng ta. Lúc đến nơi tiếp đón bên ngoài bảo, không đưa thiếp mời mà hung hãn định xông vào, còn đánh bị thương hai gã đệ tử đang tiếp đón khách nhân. Sau khi những đệ tử khác nghe được tin tức cầu viện chạy tới, ban đầu vốn định hung hăng giáo huấn những người này một trận. Nhưng không ngờ tới, những người này bỗng dưng lại lấy ra một ít thư và tín vật đưa lại, không ngờ làm cho vài trưởng lão dẫn đoàn, thần sắc trịnh trọng, gượng nuốt cơn giận lại, mời bọn họ vào bên trong bảo. Nhưng những người này, tiến vào Yến Linh bảo cũng không an phận chút nào, không ngờ lại lập tức hướng Yến ra đưa ra thỉnh cầu chỉ giáo, kết quả mấy vị trưởng lão sau khi thống nhất, tựa hồ cũng muốn cho những người này nhìn thấy một chút lợi hại, đã đồng ý. Hơn nữa một lần đấu còn là 10 trận, tất cả đều do đệ tử trúc cơ kỳ tỷ thí. Trước khi ta đi đón hai vị, đã đấu mấy trận rồi, nhưng kết quả thì. Yến Vũ khẽ lắc rồi cúi đầu, thần sắc có chút chán nản, hiển nhiên không cần hỏi cũng biết Yến ra khẳng định ở vào thế hạ phong. mươi 248, tranh phong, vốn là trong lúc tỉ thí đã xuất hiện một số người bị thương, điều này cũng không có gì, là rất bình thường. Nhưng cũng không biết những người này tu luyện công pháp gì, người nào cũng tinh thông một ít pháp thuật và độc thuật âm hiểm của ma đạo, mỗi một tên đệ tử giao thủ qua với bọn họ bị thất bại, không hiểu sao đều hôn mê, mơ hồ trúng độc, thương thế của người nào cũng đều cực kỳ khó chữa, không cách nào dễ dàng cứu trị. Nhưng cũng may, những người này bởi vì thân ở Yến Linh bảo trái lại cũng có vài phần e dè, còn chưa có xuất hiện đệ tử bị thương quá nặng mà chết, về mặt nào đó đây cũng là rất may mắn trong bất hạnh. Khục, hôm nay để cho hai vị thấy được tình cảnh này của Yến ra, thật sự là vô cùng xấu hổ. Yến Vũ vẻ mặt bối rối nói, có điều, khi chúng ta đi, nghe nói các trưởng lão cũng có chút ngồi không yên, đã phái người gọi người đứng đầu đệ tử của Diễn Vũ đường tới đó chính là đệ tử tinh nhuệ tu luyện bí pháp của Yến gia chúng ta, khẳng định có thể giáo huấn nghiêm trị những người này một trận. Yến Linh ở một bên không nhịn được tiếc lời nói, hơn nữa nắm tay nhỏ nhắn còn vung cả lên. Nói bậy, người là một cô gái con nhà gia giáo sao lại cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết vậy. Hiện tại khách nhân lần này chúng ta đi đón đã dẫn về, mau nhanh báo Lê Thúc phái xuống một số đệ tử đón khách nữa đi, đừng để cho những khách nhân khác đợi lâu. Yến Vũ lại nghiêm mặt, trách mắng muội tử của mình vài câu, sau đó đem tiểu cô nương có chút mất hứng đuổi đi. Bấy giờ, hắn mới quay đầu lại giải thích với đám người Hàn Lập. Do khách nhân gần đây đã nhiều rồi, rồng rắn lẫn lộn, cho nên Yến ra chúng ta đã mở một phần của cấm chế hộ bảo ra. Bây giờ mấy chỗ đặc biệt bên trong bảo, đã không thể phóng thích loại truyền âm phù pháp vượt khoảng cách xa nữa, cũng chỉ đành cho tiểu muội tự mình chạy lên một chuyến thôi. Mà ta và tiểu muội vốn không phải tiếp đãi khách nhân, nhưng là bây giờ bên trong bảo nhân thủ hơi thiếu, còn xảy ra chuyện có người đến có ý không tốt, cũng chỉ biết tạm thời đi hỗ trợ một hai mà thôi. Yến Vũ sau khi nói xong, nhìn thoáng qua chỗ xa xa sắc mặt trầm xuống, nơi đó Yến ra đệ tử và quái nhân, cho tới giờ vẫn thi triển phép thuật đấu với nhau. Nói như vậy, Vũ Sư Huynh thì ra là tinh anh đệ tử của Yến ra. Tại Yến ra chắc hẳn là rất được trọng dụng rồi. Đồng huyên nhi đồng tử thoáng lóe lên, thản nhiên cười nói. Vốn lúc đầu dung mạo đã xinh đẹp, chỉ một thoáng càng trở nên quyến rũ vô cùng làm cho Yến Vũ ở đối diện trong lúc nhất thời chìm đắm vào trạng thái thất thần. Cái này, coi như là vậy, Yến Vũ tâm thần không ở nhà thì thào nói, bản thân cũng không biết đang nói về cái gì, hắn chỉ cảm thấy vị đồng cô nương này thật quá xinh đẹp, quả thực không kém tình nhân trong mộng của mình chút nào. Hi hi, cái này, Yến Huynh, không biết là có tiện đi tới sát đó xem tỉ thí hay không. Tại hạ muốn xem xem, là thần thánh phương nào dám đến Yến ra náo loạn. Đồng Huyên Nhi cảm thấy loại vẻ mặt này của đối phương rất thú vị, cười lên mấy tiếng trong trẻo, đã định lại ve vãn đối phương vài câu. Cũng không nghĩ tới, Hàn Lập bên cạnh đột nhiên mở miệng, cắt đứt lời nói tiếp theo của nàng. Hả, quan sát, đương nhiên có thể rồi. Lần này đang đấu cùng đối phương chính là một vị đường huynh của tại hạ. Trong diễn vũ đường đạo Pháp tinh thâm có thể xếp trong vòng 10 người đứng đầu, chắc lần này sẽ có thể cho đối phương thấy được lợi hại. Yến Vũ bị Hàn Lập thức tỉnh đầu tiên là ngẩn ra theo sau liền đáp ứng phi thường thoải mái hàn lập nghe xong trong lòng mỉm cười biết đối phương một phương diện không có lý do gì ngăn cản mình về phương diện khác lại cảm thấy lần này rất có hy vọng giành chiến thắng mới có thể sảng khoái như thế cứ như vậy ba người bay xuống gần sân đấu đi đến đám người đang quan sát sau khi tới gần hơn một chút hàn lập có chút giật mình phát hiện không ngờ tu sĩ vây xem cũng đông tới hơn trăm người hơn nữa xem cách ăn mặc của bọn họ những người trong đó đại đa số càng không phải tu sĩ của Việt quốc bản địa, mà là người từ các nước khác đến, thật sự là kỳ quái. Hàn Lập trong lòng nghi ngờ nổi lên, nhưng vì hạn chế bởi thân phận khách nhân, trái lại cũng không hay khi hỏi thăm sự tình quá nhiều. Không thể làm gì khác hơn là âm thầm buồn bực trong bụng. Bộ dạng cố ra vẻ không hay biết, về phần đồng huyên nhi một bên, vẫn cùng Yến vũ cười nói liên miên không ngừng. Nhưng vẻ kinh ngạc trong mắt mặc dù rất mỏng manh, vẫn bị Hàn Lập nhìn ra xem ra cô gái này cũng không phải là loại bình hoa chỉ để ngắm. Thế nhưng cô gái điêu ngoa này không biết có chủ ý gì, không ngờ cũng giống như Hàn Lập, đối với ẩn tình bên trong một điểm cũng không có ý tứ mở miệng hỏi, ngược lại làm cho Hàn Lập có chút trở nên phiền muộn. Huyên Nhi, ngươi cũng tới rồi, vậy thật tốt quá, ta còn tưởng rằng Hồng Phất Sư Bá sẽ không thả ngươi ra chứ. Khi ba người vừa đi tới, phía trước một vị nam tu sĩ mặt mũi tuấn tú trong lúc vô ý quay đầu lại, đúng lúc đã trông thấy Đồng Huyên Nhi, Người này lập tức trên mặt lộ vẻ mừng như điên, mấy bước đã đi tới, còn xưng hô thân thiết vô cùng. Người này vừa chạy lại, vẻ tươi cười của Đồng Nguyên Nhi chính là đông cứng lại, mà sắc mặt Yến Vũ đã có chút không hài lòng, ánh mắt bắt đầu lóe lên không ngừng. Trái lại bản thân Hàn Lập là người ở ngoài cuộc diện, thần sắc Thủy chung vẫn như thường, không có chút vẻ bất ngờ nào. Trong lòng hắn rất rõ ràng, vị này quá phân nửa là khách tham gia vào tuồng của Đồng Nguyên Nhi trước kia rồi. Đối phương họ phong, chẳng lẽ chính là Phong gia lần trước sư nương mình đã nhắc tới. Phong sư huynh à, thực không nghĩ tới, đỗ sư thúc để cho sư huynh tham gia đại hội lần này. Vẻ khác lạ của đồng huyên nhi chợt lóe lên rồi biến mất, sau khi đồng tử đảo một vòng, liền trực tiếp tự nhiên hô lên, giống như người này thật sự chỉ là một vị bằng hữu bình thường vậy. Điều này làm cho Yến Vũ một bên thần sắc lập tức tốt hơn rất nhiều, thế nhưng vị phong sư huynh này lại ngẩn ra, ngay sau đó mới chú ý tới Yến Vũ và Hàn Lập bên cạnh Đồng Nguyên Nhi. Hàn lập đại khái, thấy vị này ngó lại đây liền mỉm cười thản nhiên, rồi hơi rời ra khỏi đồng huyên nhi nửa bước, ra vẻ vô tội. Còn Yến Vũ thì lại nhìn lại hắn một cái không chút khách khí, vậy tình địch là ai, phong sư huynh tự nhiên trong lòng đã sáng tỏ, nhất thời mặt trầm xuống đánh giá hắn không ngừng. Hàn lập thấy tình cảnh này, có chút buồn cười, nhưng cũng bắt đầu thấy kỳ quái. Chả phải là trong truyền thuyết đồng huyên nhi và vị phong sư huynh này, sớm đã có ý song tu rồi hay sao? Nhưng bây giờ cô gái gian trá này cũng không có ý tứ nghiêng về vị phong sư huynh này. Chẳng lẽ là tin đồn có chỗ sai lầm, Hàn Lập thoáng suy nghĩ một chút, chán ghét chuyện này liền lắc đầu một cái. Hắn không muốn lãng phí đầu óc vào những chuyện rối rắm này. Vì vậy, về tiến mấy bước về phía trước, bỏ lại ba người kia ở phía sau. Hàn Lập cũng mặc kệ phong sư huynh và Yến Vũ ghen tuông ganh đua thế nào, càng sẽ không quan tâm đồng Nguyên nhi trong đó căn nguyên hai bên ra sao, hắn lúc này hoàn toàn bị cuộc đấu trong màn hào quang hấp dẫn rồi. Yến Vũ thật đúng là cũng không nói quá lời, vị đường huynh này của hắn thật sự không thể coi thường, đạo thuật thổ thuộc tính toàn thân thi triển đến suốt thần nhập hóa. Những tảng đá như cối say lớn cỡ một trượng, theo tay hắn thi nhau ném ra, đập thẳng về hướng đối diện, tựa hồ vô cùng vô tận. Mà trước người thì lại dựng đứng một cây phướn màu vàng hình tam giác, chịu đến một luồng gió vàng, đem bản thân bao vây vào bên trong, che chắn vững chắc thế nhưng là người mặc áo bào màu lục đối diện, cũng không chịu yếu thế. Trên thân thể toát ra mấy luồng hắc khí đen nhánh như mực, lại ồ ồ điên cuồng gào thét bay múa giống như độc xà, đan thành cái lưới màu đen trước thân mình tới mưa gió cũng không lọt, đem những tảng đá này tất cả đều bắn ngược trở về, có khi vừa vặn bắn ngược đến đối diện, ngược lại làm cho vị tinh anh của Yến ra kia trở nên có chút luống cuống tay chân. Về phần pháp khí, thì lại là 6-7 cái đầu lâu khô trắng ẩn, lơ lửng ở bốn phía quanh hắn, còn chưa biết là để làm gì. Cứ như vậy, một người điên cuồng tấn công một người lặng thinh cẩn thận phòng thủ, tạm thời hình thành cục diện căng thẳng. Có điều rất rõ ràng, ý tứ của hai người này vẫn đang tiến hành thử dò xét lẫn nhau, cũng không có hành động một cách thực sự. Bởi vậy mặc dù tình cảnh náo nhiệt phi thường, đá lớn bay đầy trời, hắc khí cuồn cuộn, nhưng bọn họ ung dung nhàn nhã, không nóng nảy không vội vàng, thần sắc cố hết sức chưa có lộ ra một chút nào. Hàn Lập đang xem đến xuất thần, đột nhiên nghe thấy một câu của Đồng Huyên Nhi Hàn Sư Huynh, người nói có đúng không? Điều này làm cho hắn có chút sửng sốt, còn chưa quay đầu, đã phản xả có điều kiện ừ một tiếng. Thế nhưng chữ ư ừ này vừa mới vừa ra khỏi miệng, hàn lập liền lập tức thầm kêu không ổn, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai vị tình địch kia vốn nên đối kháng với nhau, không ngờ chẳng những hướng về hắn lộ ra ánh mắt bất thiện, mà ý tứ còn có nhiều phần như cùng chung kẻ địch. Hiển nhiên là mình đã bị nữ tử gian trá này hãm hại rồi. Các người nghe thấy rồi chứ, hàn sư huynh cũng đã tự thừa nhận rồi, dọc theo đường đi ta phải cùng hắn ở chung một chỗ nửa bước cũng không được rời, đây đúng là chính miệng gia sư ra lệnh. Đồng Huyên Nhi nói ra với bộ dạng đau khổ đáng thương, thế nhưng thừa dịp hai tên gia hỏa này bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo không chú ý, lập tức liền hướng về Hàn Lập làm điệu bộ tinh quái, làm cho Hàn Lập trở nên hết chỗ nói nổi. Vị Đồng Huyên Nhi này thừa dịp giữa lúc hắn vừa sơ ý, đã xuyên vào chỗ sơ hở, kiếm cho hắn hai cái phiền phức lên mình rất rõ ràng là bởi vì mình dọc theo đường đi thường hay dùng danh tiếng của Hồng Phất, áp chế nàng không nhẹ, làm cho trong lòng nàng thích chịu oán khí trả thù mình một chút, hẳn là nếu mình bị hai vị này dạy dỗ cho một trận, chắc chắn tâm tình nàng sẽ rất thoải mái đây. Hàn Lập nhìn qua hai tên gia hỏa đang nhìn gườm gườm, thở dài, định nói gì đó. Nhưng chưa chờ cho hắn mở miệng, hai người đối diện đột nhiên biến sắc, đặc biệt là thần tình của Yến Vũ lại càng trở nên khẩn trương, ánh mắt của bọn họ từ trên thân mình Hàn Lập đã rời lên giữa sân đấu, Thấy tình cảnh này, Hàn Lập đương nhiên biết rằng trên sân chắc chắn đã xảy ra biến hóa khác, vội vàng cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cục diện rằng co bên trong màn hào quang cuối cùng đã bị phá rồi. Người của Yến gia đã ngừng sử dụng cự thạch thuật, mà đổi thành dùng hai tay cầm một cây quạt giấy màu vàng, mặt hướng về đối thủ, đang cố hết sức quạt từng cái một không ngừng. Cây quạt giấy này rõ ràng nên là vật nhẹ mới phải, thế nhưng mỗi một lần quạt ra lại tựa hồ đã tiêu hao rất lớn thể lực của Yến gia đệ tử, làm cho hắn lúc này mồ hôi đầy mặt chương 249, bỉ thí, một phiến chém ra, mang theo một màn tử vụ nồng đậm, nhắm thẳng vào quái nhân, bảy tám phiến xuống tới, tử vụ kia sớm đã hết sức đậm đặc vây chặt lấy đối phương mưa gió không ra, hình thành một quả cầu lớn màu tím. Mà lục bào quái nhân toàn thân vẫn giấu ở trong một luồng hắc khí, đem lục vụ để ở bên ngoài. Hắc khí cùng lục vụ không ngừng quay cuồng, cắn xé nhau, giống như hai người sống. Nhưng bất kể thế nào, lục vụ cho người yến ra thao túng, đều chiếm thế thượng phong, đã ép cho hắc khí co lại càng ngày càng nhỏ. Hóa cốt bảo phiến của đường huynh ta là đỉnh cấp pháp khí nổi danh của Yến gia chúng ta, khi khu sử suốt độc vụ, chỉ cần kéo dài một chút, khẳng định là ra tiêu thịt giữa, lợi hại vô cùng. Bất quá, đường huynh trước kia do thấy nó quá mức ác độc mà không chịu sử dụng. Nhưng hôm nay đã chịu sử ra, có thể thấy được hắn cũng đã hạ quyết tâm, nhất định không cho đối phương toàn thân trở ra. Yến Vũ thấy tình cảnh này, có chút vui vẻ, hướng về đồng nguyên nhi giải thích. Ồ, Cây quạt này nổi danh như vậy sao? Không biết so với phong lôi phiến nổi danh thì cái nào lợi hại hơn. Đồng Huyên Nhi cười nhẹ một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra thái độ mê hoặc động lòng người. Cây quạt này nói về uy lực có lẽ không cường đại bằng phong lôi phiến, nhưng pháp khí này chỉ cần là người tu tiên một linh căn đều có thể thao túng tự nhiên. Cũng không giống phong lôi phiến, không có phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính hai loại dị linh căn này, căn bản phát huy không ra uy lực. Bởi vậy hóa cốt phiến này giá trị còn hơn phong lôi phiến. Bị nụ cười mê hoặc của Huyên Nhi đã làm cho Yến Vũ động tâm. Miễn cưỡng đè nén sự mơ tưởng, cẩn thận giải thích. Nói bậy bạ gì đó, một đỉnh cấp pháp khí bình thường như vậy cũng dám so sánh với phong lôi phiến sao, có thể có một phần mười uy lực của người ta đã là không tệ rồi. Trên thực tế, ta thấy cây quạt này, ngay cả pháp khí tử quang bạt trên tay ta uy lực còn lứa ẩn hơn phong sư huynh thấy đồng Huyên Nhi cùng Yến Vũ cười cười nói nói trên mặt hiện ra sự đố kỵ cố ý nói ngươi dám xem thường pháp khí do yến ra chúng ta luyện chế sao được vậy để ta xem uy lực của tử quang bạt của ngươi yến vũ nghe được đối phương chê bai uy lực của hóa cốt phiến không khỏi tức giận muốn phân cao thấp với đối phương tốt ta đang muốn lãnh giáo pháp lực của đệ tử yến ra đây phong sư huynh vừa nghe đối phương nói cười lạnh một tiếng lập tức đáp ứng hai người trong lúc nhất thời tựa hồ đều đã quên sự tồn tại của vị công địch hàn lập a à, đừng tính toán như vậy tiểu muội chỉ là thuận miệng hỏi như vậy thôi cần gì phải tức giận như thế chứ hai vị sư huynh một người nhường một bước đi không được sao đồng huyên nhi mặt ngoài tựa hồ là khuyên giải nhưng thực tế là làm cho thể diện của hai người càng thêm không muốn yếu thế so với đối phương ai cũng không chịu mất mặt trước đồng huyên nhi đương nhiên muốn cho hai người lập tức tiến hành quyết đấu cái này cũng là không thể dù sao hai người chỉ là ghen tức tranh phong trước mặt cũng chỉ là nói lời tức giận mà thôi sự cố kỵ trong lòng vẫn còn rất nặng. Bất quá, nếu Đồng Huyên Nhi ở giữa lại khích thêm hai bên vài câu, việc này cũng khó nói. Hàn Lập mặc dù vẫn quan tâm đến chiến cuộc, nhưng trong tai vẫn nghe rõ ràng chuyện bên cạnh. Không khỏi khẽ lắc đầu không thôi, hắn cảm giác được người nữ điêu ngoa này thật đúng là họa tinh, quả thật đi đến nơi đâu cũng sẽ gây ra phong ba không nhỏ, khó trách hồng phất vẫn để mình quản chế nha đầu kia. Bất quá, tên họ phong cùng Yến vũ theo tướng mạo cho thấy, cũng không phải là người ngu dốt làm sao hiện tại lại muốn đánh nhau như thế? Chẳng lẽ hồ mị công của Đồng Huyên Nhi lại lợi hại như thế? Ngay cả tu sĩ sau khi trúc cơ đều bất chi bất giác bị ảnh hưởng đến tâm tính sao? Hàn Lập sau khi suy nghĩ, trong lòng có chút hoảng sợ. Bất quá, Hàn Lập cũng không đi hỏi hai tên đầu óc có vấn đề này. Hai người bọn họ ai chết ai sống hắn quản làm gì? Bất quá, Hàn Lập cũng thấy kỳ quái. Bất kể đồng huyên này phong tình như thế nào, làm cho nam tử say mê đến thần hồn điên đảo, nhưng trong mắt hắn thì huân huyên nhi lại một chút nghị lực cũng không có một chút cảm giác động tâm cũng chưa từng xuất hiện nhưng thật ra chuyện này không riêng gì hàn lập buồn bực mà đồng huyên nhi lại càng buồn bực không thôi hồ mị công của nàng không biết vì sao lại đối với người đáng ghét này một chút tác dụng cũng không có nếu không đã sớm đem hắn làm cho chạy vòng vòng rồi làm sao còn có thể để hắn dọc giường đi uy hiếp mình như thế trong lúc hàn lập cùng đồng huyên nhi đều có tâm tư lúc này tình cảnh trong sân lại xảy ra đại biến hắc khí bị lục vụ vây quanh đột nhiên bắt đầu có rút lại cùng thưa thất hẳn lên, trong chớp mắt, đã đem người lục bào nấp ở bên trong lộ la. Mấy cái khô lâu bên cạnh người này, miệng mở ra điên cuồng hấp thu hắc khí bốn phía, đó đúng là vật tạo nên hắc khí. Người Yến ra thấy vậy, mặc dù không biết đối phương có dụng ý gì, nhưng nếu đối phương tự hủy phòng ngự, hắn đương nhiên cũng sẽ không khách khí, liền lập tức vung bảo phiến trong tay, lục vụ lập tức thừa dịp hắc khí vô lực chống cự mà ùa lên. Tiểu tử, dựa vào một chút độc vụ, đã muốn làm náo động trước mặt ta, thực sự là không biết chết sống. Người còn không biết, chúng ta đều là tổ tông chơi độc chứ. Người lục bào hắc hắc cười quái dị vài tiếng nói, tiếp theo vươn một tay ra, trên thiên linh cái của khô lâu rất nhanh kích một trường, khô lâu này lập tức lớn vọt lên tạo thành một cái bánh xe, trên đầu lâu trắng toát còn mơ hồ được bọc thêm một tầng hắc khí, có vẻ càng thêm dữ tợn quỷ dị. Bọn chúng đem hắc khí còn sót lại thu nạp không còn một mảnh, tiếp theo miệng lại há lớn ra, đem lục vụ ở bên ngoài bắt đầu hấp thi vào trong miệng, từng ngụm từng ngụm một, bọn chúng cứ thế mà trương lớn lên, cứ như là uống thuốc bổ vậy. Đường huynh của Yến Vũ ở đối diện, thấy vậy lấy làm kinh hãi. Hắn vội vàng khống chế bảo phiến trong tay, vội vã đem lục vụ thu gấp trở về, nhưng hiển nhiên đã muộn. Độc vụ có thể rút về chỉ được một phần ba mà thôi, đại bộ phận đều đã bị khô lâu của đối phương ăn sạch. Ánh sáng xanh vàng trên mặt quạt trở nên ảm đạm không còn ánh sáng, làm cho người cậu Yến ra đau lòng không thôi, biết hóa cốt phiến này uy lực từ nay về sau giảm đi không ít. Vị yến gia đệ tử này còn chưa từ trong đả kích pháp khí hủy tỉnh lại. Mấy cái khô lâu hung hãn to lớn, dưới sự thao túng của người lục bào, hô hô lên vài tiếng rồi trực tiếp bay thẳng tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt, àm cho người này hoảng sợ, vội vàng đưa tay vào trung túi chữ vật sờ soạn. Nhưng mấy khô lâu này lại đồng thời hé miệng ra, mấy luồng sáng đen thui đồng thời phun ra, tập trung lại thành một cột sáng lớn, đánh xuyên qua hộ thân hoàng phong của người nhà Yến ra nghe thình một tiếng, đã trực tiếp hôn mê từ trên không trung rơi xuống. Đệ tử Yến ra ở một bên thấy thắng bại đã phân, tự nhiên sẽ không để cho người nhà té ngã mà bể đầu, lập tức có một người bay ra tiếp trợ đường huynh của Yến Vũ, rồi bay trở về. Huyền pháp quỷ linh môn quả nhiên tinh diệu tuyệt luân, Yến ra chúng ta năm trận đã bại bốn, có nên bắt đầu trận tỉ thí thứ sáu không? Một vị trưởng lão Yến ra khuôn mặt già nua, nhưng hai mắt lóe sáng đi ra, lạnh lùng nói với người của quỷ linh môn, cứ tính vậy đi năm trận còn lại không bằng đợi đệ tử sinh tử đường của yến ra tới rồi sẽ tỉ thí tiếp cũng không muộn ta cũng có nghe nói tới đại danh huyết tu sĩ của yến ra thủ lĩnh của đám người quỷ linh môn ở đối diện cũng đi ra một thần bí man mặt nả quỷ màu bạc nghe thanh âm ôn tồn văn nhã hùng hậu là một nam tử khá trẻ được nếu thiếu môn chủ thật sự có nhã hứng này yến gia chúng ta dĩ nhiên sẽ phụng bồi tỉ thí hôm nay tạm thời dừng tại đây lão giả vừa nghe đầu tiên là cả kinh nhưng cũng không cam lòng yếu thế đáp ứng nói sau đó vung tay áo xoay người trở về thiếu môn chủ này thấy vậy cũng không thèm để ý cười nhẹ một tiếng tiêu sái quay người lại tiếp theo dẫn mọi người rời khỏi nơi đây các tu sĩ khác đến xem sau khi đã mãn nhãn cũng không có người nào nói chuyện mà yên lặng rời đi mà hàn lập lắc khẽ đầu mới vừa quay đầu đã nghe được thanh âm lẩm bẩm của yến vũ sao lại có thể đường huynh của ta cũng đánh bại được hắn là cao thủ của diễn vũ đường chúng ta mà cái gì cao thủ, còn không phải bị đối thủ rất nhanh chóng đánh bại sao? Phong sư huynh bĩu môi, cơ hội đả kích tình địch như thế, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngươi, Yến Vũ mặt lộ vẻ giận dữ, đang muốn phát tác, nhưng Đồng Huyên Nhi nói ra một lời, lập tức làm cho hắn cao hứng trở lại. "Yến Vũ sư huynh, ta đã đi mấy ngày đường rồi, cũng có chút mệt mỏi, ở đây có phòng nào có thể để cho tiểu muội nghỉ ngơi một chút? Có hoạt động gì khác thì hãy chờ ngày mai lại tham gia đi." Đồng Huyên Nhi đột nhiên lắc lư cái eo thon nhỏ, dùng một loại phong tình lai láng nói. Đương nhiên là có thể, đồng sư muội ta đến tại xương phòng của các nữ tu sĩ đặc biệt đã chuẩn bị. Hàn sư đệ cùng các hạ, xin mời cứ tùy tiện. Yến Vũ Cao hứng nói, còn có chút bộ dáng thị uy. Hàn Lập chỉ cười nhẹ, không có ý kiến gì. Hắn đã đưa đồng Huyên Nhi an toàn đến Yến Linh Bảo, nhiệm vụ này cho dù đã hoàn thành. Về phần nhưng chuyện khác, hắn cũng không quản được, cũng không muốn quản. Sau khi nói vài lời đơn giản với những người chung quanh, Hàn Lập một mình rời khỏi mọi người. Chương 250, Cố Nhân Ngộ, cũng không phải tự nhiên mà Hàn Lập nguyện ý rời xa Đồng Huyên Nhi, phong sư huynh cùng Yến Vũ như thế. Cũng không phải là có ý ngăn cản, mà Yến Vũ nọ phi thường nhiệt tình đưa cho hắn một ngọc giản. Bên trong là địa đồ của Yến Linh Bảo, làm cho Hàn Lập tiết kiệm được nhiều thời gian, trực tiếp đi đến nơi cần thiết, chứ không phải như con ruồi bị hôn mê đi loạn khắp nơi. Mà bản thân Đồng Huyên Nhi mặc dù đối với việc hàn lập đột nhiên buông tay không hề ước thúc mình nữa cảm thấy ngoài ý muốn nhưng có thể được tự do tại số đông nam tu sĩ này thật như cá gặp nước tự nhiên làm cho nàng mừng rỡ đương nhiên nàng vẫn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hàn lập vài lần rất là thắc mắc không phải hắn làm vậy là có dụng ý gì dụng ý hư chỉ bất quá không muốn nghĩ tới cái bao đồ trên người mà thôi muốn làm được hành động tự do tự tại hàn lập đi ở trên con đường đá tại yến linh bảo chắp hai tay sau lưng phi thường thoải mái thầm nghĩ, thỉnh thoảng lại nhìn các cửa hàng ở hai bên đường. Các cửa hàng này đều là sản xuất phù lục, luyện khí và nguyên liệu luyện đan, cũng có cũng có một hai gian bán pháp khí cấp thấp, nhưng điếm chủ hơn phân nửa lại là người không có pháp lực. Cái này cũng không kỳ quái, cả Yến Linh bảo diện tích phi thường lớn, ở trong này dân cư cũng tới mười mấy vạn. Nhưng người có linh căn có thể tu luyện pháp thuật lại chiếm rất ít, đại bộ phận đều là người bình thường. Những người này vốn ở tại thế tục, một bộ phận tuy không có linh căn nhưng huyết mạch thì vẫn là người của yến gia một bộ phận còn lại là gia quyến của đệ tử yến gia dù sao nếu chỉ có người trong tộc yến gia thông hôn mà nói cũng phi thường không ổn phải có những dòng máu mới thì mới có thể cho làm cho yến gia tiếp tục bảo trì sự lớn mạnh đương nhiên để giữ bí mật người vào yến linh bảo cả đời đều không thể ra ngoài chỉ có thể ở đây sinh lão bệnh từ cả đời mặc dù từ nay về sau áo cơm không lo nhưng cũng là một chuyện cực kỳ bi ai những người từ ngoài vào thì còn may mắn vẫn được biết qua thế giới bên ngoài, nhưng những người từ nhỏ đã sinh ở trong bảo, nhưng lại là người không có linh căn, ngay cả một cơ hội lướt mắt nhìn ra bên ngoài cũng không có. Những người đầu tiên tiến vào bảo, cũng không bị bức bách vào. Đều là vào rồi không thể ra, hoặc là chịu đại ân của Yến ra, mà tự nguyện như thế. Hơn nữa Yến Linh bảo phòng bị nghiêm ngặt, có trận pháp bao phủ, người thường mà muốn rời thành, bị phát hiện lập tức giết chết. Cho nên đến nay cũng không có nghe nói qua, có người thường nào thành công thoát khỏi nơi đây. Tin tức này, đương nhiên không phải do Hàn Lập đoán ra, mà là trên ngọc giản địa đồ có mang theo một số tin tức. Bởi vậy, Hàn Lập cũng đã có một số ấn tượng nhất định đối với Yến Linh Bảo. Mà hắn hiện tại đi đến một gian trà lâu ở trong thành. Bởi vì dựa theo sự hiểu biết của Hàn Lập, các tu sĩ phần lớn đều rất thích trà. Trà lâu cơ hồ đều là nơi các tu sĩ dừng chân. Hàn Lập cảm giác được nơi này có lẽ có thể tìm được các tu sĩ cung cấp, tăng cường quen biết. Đây chính là cơ hội rất khó được để trao đổi dù sao tự mình đóng cửa cũng là việc không nên làm. Ở cuối con đường, có một ngã ba đường, đã có thể thấy chiêu bài của trà lâu, Hàn Lập nghĩ như vậy, không khỏi tăng nhanh cước bộ. Nhưng khi đi ngang qua một cửa hàng bên trong đột nhiên truyền đến vài tiếng nam nữ tranh chấp kịch liệt, tiếp theo nương theo một tiếng giống giận của nam nhân. Một người trang phục thiếu phụ, tức giận vội vàng từ trong phòng đi ra, trực tiếp chạy ra đường, vừa lúc chạm phải Hàn Lập đang đi tới. Thiếu phụ này dung mạo tựa hồ phi thường tú lệ, cho nên Hàn Lập bởi vì cái bên chung của nam nhân, cũng cẩn thận đưa mắt đánh giá, kết quả khi Hàn Lập xem rõ dung nhan của thiếu phụ nhất thời ngẩn ra, người đứng lại tại chỗ. Thiếu phụ nhìn thấy Hàn Lập không kiêng kỵ mà nhìn mình như vậy. Trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng nàng ở trong thành này cũng khá lâu, mặc dù không có chút pháp lực nhưng nhìn qua phục sức, cũng xem ra thân phận tu sĩ của Hàn Lập. Mặc dù xấu hổ ninh vẫn lưu tâm để ý đến tướng mạo của Hàn Lập, chỉ cảm thấy phảng phất có chút quen mắt, cũng cố nén sự tức giận, khẽ cúi đầu nói, "Tu sĩ đại nhân, có thể để cho tiểu nữ tử đi qua, tại hạ đã là gái có chồng." Đại nhân nhìn kỹ như vậy một tiểu nữ tử, không sợ mất thể thống sao? Những lời này sau khi nói ra, thiếu phụ cũng không có cử chỉ lo lắng, bởi vì bên trong Yến Linh bảo giới luật nghiêm ngặt, nghiêm cấm các tu sĩ quấy nhiễu cuộc sống của người bình thường, người trái lệnh vị xử phạt rất nặng. Đương nhiên, người bình thường cũng phải bảo trì đối với các tu sĩ tuyệt đối cung kính, nếu có sự chậm trễ, cũng do tu sĩ đó tự do xử trí. Hơn nữa hiện tại ngay ở ngã tư đường giữa bao nhiêu con mắt, nàng cũng không sợ đối phương có hành động gì với mình. Nhưng thiếu phụ cúi đầu hồi lâu, cũng không thấy tu sĩ có cử động gì. Cũng không có ý thối lui, cũng không có mở miệng của mắng nàng. Điều này làm cho nàng có chút kinh ngạc, không khỏi ngẩng mặt lên nhìn. Kết quả là thấy một khuôn mặt cười cười xuất hiện trước mắt, khuôn mặt này lập tức làm cho thiếu phụ nhớ đến 10 năm trước trên con đường nhỏ ban đêm tại hậu Việt, một người sư huynh hẹp hòi vô cùng, cùng một cô gái tinh linh cổ quái đấu võ mồm với nhau như hiện lên trước mắt sư huynh sư muội thiếu phụ rốt cuộc nhận ra khuôn mặt cũng không chút biến hóa này mà hàn lập sau khi đối phương gọi mình một tiếng sư huynh cũng xác định thiếu phụ tú lệ này chính là tiểu nha đầu tinh linh cổ quái đã gặp từ nhiều năm trước mặc thải hoàn con gái nhỏ nhất của mặc đại phu mà mình từng gọi là tiểu sư muội người thật sự là hàn lập sư huynh mặc thải hoàn đầu tiên là vạn phần kinh ngạc lập tức hồi hộp hỏi lại nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng không dám tin ta đưa cho muội oanh hương hoàn có sử dụng không hàn lập đột nhiên nhẹ giọng nói sư sư huynh thật là người mặc thải hoàn vừa thấy hàn lập nói ra tên của lễ vật tặng nàng năm đó cũng không chút nào hoài nghi nữa nhưng hai mắt trong dây lát lại đỏ lên bắt đầu thút thít tựa hồ nhận phải sự ủy khuất rất lớn hàn lập cũng trợn tròn mắt dù sao hiện tại ở trên đường bốn phía vẫn có nhiều người cùng một số tu sĩ qua lại một thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp như vậy lại đứng trước mặt mình khóc lóc thì dám chắc kiểu suy đoán gì cũng có thể có nghĩ tới đây hàn lập gãi gãi đầu cố gắng nói với mạc thải hoàn sư muội chúng ta có phải nên đổi chỗ khác để nói chuyện hay không nơi này tựa hồ không phải là chỗ để nói chuyện ừm ta nghe sư huynh mạc thải hoàn lúc này mới tạm ngừng khóc phi thường nghe lời biểu hiện của đối phương cũng làm cho hàn lập có chút ngoài ý muốn dù sao trong ấn tượng của hắn Mạc Thải Hoàn vẫn là một tiểu yêu tinh, đột nhiên ôn nhu nghe lời như thế, thật đúng là làm cho hắn có chút không thích ứng. Bất quá cũng phải tìm chỗ nào yên tĩnh đây chứ. Hàn Lập nhìn một chút bốn phía ngã tư đường, có chút buồn bực thầm nghĩ. Đến nhà của muội đi, mẹ của muội cũng ở đằng kia Mạc Thải Hoàn tâm tình sau khi bình tĩnh lại một chút, đột nhiên mở miệng nói. Tứ sư mẫu cũng ở tại Yến Linh bảo, Hàn Lập kinh ngạc, xem ra Mạc phủ thật sự có đại sự xảy ra, nếu không nghiêm thị thân là đầu não cậu mặc phủ sẽ không dễ dàng lưu lạc ở nơi đây đúng vậy sư huynh mẹ muội bị bệnh hơn nữa rất nặng người nhất định phải phải cứu mẹ mặc thải hoàn trong mắt nước mắt lại chợt chảy ra khổ sở cầu khẩn được rồi có chuyện gì gặp sư nương rồi hãy nói chỉ cần không phải nghi nan tạp chứng gì sư huynh sẽ có thể chữa được hàn lập thấy mặc thải hoàn thương cảm như vậy tự nhiên nghĩ đến cuộc sống không buồn không lo trước kia của nàng tại mặc phủ không khỏi trong lòng mềm nhũn ra, ngoài miệng an ủi nói. Ừm, muội tin tưởng lời sư huynh nói, năm đó nhị tỷ cũng nói qua, thuật y dược của sư huynh sớm đã trên tỷ ấy. Lần này mẹ của muội đã được cứu rồi, mặc thải hoàn nghe xong hàn lập nói như thế, lúc này mới mỉm cười không khóc nữa. Loại bộ dáng kiểu diễm như hoa này, làm cho hàn lập nhìn cũng không khỏi hơi bị thất thần, nhưng cũng may lập tức thanh tỉnh lại, lúc này mới tránh khỏi làm trò mốc nghếch tại đây đi thôi, nhà của muội cách đây cũng không xa, chỉ cần qua một cái ngã tư đường là đến rồi. Mẹ của muội nhìn thấy sư huynh nhất định sẽ rất cao hứng. Mặc thải hoàn phi thường tự nhiên kéo lại ống tay áo của Hàn Lập dẫn hắn đi, bộ dáng rất hưng phấn, giống như là tìm được người trong lòng mình vậy. Một thiếu phụ chủ động lôi kéo một nam tử, đi trên đường cái, tự nhiên làm cho người ta ở phụ cận chú ý nhìn ngó. Nhưng cũng may Hàn Lập trang phục của người tu tiên, nên cũng không ai dám nói gì không dễ nghe với hai người, về phần sau khi đã rời xa, có nghị luận gì cũng là điều khó nói. Sư muội, muội cùng sư mẫu sao lại đến nơi đây? Mặc phủ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Hàn lập cùng mặc thải hoàn sóng vai đi, cũng thừa dịp mặc thải hoàn không để ý, đem ống tay áo khe khẽ thu trở về, nhẹ giọng hỏi. Chuyện này, nói đến thì rất dài, nhưng mặc phủ 7 năm trước đã bị phá hủy, kinh giao hội đồng thời cũng đã bị xóa sổ. Mặc thải hoàn nghe vậy, thân thể khẽ run lên, sắc mặt đột nhiên buồn bà nói còn hai vị sư muội cùng các sư mẫu khác đâu. Mặc dù Hàn Lập sớm đã đoán được không sai lắm, nhưng vẫn thở dài, đồn thời hỏi đến tình hình của những người khác. Nhị nương, ngũ nương đã chết, tình hình của những người khác muội cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì muội cùng mẹ cũng rất vất vả mới thoát ra được. Lúc ấy quá rối loạn, mọi người chỉ có thể chia nhau chạy trốn mà thôi. Mặc thải hoàn thanh âm run rẩy hẳn lên, có vẻ cực kỳ thống khổ. chương 251, hủy diệt. Hàn Lập thấy Mặc Thải Hoàn như thế, Biết bây giờ không phải là lúc để nhắc lại chuyện này. Cứ như vậy, Mạc Thải Hoàn dẫn hắn, đi tới trước một căn tiểu điếm thì ngừng lại. Nơi này, Hàn Lập có chút ngạc nhiên, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Mạc Thải Hoàn. "Đúng vậy, là nơi này, nguội cùng mẹ buôn bán nhỏ, chỉ là kiếm một chút linh thạch để mua đan dược áp chế căn bệnh của mẹ mà thôi." Mạc Thải Hoàn sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói. Sau đó, đi vào trước, Hàn Lập thấy vậy cười cười, cũng không nói gì, theo đi vào. Mẹ mẹ xem con dẫn ai tới đây. Hàn Lập mới vừa bước vào cửa điếm, đã nghe thấy thanh âm Mạc Thải Hoàn vang lên. Sau đó lại truyền đến một thanh âm mà Hàn Lập quen thuộc nhưng có chút giả nua. Còn có thể có ai đến, từ khi đại thúc của con chết đi, cũng chỉ có hương liên thẩm cách phách đến thăm chúng ta thôi. Thanh âm này đúng là của nghiêm thị, mặc dù so với trước kia khàn khàn đi rất nhiều. Không phải, là sư huynh tới, con ở trong bảo gặp được sư huynh. Mạc Thải Hoàn hưng phấn kêu lên, sư huynh, Mấy vị sư huynh của con không phải đã sớm qua đời rồi sao? Đứa nhỏ này chẳng lẽ thần trí mơ hồ rồi nghiêm thị rõ ràng có chút lo lắng. Lúc này, Hàn Lập đã thấy rõ tình hình trong điếm. Một căn phòng nhỏ cỡ 6-7 trượng, có một cái quầy gỗ, ở trên có để mấy cái phù lục cấp thấp, còn có chút nguyên liệu không đáng tiền. Còn có một cánh cửa gỗ đi thông vào phòng trong, phía sau quầy có một phụ nhân đang nằm trên một cái ghế thái sư bằng trúc, có chút lo lắng nhìn về phía mặt thải hoàn đúng là nghiêm thị đã gần 10 năm không gặp, chỉ là bà ta lúc này, khuôn mặt đã già đi rất nhiều, còn mang theo vẻ bệnh tật. Chỉ có thể từ giữ chân mày còn có thể nhìn ra bóng dáng Mỹ phụ nhân lúc đầu. Hàn lập tiến vào, tự nhiên khiến cho nghiêm thị chú ý, chỉ là khi thấy rõ được hàn lập, thì cả người đầu tiên là ngẩn ngơ, không khỏi muốn đứng dậy. Nhưng hiển nhiên, do mang bệnh nặng trong người nên không thể làm theo ý được. Chỉ hơi nhổm lên, người lại ngã xuống, mặc thải hoàn ở một bên thấy vậy, vội vàng đưa tay ra đỡ. Ngươi là Hàn Lập, nghiêm thị sau khi cố sức thở hổn hển mấy, cũng không giật mình giống như Mạc Thải Hoàn, chỉ là kinh ngạc là chính, lại mơ hồ có vẻ vui mừng cùng hy vọng. Hàn Lập tự nhiên biết trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì, nhưng sau khi trần chờ, cũng bước lên vài bước thi lễ nói. Tứ sư mẫu khỏe chứ? Ngươi, ngươi vẫn nhận ta là sư mẫu, không hận chuyện năm đó sao? Nghiêm thị sau khi nghe thấy Hàn Lập xưng hô tứ sư mẫu, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng cũng có chút không dám tin tưởng, chuyện năm đó, ta cùng mặc sư trong đó là ai không phải, cái này tạm thời không nói, nhưng mặc sư cùng ta có danh phận thầy trò, đây chính là hàng thật giá thật, cho nên tiếng sư mẫu ta cần phải gọi hàn lập thần sắc bình tĩnh nói. Về phần chuyện giải dược sau đó, càng không cần phải nói. Ta không phải vẫn đứng ở chỗ này sao? Hàn lập không thèm để ý nói. Đích xác với thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ của hắn bây giờ, tự nhiên không cần hận thù gì với người thế tục, đối với chuyện của mấy vị sư mẫu nghiêm thị, đương nhiên cũng sẽ không để vào mắt. Đúng vậy, với tài trí của ngươi, nói vậy tại tu tiên giới cũng sẽ không tệ. Không giống ta và mấy vị sư mẫu ngươi, đều thành chó nhà có tang. Khổ, nghiêm thị mới vừa cảm khái vài câu, sắc mặt đột nhiên đỏ lên một mảng, ho khan một trận. Mẹ, mẹ không sao chứ? Sư huynh, mặc thải hoàn kinh hoàng vội vàng nhẹ vuốt ngược nghiêm thị, ánh mắt nhìn hàn lập tràn ngập ý cầu khẩn. Để ta xem, hàn lập thật sự chịu được ánh mắt ai oán của mặc thải hoàn, khẽ thở dài một tiếng, đưa tay nắm lấy cổ tay của Nghiêm thị mà bắt mạch. Nhưng chỉ chốc lát sau, thân sắc tự nhiên mà buông ra, sau đó nói: "Không có gì, chỉ là vết thương cũ năm đó phát tác, hơn nữa mấy năm nay tựa hồ không nghỉ ngơi cho tốt, vô cùng lao tâm lao lực." "Có trị được không?" Mạc Thải Hoàn lo âu hỏi. "Yên tâm, nếu là 10 năm trước đối với vết thương cũ này, ta thật có chút bó tay. Nhưng hiện tại căn bản chỉ là chuyện nhỏ mà thôi." Hàn Lập an ủi nói sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra hốc kim châm, thi triển thuật châm cứu đối với nghiêm thị. Làm cho nghiêm thị lập tức không ho khan nữa. Sau này, mỗi ngày dùng một viên, hơn 10 ngày sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Hàn lập lại lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho nghiêm thị, tự tin nói. Nghiêm thị cảm giác được toàn thân trên dưới không chỗ nào là không thoải mái, bệnh nhiều năm thật sự đã không còn nữa, lúc này giống như là đã trẻ lại mấy tuổi. Hiện tại sau khi nhận lấy bình thuốc, nàng càng không biết nói gì cho tốt nữa hàn lập lời cảm kích của nghiêm thị chỉ vừa mở miệng đã bị hàn lập cắt ngang hiện tại có thể nói rõ năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cùng với tại sao hai người lại đến yến linh bảo hàn lập đối với mấy việc này cũng muốn biết rõ nghiêm thị nghe xong trên mặt hiện lên vẻ bi thống chậm rãi kể lại chuyện năm đó thì ra lúc đầu hàn lập thế mặc phủ trừ đi độc phách sơn trang âu dương phi thiên đích xác làm cho kinh giao hội sớm đã có sự chuẩn bị đã chiếm tiện nghi lớn chiếm đi hơn phân nửa địa bàn cùng ích lợi nhưng một bá chủ khác của lam châu là ngũ sắc môn phản ứng cũng thật không chậm cũng nhanh chóng thôn tính một nửa lợi ích cứ như vậy lam châu đã hình thành thế song hùng đối đầu nhưng nếu tam quốc bình hành đã bị phá tự nhiên một núi không thể có hai hổ kết quả sau khi mặc phủ thống lĩnh kinh giao hội cùng ngũ sắc môn xuống tay mới phát giác các nàng thật sự làm sai một chuyện thật sự không nên để cho âu dương phi thiên chết đi như vậy thực lực của ngũ sắc môn này vượt xa lực lượng thể hiện ra bên ngoài dĩ nhiên trí đánh một trận đã đánh cho kinh giao hội đại bại. Sau đó, kinh giao hội đã bị nhổ tận gốc, mặc phủ cũng bị số lượng lớn cao thủ của đối phương tập kích. Dưới tình thế bất đắc dĩ mọi người không thể làm gì khác hơn là phá vòng vây chạy trốn, kết quả nhị phu nhân Lý Thị cùng ngũ phu nhân Vương trong khi phá vây đã chết, những người khác sau khi thoát khỏi vòng vây, lập tức chia nhau chạy trốn. Nghiêm thị dẫn theo mặc thải hoàn, một đường bị đuổi giết, mắt thấy mẹ con sẽ cùng chết, thì một vị trung niên tự xưng lại yến trụ cứu lấy nghiêm thị, sau khi được sự đồng ý của hai mẹ con, đưa các nàng vào trong Yến Linh Bảo, trở thành người thường di cư vào Yến Gia Bảo. Yến Trụ chỉ là một đệ tử luyện khí kỳ cấp thấp của Yến Linh Bảo, năng lực có hạn, nhưng đối với mẹ con nghiêm thị vô cùng không tệ. Nghiêm thị vì báo đáp ơn cứu giúp, dứt khoát một năm sau, đã gả cho người này. Mà mặc thải hoàn bởi vì càng lớn càng diễm lệ động lòng người, vì sợ bị trêu chọc làm phiền, Yến Trụ dứt khoát tuyên bố ra ngoài mặc thải hoàn chính là quá phụ, ở bên ngoài đã sớm thành hôn, khắc chết trượng phu mới vào trong bảo. Kể từ đó, mặc thải hoàn lúc nào có người trong lòng, chân chính thành thân thì mới cải chính lại. Cứ như vậy, cuộc sống yên ổn của mẹ con nghiêm thị ở trong bảo đã hai năm, nhưng đáng tiếc chính là, Yến Trụ trong một lần chấp hành nhiệm vụ của gia tộc, bất hạnh ngoài ý muốn, táng thân ở bên ngoài. Cái chết này làm cho mẹ con nghiêm thị lại không còn người chống lưng, xuất bảo thì không thể, không làm gì khác hơn là một mình tiếp tục sống tại Yến Linh Bảo, cũng dùng số linh thạch ban cho khi Yến trụ chết, mở một tiểu điếm nhỏ, buôn bán kiếm sống qua ngày. Nếu là cứ như vậy, cửa hàng dù thu vào mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng có thể đủ cho nghiêm thị xem bệnh mua thuốc, ngăn chặn thương thế. Nhưng thời gian trước, các cửa hàng vốn vẫn thường cấp phù lục cấp thấp cho các nàng bán, đột nhiên đồng thời không cung cấp cho các nàng nữa, làm cho tiểu điếm của nghiêm lâm vào nguy cơ. Nghiêm thị là người ra sao, lập tức thấy được vấn đề trong đó. Sau khi tìm hiểu, đã tìm ra người dở trò sau lưng. Thì ra một vị tu sĩ ở tại phụ cận, đã để ý đến Mạc Thải Hoàn thường hay đi ngang qua, dĩ nhiên cũng không để ý đến lời đồn Mạc Thải Hoàn khắc phu, đưa ra ý nạp Mạc Thải Hoàn làm thiếp. Nghiêm thị tự nhiên sẽ không đáp ứng, kết quả làm cho vị tu sĩ đại nhân này, cực kỳ tức giận rời đi. Vì vậy, người sau lưng dở trò này, tự nhiên là tiếp tục. Mà Hàn Lập hôm nay khi đụng Mạc Thải Hoàn trên đường, vừa lúc là Mạc Thải Hoàn lại đi tìm nơi cung cấp, lại to tiếng một hồi. Nghiêm thị tường tận từ từ kể ra, mặc thải hoàn thỉnh thoảng bổ sung đôi câu. Hàn Lập cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, bất quá, khi nghe tới mặc thải hoàn bị người cường bức nạp thiếp, thì không khỏi cười nhẹ hai tiếng. Không nghĩ tới, tiểu yêu tinh năm đó lại còn có người muốn cướp. Bất quá, đừng nói tiểu yêu tinh này mấy năm nay không gặp, thật sự đã trưởng thành đại yêu tinh, quả thực là loại mê chết người không thường mạng. Hàn Lập, người trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, công pháp nói vậy cũng tinh tiến đã hơn 9 tầng chứ. Nghiêm thị một lần nữa sau khi đánh giá Hàn Lập, khách khí hỏi: "Nàng tại Yến Linh Bảo mấy năm nay, cho dù không cách nào tu luyện, nhưng một ít thường thức tại tu tiên giới, cũng biết không ít. Cũng tạm, sư mẫu muốn ta giải quyết khỏi sự làm phiền của tên tu sĩ này sao?" Hàn Lập sau khi mỉm cười, trực tiếp nói. Nghiêm thị nghe xong, có chút xấu hổ, nhưng cũng không phản đối. Nghe khẩu khí Hàn Lập, tựa hồ nguyện ý hỗ trợ. Chương 252: Phân ly về công pháp của người tu sĩ này các người biết một ít chứ. Nếu không phải là người thuộc họ Yến, tu vi không cao, thì ta có thể thuận lợi giải quyết được hàn lập nhíu nhíu cái mũi của mình bình tĩnh nói. Kỳ thật, hắn hỏi như vậy là để hiểu rõ về tên này. Còn về tu vi cao thâm như thế nào thì cũng là bản năng cẩn thận của hắn mà thôi. Ta đã bảo thải hoàn dò xét chuyện này, nghe nói người tu tiên này công pháp cơ bản đã đến tầng thứ 5. Tuy cũng tính là nhà họ Yến, nhưng trong Yến gia khẳng định vai trò của hắn rất bình thường. Nếu mà là các đệ tử được tôn trọng thì sao phàm nhân chúng ta còn có thể ở nơi này được? Nghiêm thị không hổ là thủ lĩnh trước kia của Mạc Phủ, cho dù là nay đã đi xuống như vậy nhưng mọi chuyện vẫn quản lý rất chặt chẽ, ý nghĩ rõ ràng vô cùng. Cái này không có vấn đề gì, lát nữa sư muội dẫn ta đi xem sao, nhân tiện khi đến đó ta sẽ giải quyết cho các người vấn đề này. Hàn lập ghe xong, gật đầu nói, đa tạ sư huynh, muội biết nhất định sư huynh sẽ hỗ trợ mà. Mạc Thải Hoàn ở một bên nghe rất rõ ràng, cực kỳ cao hứng mà ngọt ngào kêu lên. Hàn Lập, thật sự là phiền toái cho ngươi, nếu không phải là đối ma với sự bức bách của người tu tiên này, hai mẹ con chúng ta thật chẳng biết phải ứng phó như thế nào nữa nghiêm thị trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng nhưng lại thở dài bất đắc dĩ lên tiếng nói. Nơi đây tuy cấm các tu sĩ quấy nhiễu phàm nhân chúng ta, nhưng trên thực tế lén khi nhục phàm nhân rất nhiều, yến ra làm sao có thể xử phạt những tu sĩ này. Nếu không cẩn thận, ngược lại lại cùng tu sĩ kết thù thì từ nay về sau những việc như thế này rất thường xuyên xảy ra hàn lập từ trong đó nghe ra được một ít ý tứ không cam lòng dù sao so sánh với trước kia tại mặc phủ nắm giữ quyền sinh sát thì trong cuộc sống hiện nay đối với nghiêm thị mà nói quả thật là bị khuất nhục không ít hàn lập sau khi nghe xong im lặng một lát rồi đột nhiên mở miệng hỏi vấn đề làm hắn nghi hoặc sư nương sư muội đã sớm đến tuổi lập gia đình vì sao lại không tìm một người thích hợp để lập gia đình nếu là một gã tu sĩ thì không phải là có chỗ dựa rất tốt sao? Lập gia đình, muội mới không chịu lấy người tu tiên trong yến ra làm chồng đấy. Nghe Hàn Lập nói thế, nghiêm thị thì cười khổ, còn mặc thải hoàn lớn tiếng phản đối, thần tình như mất hứng. Sao lại vậy? Hàn Lập có chút kinh ngạc. Sư huynh, người tu tiên yến ra căn bản là không lấy nữ phạm nhân chúng ta. Đừng nói là làm vợ, căn bản ngay cả so với nô tỳ ở thế tục cũng không bằng, có chút không đồng ý là họ thường xuyên la mắng và đánh đập nguội dù cả đời độc thân cũng không lập gia đình trong này mặc thải hoàn thanh âm vừa nhanh vừa vội hiển nhiên đối với việc này rất là kiên kỵ hàn lập người chắc không biết sư mỗi người có kết giao với một bằng hữu cũng được gả cho người tu tiên trong bảo kết quả chẳng không xem vừa mắt mà còn bị ngược đãi sau này dung nhan bị già cả đi còn bị họ tùy tiện tìm một cái cớ đưa trả trở về gia đình kết cục cực kỳ thê lương mà người tu tiên kia lại đi lấy một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp khác khổ nhìn tâm địa người tu tiên như vậy ta cũng thật là không muốn cho thải hoàn chịu khổ. Cho nên, gã cho người thường, sư muội của ngươi tầm mắt cũng rất cao, cũng sẽ có người lọt vào mắt của nó thôi nghiêm thị ở một bên thấy hành động của mặc khải hoàn nên giải thích một chút. Thì ra như vậy, nhưng sư muội cũng không có khả năng cả đời không lấy chồng. Hàn lập nhíu mày, tự nhiên nói, những lời này vừa nói ra, thần sắc nghiêm thị liền động, tựa hồ lại nghĩ đến điều gì đó nhưng lại trần chờ một chút không có nói ra. Mà mặc thải hoàn lại chẳng biết nhớ tới cái gì, cúi đầu, im lặng không nói gì. Hàn Lập lúc này mới ý thức được không khí đột nhiên có chút không đúng, tựa hồ. Hắn liền mở miệng nói, sư muội, muội dẫn sư huynh đi, hay là trước tiên đi giải quyết vấn đề dây dưa với tên tu sĩ kia cái đã. Ừm, um, mặc thải hoàn trù trừ một chút rồi đáp, mà nghiêm thì ở đây cũng không có ý tứ phản đối. Vì thế, Hàn Lập cùng mặc thải hoàn tạm thời ra khỏi cửa tiệm, thẳng đến nơi vị tu sĩ kia mà đi đến, tựa hồ khá xa. Sư huynh, công pháp của huynh rốt cuộc là tầng thứ mấy vây, mà cái gã kia như thế nào vừa thấy huynh đến liền giống như là chuột thấy mèo vậy, không ngừng gọi tiền bối, lại không ngừng thở dài. Cái thần thái cung kính kia, quả thật giống như là gặp phải lão tổ tông vậy mặc thải hoàn trong mắt hàn lập đã hoàn toàn khôi phục lại bộ dáng vui vẻ, trên đường nhỏ líu lo nói không ngừng, nhìn như mới 20 vậy. Hàn lập thấy vậy cười nhẹ nói, không có gì, chỉ có điều là cảnh giới cao hơn một tầng, theo quy củ của tu tiên giới nên hắn mới gọi huynh là tiền bối, Mạc Thải Hoàn nghe xong, trong mắt vẻ vui mừng lóe lên, càng thêm cười hì hì nói: "Chẳng qua, muội tưởng tượng lại vẻ buồn cười của hắn khi thấy muội xuất hiện, nên không nhìn được cười." Lần này Hàn Lập không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn Mạc Thải Hoàn. Trong chốc lát đã khiến cho Mạc Thải Hoàn ngượng ngùng đem khuôn mặt né qua một bên nhìn, cũng không lên tiếng nữa. Nhưng một lát sau, nàng bỗng nói một câu làm cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn: "Xu huynh, chẳng lẽ không có linh căn là không thể trở thành người tu tiên sao?" muội cũng muốn trở thành tu sĩ giống như huynh vậy. Quay đầu trở lại, mặc thải hoàn đã biến thành vẻ mặt u oán, thanh âm cũng tràn gặp sự chờ đợi. Hàn lập ghe như thế trong lòng cũng không tránh có chút đau buồn, nhưng lại không thể nói gì. Theo từ xưa đến nay, không có linh căn thì thật là không thể tu luyện pháp thuật, đây là sự thật không thay đổi được của tu tiên giới hơn 10 vạn năm nay. Hắn nào có bổn sự lớn như vậy để phá vỡ quy củ này? Mạc Thải Hoàn thấy biểu tình của Hàn Lập, vốn tâm tình có chút nóng vội nhất thời nguội lạnh, xem ra vị sư huynh thần thông quảng đại này một chút biện pháp cũng không có nàng ta không khỏi ảm đạm yên lặng đi sau hàn lập vài bước chậm rãi mà đi cả người có vẻ an tính hơn đợi khi hai người còn cách tiểu điếm không xa thì hàn lập đột nhiên dừng bước xoay người lại nói với mạc thải hoàn huynh còn có việc nên không thể trở lại đi gặp sư mẫu chúng ta chia tay tại chỗ này đi huynh còn ở tại yến linh mấy ngày nữa về sau có lẽ sẽ còn cơ hội gặp lại cái gì sư huynh muốn đi Mạc Thải Hoàn trước tiên là cả kinh, sau đó thần tình có chút thất vọng. Ừm, trong này có hơn 10 viên linh thạch, lưu lại cho sư mẫu dùng khi gặp tình trạng khẩn cấp. Huynh hiện tại cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi. Hàn lập từ trong túi chữ vật lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho Mạc Thải Hoàn. Đa tạ sư huynh, Mạc Thải Hoàn nhỏ giọng nói, có vẻ yếu đuối vô cùng, trong mắt có vẻ không nỡ. Hàn lập thấy biểu hiện lúc này của nàng, trong lòng không hiểu tại sao lại có một cảm giác phi thường khó chịu. Hắn do dự một chút, sau đó lại lấy ra một cái bình bạc từ trong lấy ra một đan hoàn màu phấn hồng uống nó mặc dù không thể làm cho muội trở thành người tu tiên nhưng có thể làm cho muội sống thọ thêm vài năm dung nhan không đổi sẽ không bị già đi coi như là lễ vật của sư huynh tặng cho muội hàn lập thần sắc trịnh trọng nói sư huynh muội mạc thải hoàn nghe lời này không khỏi vừa mừng vừa sợ lên tiếng tâm tình kích động muốn nói ra những lời trong lòng nhưng hàn lập không cho nàng cơ hội nói ra ngón tay bắn ra viên đan dược tiến thẳng vào trong miệng, theo yết hầu không tự chủ được mà đi xuống. Sư muội, ta đi rồi, muội cùng sư mẫu bảo trọng. Hàn lập vừa nói xong, người liền nhẹ nhàng nhoáng lên, thân hình mơ hồ một chút rồi biến mất tại chỗ. Sư huynh, mặc thải hoàn kinh ngạc kêu lên, bước lên trước vài bước. Trung quanh tịch mịch, bóng dáng của hàn lập nào có thấy đâu. Dưới sự bất đắc dĩ, mặc thải hoàn thần sắc ảm đạm chậm rãi đi về cửa hàng của mình. Qua một khoảng thời gian, thân hình hàn lập mới hiện lên ở sau một gian phòng cách đó không xa sau đó yên lặng đứng xem trong chốc lát liền không do dự xoay người rời đi vị sư muội này đối với chính mình muốn nói cái gì đó tuy nhiên hàn lập cũng không thể khẳng định nhưng cũng có bảy tám phần mơ hồ đoán ra nhưng đáng tiếc chính là hắn cùng với đối phương là hữu duyên vô phận cảm giác của hắn vẫn chưa tới bước đó càng huống chi hắn đã tới chúc cơ kỳ sống thật lâu thật sự cùng đối phương cách quá xa đồng thời hắn cũng không muốn nhiễm vào tình cảm dù sao mắt thấy người mình yêu ngày càng ngày càng yếu dần đi mà mình lại không thể làm gì, loại sự thật này không phải Hàn Lập có thể chịu được. Thiên Hạc Cư, một trà lâu cao 3 tầng, kiến trúc cổ kính, có chút khí phách xuất hiện trước mắt Hàn Lập. Hàn Lập mơ hồ liếc mắt qua, sau đó không tiếp tục suy tư bởi vì hắn đã cảm giác được trong cổ lâu có vài cổ pháp lực dao động, cùng với hắn cũng không có sai biệt lắm. Thậm chí còn có tu sĩ trúc cơ kỳ có linh lực cao hơn hắn. Tiến vào trà lâu, nhìn lướt qua tầng thứ nhất rồi không tiếp tục dừng lại trực tiếp lên tầng 2. Bởi vì, tầng 1 đều là các phàm nhân một chút pháp lực cũng không có. Tầng 2 có vài tu sĩ nhưng đại bộ phận đều là luyện khí kỳ, căn bản là không lọt vào trong mắt hàn lập, mà tầng thứ ba này, càng tiếp cận đến pháp lực dao động, đây mới chính là mục tiêu lần này của hàn lập. chương 253, Quỷ Linh Môn Hàn Lập vừa đi lên lầu 3, lập tức có mấy đạo thần thức quét tới, chú ý đến hắn. Xem bộ dáng pháp lực của mấy người này phải tới cỡ trúc cơ trung kỳ, so với các tu sĩ mới trúc cơ như hắn thì mạnh hơn nhiều. Tại động phủ hắn đã bế quan hết 4 năm, đã làm cho pháp lực của hắn tiếp cận trúc cơ trung kỳ, chỉ còn một tầng nữa lại không thể đột phá được, điều này đã làm cho hàn lập tiếc nuối không thôi. Chẳng qua ngấm lại cũng rất là bình thường, dù sao hắn trong 4 năm tu luyện đã tiếp cận trúc cơ trung kỳ, tốc độ so với các tu sĩ bình thường đã rất nhanh rồi. Mà một tầng cuối cùng bị khượng lại này là từ sau khi hắn trúc cơ mới lần đầu tiên gặp, không chỉ dùng dược vật là có thể đột phá được, hơn phân nửa nhất định còn phải có cơ duyên mới được hơn nữa cho dù là dùng nhiều dược vật đi nữa cũng chỉ làm cho pháp lực của hắn thâm hậu thêm một ít thôi nhưng tầng cảnh giới này cũng không thể dễ dàng vượt qua như vậy được hàn lập vừa suy nghĩ vừa dò xét sơ qua trên lầu một lần người trên lầu ba tất cả đều là các tu sĩ trúc cơ kỳ nhưng rõ ràng là chia thành hai nhóm riêng biệt một nhóm mà hàn lập rất quen thuộc thông qua trang phục thì là tu sĩ của thất đại phái một bên thì trang phục hỗn loạn tất cả hẳn là các tu sĩ của các nước khác. Tu sĩ thất đại phái chỉ có 5 người, nhưng đều ngồi trên một cái bàn, đang nhỏ giọng bàn luận về điều gì đó, có vẻ thân mật một chút. Mà các tu sĩ còn lại có đến 7-8 người, đều là một, hai người một bàn, vẽ mặt rất lãnh đạm mà thưởng thức trà, cũng không có trụm lại mà chuyện trò với nhau. Động tĩnh như thế làm cho Hàn Lập cảm nhận được một loại không khí đang rằng co nhau. Hàn Lập đến cũng khiến cho các tu sĩ khác chú ý đến hắn, ngay từ đầu xem xét hắn chính là mấy người ngoài kia những người khác đều nhìn về phía hắn mà hàn lập không suy nghĩ nhiều hướng đến bàn của các vị tu sĩ thất đại phái đi đến dù sao thì hắn cũng là một thành viên trong đó hàn lập đến làm ánh mắt của các vị tu sĩ khác đều trở về mà người của bảy đại phái kia đều mỉm cười đứng lên mà hoan nghênh hàn lập mặc trang phục của hoàng phong cốc không cần giới thiệu mấy người này cũng tự nhiên quen thuộc vô cùng tại hạ hoàng phong cốc hàn lập ra mắt các vị sư huynh cùng sư tỷ Hàn Lập đem thân phận chính mình hạ thấp xuống, năm người trước mắt này đã có ba người là trúc cơ trung kỳ rồi, hai người còn lại đều giống hắn, trúc cơ sơ kỳ. Hàn sư đệ, tại hạ là thanh hư môn vô tử, đây là sư đệ vô du tử, còn ba vị này là linh thú sơn vũ sư đệ, cự kiếm môn ba sư huynh, cùng với thiên khuyết bảo phương sư muội trên bàn hai gã đạo sĩ trung niên kia hướng Hàn Lập khách khí giới thiệu một chút mọi người đang ngồi ở đây. Sư đệ một khi đến đây trước hết hãy thưởng thức tuyết linh trà tiên phẩm của Yến ra đi đây chính là trà lâu mà các tu sĩ khi ra ngoài nhưng chúng ta đều đến thưởng thức cực phẩm vị trung niên tu sĩ họ vũ linh thú sơn cười hì hì hướng đến hàn lập mới ngồi xuống lập tức lấy ấm pha trà rót cho hàn lập một ly tuyết linh trà hàn lập gật đầu mỉm cười sau đó uống một ngụm trà nhỏ mặc kệ người này có phải là vì mình mà nhiệt tình châm trà hay không nhưng công phu biểu hiện cũng thật không tệ trà ngon hàn lập tuy cũng không phải là người có nghiên cứu về trà nhưng cũng không khỏi mở miệng tán dương một câu Loại nước trà này vừa xuống liền có cảm giác mát lạnh, từ trong bụng sông lên, sau đó kết hợp hương vị với nhau, trở về chỗ cũ vô vùng vừa ý. Tu sĩ họ Vũ nghe xong, vẻ tươi cười trên mặt càng đậm thêm một ít. Nhìn Hàn sư đệ nhìn thật lạ mặt, không biết là cao đồ của vị sư bá nào. Đó là vị sư muội khoảng 20 tuổi, tướng mạo bình thường hào phóng hỏi. Gia sư Lý Hóa Nguyên, khi đến được chúc cơ kỳ được sư phó chính thức nhập làm môn hạ, chính là chỉ mới mấy năm nay mà thôi mong rằng các vị sư huynh cùng sư tỷ chỉ điểm thêm vài phần. Hàn lập với vẻ mặt thành khẩn nói, ta làm sao có thể chỉ điểm được, tất cả mọi người cùng nhau trao đổi với nhau. Hàn sư đệ một khi đã được Lý Sư Thúc thu nhận làm môn hạ, hơn nữa trẻ tuổi như vậy đã được ra ngoài du ngoạn, khẳng định là có chỗ hơn người, cũng không cần phải khách khí như thế lần này mở miệng chính là vị hán tử trung niên của cửa kiếm môn, tuy diện mạo có chút thành thật trung hậu, nhưng khi nói hai môi cũng không lộ ra, khiến cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn hàn lập tự nhiên khiêm tốn vài câu kể từ đó ngoại trừ vị vô du tử kia ra hàn lập cùng các vị tu sĩ này rất nhanh đã bàn tán sôi nổi mấy vị vừa rồi đang đàm luận vấn đề gì vậy hàn lập sau khi khách sáo vài câu rốt cuộc cũng nói đến đề tài chính này cứ như là tùy ý hỏi cũng không có gì chúng ta đang dự đoán các vị tu sĩ nước ngoài đến yến linh bảo này là vì nguyên nhân gì thật sự có chút trái với lẽ thường càn khôn tháp phù bảo tuy rất chân quý nhưng cũng không có khả năng có sự hấp dẫn lớn đến như vậy vô tử nghe Hàn Lập hỏi như vậy thần sắc đột nhiên trịnh trọng trả lời. Chẳng qua, nói đến vấn đề mà Hàn Lập chú ý, làm cho hắn không khỏi liên tục gạt đầu tỏ vẻ đồng ý. Chúng ta vừa rồi nghị luận một hồi, cũng không rõ ràng được cái gì. Nghĩ đến khả năng có dị bảo xuất thế, hấp dẫn bọn họ đến đây cũng không cao lắm. Bởi vì nếu là thực, đến đây không chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ, tu sĩ kết đan kỳ cũng phải đến sớm chứ, còn có thể bình tĩnh như thế này sao được, cho nên còn có nguyên nhân khác chứ không cũng không thể nào giải thích được vấn đề này nữ tử của thiên khuyết bảo nói chúng ta không cần suy đoán lung tung qua hai ngày nữa đại hội đoạt bảo đã bắt đầu rồi tất cả đến lúc đó sẽ hiếu nhưng ta thật ra đối với việc hôm nay xuất hiện tu sĩ quỷ linh môn có chút cảm giác bất an nhóm người này không giống bình thường làm cho yến gia đệ tử thất bại liên tục thì thật làm cho mọi người ngoài ý muốn không biết các vị có biết lai lịch bọn họ chăng vị trung niên họ vũ nhíu mày hỏi vẻ cười cợt đã hoàn toàn biến mất. Xem ra vị tu sĩ thật sự thấy rất bất an, vị tu sĩ này vừa nói ra, lập tức làm cho đám người Hàn Lập cũng nhìn nhau. Bọn họ đều là lần đầu tiên nghe đến môn phái này, dù sao ghe tên thì cũng đoán được 89 phần 10 là người trong ma đạo rồi. Nhưng không biết là môn phái của quốc gia phổ cận nào đây, có thể làm cho địa đầu xa ở đây là Yến ra cũng kiêng kỵ như thế, đánh bị thương nhiều đệ tử như vậy cũng không hề lập tức trở mặt. Khẳng định là bọn họ cũng không nhỏ, nhưng trong số đông, đương nhiên cũng có người biểu hiện khác biệt người này là vô du tử cho đến giờ vẫn không mở miệng chỉ có hắn là thần sắc không đổi giống như là biết rõ về quỷ linh môn vậy điều này không khỏi làm cho người khác có chút chờ đợi sư đệ người có biết chuyện của quỷ linh môn không vô tử cũng cảm thấy ngoài ý muốn sư đệ này của hắn luôn không thích kết giao cùng với người khác nhưng lại thích tham khảo các loại sách chuyện này nói không chừng hắn cũng biết một phần quỷ linh môn một trong sáu tông phái mà đạo của thiên la quốc am hiểu khu quỷ dịch yêu thuật, cũng tinh thông độc thuật cùng một ít ám thuật. Mặc dù yếu nhất trong sáu tông phái, nhưng so với tông phái thực lực cường thịnh nhất trong chúng ta là yểm nguyệt tông thì còn cường thịnh hơn ba phần. Vô du tử vừa ngẩng đầu, lạnh lùng nói xong liền im lặng không nói, nhưng cũng đủ để làm cho những người khác sắc mặt đại biến. Ma phái của thiên la quốc, hèn chi yến ra lại nhẫn nhịn như thế, so với thất đại phái chúng ta thì tuyệt đối là một thế lực siêu cấp. Ngoài chính đạo liên minh chúng ta, thế lực tu tiên đều không thể có khả năng một mình ngăn cản bọn họ xâm lấn lần này đại hán cự kiếm môn biến sắc nói. Sẽ không phải chứ, thế lực lớn như vậy làm sao đột nhiên đi vào Việt Quốc. Lại còn tham gia một đại hội đoạt bảo nhỏ như vậy. Nữ tử họ Phương không dám tin tưởng nói, lời nói tự nhiên mang vài phần ý nghĩ hoài nghi. Thiên Nam Thủ Trác, quyển thứ hai, chương thứ bốn vô du tử lãnh đạm nói. a nữ tu sĩ lúc đầu không hiếu được nhưng một lát sau đã biết được ý tứ trong lời nói của đối phương. Đây là quyển điển tịch thông tin trọn vẹn các đại phái lớn, chuyên môn giới thiệu một ít về nhân tình phong tục cùng với kỳ văn lý thú ở các quốc gia đó. Đối với sự tình của tu tiên giới cũng có chút đề cập đến, nhưng bởi vì rất nhiều, nữ tu sĩ này vốn là do vội vàng xem nên không đọc kỹ. Chẳng lẽ sự tình của quỷ linh môn trong sách này cũng có thể tìm được sao? Ngạc nhiên cũng không chỉ có mình nàng, mọi người cũng đều lộ ra biểu tình nghi hoặc. Vô du tử lại miệng cưỡng mở miệng nói tiếp, trong quyển hai này, không riêng gì quỷ linh môn, năm ma tông khác cũng được giới thiệu sơ lược một chút. Nhìn thấy bộ dáng khẳng định của vô du tử, những người khác rốt cuộc cũng tin tưởng lời nói cũng hắn. Ngoài sự kinh hãi hiển thị bên ngoài, mọi người cũng bắt đầu suy đoán dụng ý việc quỷ linh môn đột nhiên đến yến ra. Hàn lập theo thói quen nhíu nhíu cái mũi, lâm vào trầm tư. Sáu tông phái mà đạo của thiên la quốc không phải là muốn xâm lấn chứ. Không đúng, Việt quốc cùng thiên la quốc còn cách hai nước nhỏ là Khương quốc cùng Sa Kỳ quốc phải xâm lấn được hai nước này thì mới tiến đến đây được. Hai cái quốc gia này tuy nhỏ nhưng trong tu tiên giới, thực lực cũng không phải là yếu, có thể tương đương với thực lực của bảy đại tông phái liên thủ. Cũng không có khả năng vô thanh vô tức khống chế hai nước này. Càng huống chi, bên cạnh bọn họ còn có chính đạo liên minh nữa, đâu thể nào cho họ cơ hội khuếch trương lực lượng chứ. Hàn Lập trải qua một phen suy nghĩ, rốt cuộc cũng đã bài trừ ra các tình huống xấu nhất. chương 254, Yến gia lão tổ có phải là quỷ linh môn hành động một mình hay liên thủ với năm ma đạo tông còn lại. Thất đại tông phái cũng không cần phải sợ hãi gì, thậm chí Yến gia cũng vậy, có khả năng ứng phó người của quỷ linh môn đến, dù sao Yến gia cũng có cao thủ kết đan kỳ tỏa chấn. Hàn lập nghĩ như vậy cuối cùng an tâm một ít, cho dù có sụp đổ thì cũng có người đứng ra gánh vác. Quỷ linh môn tới đây vì cái gì, cũng không phải là một tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn có khả năng quan tâm, tất cả đều đã có Yến gia đối phó bọn họ. Nhưng cũng phải cẩn thận đôi chút, cho dù là cổng thành có cháy thì cũng không đến phiên hắn chẳng biết mấy người khác có nghĩ như vậy hay không một một lúc sau thân xác bọn họ cũng dần dần khôi phục bình thường thế nhưng không có người nào nhắc lại chuyện này nữa ngược lại tán nỗ một ít vấn đề tu luyện vấn đề này cũng hấp dẫn hàn lập hắn không suy tư nữa mà lập tức gia nhập vào thời gian trôi qua khá nhanh sắc trời dần dần tối đi nói một chút làm cho lưỡi mọi người cũng khô đi mặt khác cũng đã tới thời điểm các tu sĩ phải chia tay cáo từ nhau rồi mà chàng trao đổi này làm mọi người thu được không ít lợi ích, đặc biệt là mấy thủ đoạn cùng với cơ duyên của mấy người đột phá bình cảnh trúc cơ trung kỳ, làm Hàn Lập không uổng công kết giao. Vì thế, theo ý kiến của Trung Niên họ Vũ đề xuất, ngày mai mọi người cùng tới Sử Thiên Tích, cùng vài đồng đạo tiếp tục đàm luận một phen, đồng thời giao dịch luôn một vài vật phẩm nhỏ, chẳng phải càng tốt sao? Đề nghị này được mọi người đồng ý, đương nhiên Hàn Lập cũng không có ngoại lệ. Cứ như vậy, sau khi thương lượng mọi người liền rời đi hàn lập theo bản đồ mà đi đến một khách điếm khách điếm này chuyên môn phụ trách tiếp đãi các tu sĩ bên ngoài khách điếm này ở đông nam yến linh bảo nơi đây cũng không lớn lắm so sánh với vài nơi khác thì kém xa do đó nơi đây tu sĩ không nhiều lắm mới đúng hàn lập chọn nơi đây chính là nó vô cùng thanh tịnh bởi vì càng ít người thì phiền toai xuất hiện cũng càng ít hơn nữa nơi đây giáp với tường thành vạn nhất có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì hàn lập cũng đã chuẩn bị để tiện việc đào thoát dù sao tu sĩ của quỷ linh môn xuất hiện làm Hàn Lập có cảm giác không được an tâm. Trước tiên chuẩn bị một ít phòng ngừa sự cố phát sinh. Điều này cũng là do thói quen cẩn thận của hắn. Phong nguyệt khách điếm này quả nhiên cũng không có nhiều khách, có thể những tu sĩ ở nơi này không hề náo nhiệt, hoặc là trời xanh tính lập dị đôi chút nên chọn nơi này. Bọn họ đều ở trong phòng mình, mà không hề quấy rầy người của khách điếm. Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy vừa lòng, lựa một căn phòng sạch sẽ cho mình. Cho nên, đồng huyên nhi kia ở tại nơi nào, Hàn Lập cũng không thích tìm hiểu, dù sao thì khi đại hội đoạt bảo bắt đầu khẳng định sẽ gặp thôi. Đến lúc đó, cùng nữ tử này về Hoàng Phong Cốc là được. Hàn Lập nghĩ như vậy liền ngủ thiếp đi, ban đêm, khi các tu sĩ bắt đầu tiến vào giấc ngủ hoặc bắt đầu tu luyện thì tại kiến trúc cao nhất của Yến Linh Bảo, thì trong một căn phòng được đề phòng nghiêm ngặt tại Phi Vân Các, có một hồng phát lão giả chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, khuôn mặt không hề có biểu tình gì. Mà trước người hắn không xa, có ba lão giả áo xám đứng, thần sắc rất cung kính. "Tử Quân, tiểu tử Quỷ Linh môn kia nói là đêm nay đến gặp ta sao?" Hồng Phát lão giả rốt cuộc cũng dừng lại, thản nhiên nhìn một lão giả trong đó. "Đúng vậy, lão tổ tông, thiếu chủ của Quỷ Linh môn sau khi chấm dứt luận võ đã truyền âm như vậy." Người này cung kính trả lời. "Ừm," um, Hồng Phát lão giả vô biểu tình gật gật đầu, nhưng trong mắt đột nhiên lóe lên linh quang. Vào lúc này, bên ngoài đột nhiên đi vào một gã hắc y nhân, người này thi lễ nói: lão tổ tông, ba vị trưởng lão, Khánh đã đến. Được an bày trong đại sảnh, nhưng hắn lại có hai tên hộ vệ, nói như thế nào cũng không chịu ở bên ngoài. Có vài tên thiết vệ động thủ mang họ ra ngoài nhưng ngược lại bị chế trụ. Tựa hồ là tu sĩ kết đan kỳ, phải ứng phó như thế nào, xin lão tổ tông chỉ điểm. Tu sĩ kết đan kỳ, cũng không có gì kỳ quái, đường đường một vị thiếu chủ nếu ngay cả bên người cũng không có hộ vệ thì như thế nào môn chủ quỷ linh môn sao an tâm cho hắn đến đây chúng ta đi gặp họ thôi, ta thật tò mò bên dưới mặt nạ của vị thiếu chủ này có bộ dáng như thế nào hồng phát lão giả ghe xong hắc y nhân bẩm báo, trên mặt đã xuất hiện một tia giận dữ, có chút không thiện ý nói. Sau đó hắn là người trước tiên rời phòng, những người khác tự nhiên cũng theo sau. Tiến vào đại sảnh, hồng phát lão giả thấy một vị thanh niên có dáng người thon dài, mang mặt nạ ác quỷ, đang bất động ngồi ở vị trí thượng khách. Phía sau có hai gã lục bào, một vị trên mặt có tầng tầng nếp nhăn, tóc bạc, bộ dáng già đến không thể già hơn, một người còn lại có đôi đồng tử nhỏ. Đầu bạc, không thể xác định tuổi tác qua bộ dáng bên ngoài, người còn lại là một đồng tử tóc ngắn răng trắng bóng. Mà ở giữa đại sảnh, có bảy tám vị hắc y tu sĩ, mỗi người trên khuôn mặt đều có xuất hiện hắc khí, hôn mê bất tỉnh đi. Ta còn tưởng là ai đại giá quan lâm, thì ra là đại danh đỉnh đỉnh lý thị huynh đệ, khó trách không hề đem yến ra chúng ta để trong mắt. Hồng Phát lão giả vừa nhìn thấy hai vị lục bào, đồng tử có chút co lại nhưng vẻ mặt không thay đổi nói. Tiếp theo liền hướng đến vị trí chủ tọa, ven áo ngồi xuống. Bộp bộp vỗ nhẹ hai trưởng, liền có vài vị hắc y nhân tiến đến đem những người hôn mê ra ngoài. Hắc hắc, không thể tưởng được thanh danh của hai huynh đệ ta lớn đến như vậy, ngay cả Yến gia lão tổ cũng biết đến. Hắc hắc, thật đúng là vinh hạnh cho hai huynh đệ chúng ta. Chẳng qua lần này huynh đệ chúng ta phụ trách bảo hộ sự an nguy của thiếu chủ có chuyện gì yến huynh cùng thiếu chủ luận đàm là được người có bộ dáng đồng tử cười nói nhưng lại truyền ra giọng nói trầm trầm làm cho cho người của yến ra ở bốn phía đề phòng cảm thấy hoảng sợ ngoài ý muốn không phát lão giả nghe hai người nói như thế trong lòng không khỏi cảm thấy dùng mình có thể làm cho hai lão ma đầu hung danh này nói như thế thì vị thiếu chủ này quả thật không phải là nhân vật đơn giản gì ánh mắt liền rơi xuống trên người thanh niên đeo ngân mặt nạ hắn dò xét trong chốc lát rồi thản nhiên hỏi Ngươi chính là thiếu chủ của quỷ linh môn, vì sao lại mang theo mặt nạ, chẳng lẽ có chỗ không tiện để người khác thấy sao? Đã hiểu lầm vãn bối, vãn bối mang theo mặt nạ kỳ thật do có nỗi khổ riêng, cũng không có chỗ nào không tiện để người khác nhìn thấy. Nếu tiền bối thật sự muốn xem, vãn bối là kẻ dưới, đương nhiên có thể bỏ mặt nạ ra thiếu chủ quỷ linh môn khẽ cười một tiếng, bình thản nói. Hừ, bộ mặt của nam nhân thì có cái gì để xem, lão phu không có tâm tư, nhưng thật ra quỷ linh môn các người đột nhiên từ nơi xa đến yến ra chúng ta để làm chi. Hơn nữa, ta cũng thấy rằng, các người cũng đã đến đây, cũng không phải để nói điều vô nghĩa, có gì các người cứ nói thẳng ra, lão phu không có kiên nhẫn để nói chuyện xảm yến ra lão tổ lạnh lùng nhìn thiếu chủ quỷ linh môn, không lưu tình nói, khí thế một lời không thuận liền ra tay. Ha ha, tiền bối một khi đã nói như vậy, vãn bối cũng không quanh co lòng vòng nữa. Gia phụ có một phong thư muốn vãn bối trình lên cho tiền bối, Ngoài ra còn đưa lên hai chữ bảo vãn bối nói cho tiền bối nghe thiếu chủ quỷ linh môn thấy yến ra lão tổ đối với hắn như thế, vẫn không nóng không lạnh, mang bộ dáng thong dong không áp lực. Quả là một người có hàm dưỡng cực tốt, không giống người thường. Thư gì, lão phu cùng cha ngươi chưa bao giờ gặp qua, yến ra cùng quỷ linh quan cũng không hề có giao tình, có tín thư gì muốn đưa cho lão phu chứ. Lại thần thần bí bí gửi theo hai chữ, có phải là muốn đùa giỡn vói ta chăng? Yến gia lão tổ nói xong lại như vô ý liếc mắt nhìn Lý Thị huynh đệ, xem có dị động gì hay không. Yến gia lão tổ rất khó tin tưởng rằng người chủ sự thật sự là thiếu chủ quỷ linh môn này. Lý Thị huynh đệ đương nhiên là nhìn ra sự hoài nghi của Yến gia lão tổ, nhưng vẫn nhìn nhau cười, vẫn chưa có hành động gì khác. Lúc này, thiếu chủ quỷ linh môn lấy ra một cái ngọc giản, đứng lên tiến vài bước nhưng Yến gia lão tổ vẫn bất động, không có một chút ý tứ muốn nhận lấy, ngược lại lạnh lùng nói. Thư có thể một lát lại xem, hay là trước tiên nói ra hai chữ kia xem sao lão phu nghe xong sẽ quyết định có xem thư hay không thiếu chủ quỷ linh môn nghe vậy thực là không có tức giận trong mặt nạ khẽ thở dài một tiếng sau đó môi nhấp nháy nói ra hai chữ đưa vào trong tai hồng phát lão giả những người khác của yến gia tuy không nghe thấy hai chữ này là gì nhưng lão tổ vừa nghe xong đột nhiên thân mình trượt động đột một đứng lên sắc mặt cực kỳ khó coi đem thư cho ta sau đó theo ta đến mật thất hồng phát lão giả thần sắc biến đổi trong chốc lát, mới hạ quyết tâm nói. Vì thế, trước nhiều đệ tử của Yến ra trong phòng, Yến ra lão tổ mang theo thiếu chủ quỷ linh môn tiến bảo một gian mật thất có cấm chế rất mạnh. Những người khác ngay cả hai vị tu sĩ kết đan kỳ lý huynh đệ cũng phải ở bên ngoài. Mà hai vị này một chút lo lắng cũng không có, tựa hồ đối với sự an toàn của thiếu chủ kia rất tự tin. Nhưng lần này bọn họ đi vào cũng hết một đêm.